Diệp Thần tuyệt không nhúng tay mềm, lưu lại cái này một chút tai họa ngầm. Hắn nhẹ nhàng búng tay, ba cây thiên kiếm mũi kiếm liền giấy lên một chút ngọn lửa, vòng sáng bỗng nhiên thu thập, trực tiếp diệt sạch Huyền Cơ Nguyệt cuối cùng một món hồn phách. Huyền Cơ Nguyệt thậm chí liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngoài, liền tan thành mây khói, không còn tồn tại. Một đời vận mệnh chủ, kiêm gia thánh nữ, ngang dọc thiên cổ thiên kiêu bá chủ Huyền Cơ Nguyệt, hôm nay lúc này chết, thần hồn câu diệt, liền thân xác vậy hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Một màn này để cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, đầu óc để trống, hoàn toàn không cách nào dự đoán được sẽ phát sinh như vậy cảnh tượng. Liền cháu đêm rong cùng già thiên ma đế cũng đều vạn phần kinh ngạc. Cháu đêm rong chỉ biết là Huyền Cơ Nguyệt là kiêm gia thánh nữ, vô cùng cường thịnh, bị dự là huyền hải trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất. Tương lai nhất định là muốn du ngoạn chư thiên, chấp trưởng kiêm gia đạo chính thống nhân vật, toàn bộ huyền hải, cũng không có bất kỳ một người có thể xứng với nàng. Nhưng chính là như vậy nhân vật, nhưng chết ở nàng trước mặt, hài cốt không tích chữ, cảnh tượng như vậy, ít nhiều có chút làm người ta rung động. Cái này, không ít người trố mắt nhìn nhau, qua một lúc lâu, mới ý thức tới chuyện này tầm quan trọng. Kiêm gia kiếm phái thánh nữ chết. Hơn nữa cái này vừa đảm nhiệm thánh nữ bị dự là vạn năm thiên tài khó gặp, lúc này bỏ mạng nơi này, sẽ ở toàn bộ huyền hải đưa tới hơn dung chuyển lớn. Ai đều không cách nào dự đoán. Nhưng có thể khẳng định là, kiêm gia kiếm phái nhất định sẽ hạ tử thủ đuổi giết luân hồi chi chủ. Vận mệnh cùng luân hồi chung nhau xây dựng tràng vực dần dần tản đi, Diệp Thần lập vào trong đó, diễn cảm không buồn không vui, cho dù là tiêu diệt hai đời địch thủ cũ, hắn rõ vẻ mặt cũng không từng có nơi buông lỏng. Bởi vì hắn biết, lớn hơn bão tố lại sắp tới, đây mới thực sự là khó giải quyết bộ phận. Hơn nữa hắn tâm tình nặng nề. Coi như là tiêu diệt Huyền Cơ Nguyệt thì như thế nào? Kỷ Tư Thanh đã hóa là bụi bẩm, phiêu tán tàn lụi, hoàn toàn ở nơi này thế gian tiêu tán. Chẳng biết tại sao, hắn tim mơ hồ cảm giác đau đớn. Người đẹp đã qua đời, lúc nào có thể trở về, cái này biệt ly, có lẽ chính là vĩnh viễn. Diệp Thần mang mục nhìn về nơi xa, thiếu hướng hư không. Vô tận vẻ bi thương, đem vần quanh, ngưng tụ thành từng cơn hàn sương. Mà đây mảnh đất giới tuyết rơi. Bông tuyết bay dương, rối rít sái sái, như lông tơ hạ xuống, ngay tức thì đem nguyên phiến thiên địa bọc thành một phiến thế giới tuyết phủ trắng xóa. Luân hồi chi chủ tâm ý, thông tới thiên đạo, vạn vật rên rỉ. Vô biên đại tuyết tiêu tiêu hạ, vô tận cách buồn như nước thủy chiều tới. Cháu đêm rong cùng già thiên ma đế vậy cảm nhận được liền lòng hắn ở giữa bi thương, yên lặng đi tới, cùng hắn cùng nhau chịu đựng. Nàng là vì ngươi mà chết, chắc hẳn sẽ không hối hận. Nếu như ngươi chết, nàng chết tài đổi được không có ý nghĩa. Già thiên ma đế chậm rãi mở miệng nói. Diệp Thần gật đầu một cái, bỗng nhiên lúc này cười một tiếng, tràn đầy tự diễu ý. Ta rốt cuộc có thể là người bên người mang đến cái gì? Trừ tổn thương chính là tử vong, có lẽ làm bạn của ta, không phải một cái chính xác lựa chọn. Cháu đêm rong cùng già thiên ma đế đồng thời hủy bỏ loại thuyết pháp này. Bọn họ cũng không muốn để cho Diệp Thần mất đi chiến đấu lòng tin. Bất quá nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, vậy đầy trời đại tuyết, bỗng nhiên ngưng tung bay, thời gian, cũng giống như vào giờ khắc này ngừng, không khí yên tĩnh, châm rơi có thể nghe. Không ít người có chút ngạc nhiên, rối rít ngẩng đầu lên, liền thấy được những cái kia hoa tuyết lại định ở giữa không trung bên trong, vậy không rơi xuống. Tựa như hình thành một màn đặc biệt phong. Đây là chuyện gì xảy ra? Có người nghi ngờ lên tiếng. Quả thật kỳ quái, cuộc chiến đấu này rõ ràng kết thúc mới đúng, vì sao bây giờ còn có dị tượng? Luân hồi lực lượng thật sự là quá kinh khủng, căn bản là không địch lại à. Chúng ta vẫn là mau chạy đi, vạn nhất luân hồi chi chủ nổi giận, coi như trốn không thoát. Nói bậy, cái này luân hồi chi chủ mặc dù là người ngoại giới, nhưng theo ta tới xem. Cũng không có thích giết chóc thành thánh, ngược lại là kiêm gia thánh nữ, khắp nơi đưa người vào chỗ chết. Người phía dưới tranh luận không nghỉ. Nhưng Diệp Thần lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hai nơi địa phương. Một nơi là Kỷ Tư Thanh kể cả Chu Tước cửa cùng vỡ nát hư không chi địa, mà một chỗ khác, chính là mới vừa ba cây thiên kiếm hoàn toàn vặn cổ Huyền Cơ Nguyệt thần hồn địa phương. Hai chỗ này lúc đó, tựa hồ sinh ra liên hệ nào đó. Nhất thời làm Diệp Thần kinh ngạc không thôi. Mà đang ở cái này trong chốc lát,
cái này hai nơi địa phương sinh ra loại nào đó dị biến. Vô hình khí cơ, từ trong hư không tỉnh lại, từ vậy ngủ ly bì chi địa tỉnh lại, lặng yên không một tiếng động, nhưng tản mát ra từng cơn hỗn loạn hơi thở. Diệp Thần ngẩng đầu lên đột nhiên nhìn, chỉ gặp tầng mây kia trong đó phân ra bộ phận thần quang, chiếu khắp mặt đất, chậm rãi hạ xuống. Đó là, vận mạng lực lượng. Diệp Thần coi như là đã nhìn ra, vận mạng lực lượng lần nữa hạ xuống ở đó vân tiêu trong đó, lăn lộn không ngừng. Hắn lập tức phóng lên cao, một cái đề cập tới Long Uyên Thiên Kiếm, giống như là viên đạn đại bác như nhau, bay lên trời, cả người tách thả ra hừng hực ánh sáng, giống như là Thái Dương vậy, bầy tràng vực, chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy phân vận mệnh lực. Loảng xoảng. Vậy vận mạng lực lượng, giống như cuồng lưu chiếu nghiêng xuống. Lúc này Diệp Thần cuối cùng là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Huyền Cơ Nguyệt Thân sau khi chết, vận mạng lực lượng trở thành vật vô chủ, lúc này muốn chạy trốn cách. Nhưng Diệp Thần há lại sẽ để cho nó dễ dàng rời đi. Có lẽ cái này sẽ là sống lại Kỳ Tư Thanh tốt nhất cơ hội. Vận mệnh lực, danh như ý nghĩa có thể nghịch chuyển càn khôn, vô luận sống hay chết, chỉ cần có được liền có cơ hội. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, hắn dùng hết dư lực, vung ra một kiếm, bất quá cũng không phải trực tiếp công kích, mà là tứ tán thành đầy trời ánh sao, phong tỏa nơi này, đem tràng vực từ từ thu nhỏ lại. Sau đó chèn ép vận mệnh lực, đi tới Kỳ Tư Thanh thi thể phiêu tán địa phương. Màu bạc trắng kiếm quang không ngừng lóe lên, ngăn trở những cái kia vận mạng lực lượng, nhưng rõ ràng cố hết sức. Diệp Thần cắn răng một cái, vận dụng trong cơ thể tất cả nguyên phù quy luật. Kiếm khí bên trên, phù văn quấn quanh, quy tắc lực lượng cũng thay đổi được vô cùng là khủng bố, nhất thời phòng thủ kiên cố. Một món ngọn lửa thật nhanh bay lên, trực tiếp đem những cái kia kẽ hở dung luyện thành bình phong che chở. Phạm Thiên Thần Công, minh chữ bể tan tành đảo. Diệp Thần là thiết tim, muốn đem cái này phân vận mệnh lực đánh tới. Sống lại Kỳ Tư Thanh hy vọng, ở nơi này. Vô luận thành công hay không, hắn cũng được thử một lần. Minh tự quyết ẩn chứa bể tan tành mộ đạo, từ Diệp Thần bàn tay gian bộc phát ra, hóa thành một món lưu quang, mang theo vô thượng bể tan tành nghĩa sâu xa. Trước bể tan tành, lại ngưng tụ. Đây là Diệp Thần lĩnh ngộ chín trời bể tan tành mộ đạo. Vậy từng tầng một không gian bình phong che chở, bị cường hãn vận mệnh lực xông lên được tan tành, thình thịch vỡ vụn. Nhưng rất nhanh, lại có bể tan tành nghĩa sâu xa trực tiếp bổ sung. Từng đạo thần thánh nguyên phù, phơi bày ra lưu quang trạng thái, sâu sắc giải thích lấy âm là dương, lấy nhu khắc cương bí ẩn. Vô luận những cái kia vận mệnh lực làm sao vùng vẫy, đều không cách nào đột phá những thứ này nhìn như mềm mại, thực thì bền bỉ phòng tuyến. Bất quá những cái kia vận mệnh lực cũng không có tốt như vậy đối phó. Vẫn ở chỗ cũ kịch liệt vùng vẫy. Sấm sét chấn động, liền Thái Dương cũng chợt tránh chợt diệt, vô cùng vận mệnh vùng vẫy, giống như là sơn hô hải khiếu, tràn ngập mở ra. Xem như vậy hình dáng, vô luận như thế nào đều phải đem nơi này cũi tránh thoát. Diệp Thần khạc ra một búng máu, sắc mặt trắng bệch, cường đại cảm giác yếu ớt cuốn tới, đây là vào Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận giá phải trả. Nhưng cố nhiên như vậy, hắn như cũ cắn răng, vận dụng tự thân lực lượng cường đại nhất. Luân hồi thiên đạo, thần thánh thiên đường. Diệp Thần hiến tế bộ phận luân hồi máu tươi, lấy tự thân là lò luyện, trực tiếp tăng lên tầng này vách không gian cường độ, để cho vận mệnh lực mất đi phản kháng cơ hội. Đến đây, phần kia vận mệnh lực tài lắng xuống, chỉ có thể dọc theo Diệp Thần nơi trải xây xong tuyến đường, bơi về phía trước. Chỉ chốc lát sau, vận mệnh lực trải qua Kỳ Tư Thanh nơi bỏ mình địa phương, cùng vậy tản ra chấm ánh sao bụi bậm hòa làm một thể. Tiếp theo, Diệp Thần liền thấy ánh sáng lóng lánh dưới, một cái mới thân thể chậm rãi ngưng tụ ra. Tóc đen đạt tới eo, mặt đẹp tinh xảo. Diệp Thần vung tay lên một cái, đầy trời tàn tiết liền ngưng tụ thành một đóa đóa mông lung tinh vân, bao phủ Kỳ Tư Thanh thân thể. Nhưng là cái này cái thân thể vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nhưng đó chính là Kỳ Tư Thanh hình dáng. Diệp Thần nhất thời kích động trong lòng, hắn đột nhiên tới giữa chợt lóe lên ý niệm, nổi lên tác dụng. Bên kia Già Thiên Ma Đế cùng cháu Đêm Rong, thấy một màn này, cũng là thần sắc chấn động một cái. Diệp Thần, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Già Thiên Ma Đế nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay tức thì triệu hoán ra Ma Đế chi tâm, thông suốt ánh sáng chiếu sáng ra, cầm giữ vậy phiến hư không chi địa. Mà cháu Đêm Rong càng trực tiếp,
Trước mặt nàng huyễn hóa ra một đóa to lớn màu xanh hoa sen. Vậy đóa hoa sen chậm rãi tách thả ra, có màu xanh nhạt ánh sáng, bắn ra. Nếu như muốn phải nắm giữ vận mạng quy tắc, vậy thì muốn sử dụng 120% khí lực. Vận mệnh siêu thoát tại sáu đạo gia, không chịu quy tắc quản khống, hơn nữa đại biểu giữa trời đất nhất là sắc bén, linh huyễn một trong lực lượng. Nếu như có thể vượt qua vận mệnh phép tắc lực lượng. Đó là vô cùng là kinh khủng. Diệp Thần nhận chịu cực lớn áp lực, cho dù hắn vận dụng luân hồi trấn áp, cũng không cách nào đem hoàn toàn giải quyết. Trong thoáng chốc, hắn trong mắt ánh sáng đại thịnh, hai cánh tay mở ra, tựa hồ phải đem toàn bộ hư không cất vào trong ngực. Mà vậy vận mệnh lực chống lại chốc lát sau, tựa hồ cũng biết mình không cách nào chạy khỏi, dần dần bị luân hồi nơi áp chế, hơn nữa vòng ngoài hai cổ lực lượng cường đại phụ trợ, dần dần tìm mới ký chủ. Mà ở nơi này mảnh không gian bên trong, Kỷ Tư Thanh thân thể đã ngưng tụ thành hình. Tóc đen ở trong hư không loạn vũ, hào hùng lực lượng kinh thế ra. Diệp Thần thấy một màn này, cố đè xuống kích động trong lòng, hoàn thành sau cùng linh thể dung hợp. Vận mạng lực lượng dần dần cùng Kỷ Tư Thanh thân thể dung hợp với nhau, xem không thấy không sờ được, nhưng lại chân thực xảy ra, người thực lực hơi yếu căn bản không thấy được một màn này. Ở giữa đất trời này nhất là lực lượng thần bí, không ai bằng Hồng Mông, cùng Hỗn Độn Tướng đồng đẳng cấp, và Thái Thượng đặt song song. Hồng ý là thiên địa sơ khai, quân là thiên quân vạn thế. Vận mệnh thoát thai tại Hồng Mông, đại biểu cái này thế gian cổ xưa nhất nguyên thủy lực lượng, vậy bá đạo nhất. Hồng Mông qua lại tất cả thời đại, chính là ở chư thiên vạn giới ra đời trước hình thành, cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, nơi này nói, chính là Hồng Mông. Đã từng có người nói cho Diệp Thần, lại như thế nào người lợi hại, đều không cách nào chiến thắng ở giữa đất trời này nhất là mới bắt đầu bổn nguyên lực lượng. Nhưng Diệp Thần hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Cái gì chó má thiên địa căn nguyên, ta nơi tin tưởng cho tới bây giờ đều là nhân định thắng thiên. Vận mệnh bất công, vậy thì chống lại. Vận mệnh không phục, vậy ta liền đem đánh phục. Diệp Thần trong thân thể chảy là luân hồi huyết mạch, nhưng bản thân nơi dựa vào chính là cường đại võ đạo. Mượn máu này mạch, đột phá lục đạo luân hồi, đang nắm trong tay luân hồi đồng thời lại khởi động vận mệnh. Như vậy ý tưởng điên cuồng, từ cổ chí kim thì có ai dám muốn. Có lẽ chỉ có cân nhắc quyết định chủ đã từng nghĩ tới, muốn dựa vào Diệp Thần luân hồi lực, hơn nữa tiêu áo vải chế tạo năng lực, luyện chế ra đột phá thực tế Hồng Quân Thiên Kiếm. Bất quá như vậy ý tưởng, cuối cùng chỉ là lời nói vô căn cứ. Vượt qua luân hồi binh khí, không chỉ có cần đột phá thế giới hiện thật quy tắc hạn chế, còn cần thời gian. Cho nên cân nhắc quyết định chủ sau đó sâu sắc đả kích, chính là bởi vì lý tưởng cùng thực tế tới giữa khoảng cách, quá mức xa xôi. Ra, Diệp Thần điều khiển ba cây thiên kiếm, kiếm ý không câu nệ, muốn gì được nấy, thật là muốn đột phá cái này phiến chân trời cực hạn. Ở hắn điên cuồng thúc dục dùng dưới, vận mạng lực lượng dần dần hướng Kỷ Tư Thanh trên mình chen đè tới, dần dần đến gần thành công. Vận mạng lực lượng ngưng là thật trạng, trong thoáng chốc, cuồn cuộn con sông bốn tản ra, tinh thuần sinh mạng nguồn nước, giống như là một cái sóng lớn sông lớn, dày đặc mãnh liệt, sôi trào tới. Diệp Thần cắn răng cứng rắn, bước chân đi về trước chợt đạp một cái, cuồn cuộn khí tức mờ ảo, tràn ngập ra. Trong chốc lát nước chảy ngang dọc, hóa là sinh mệnh nguyên khí, mang theo nồng nặc tiên lực, ở chỗ này con sông trong đó, ẩn chứa từng tia linh hư bóng dáng, đó là thiên địa dị tượng biến thành. Rào, nhàn nhạt tiếng nước chảy vang lên, tẩy Kỷ Tư Thanh mới tinh tạo nên thân thể. Vô cùng nước sông cấp tốc lan tràn, nhảy vút mặc ngàn dặm, hình thành một phiến vô tận mênh mông biển khơi. Cái này phiến biển, không chịu bất kỳ đồ khống chế. Thậm chí tùy ý qua lại. Kỷ Tư Thanh mặt ngoài thân thể ngưng kết ra một kiện màu xanh nhạt trường bào, hai tròng mắt của nàng như cũ đóng chặt, nhưng là thân thể đã có ý thức. Hắn giống như nước bên trong tiên tử, rẽ sóng ra, mang theo lượn lờ tiên khí, còn có mây mù bốc hơi lên lên. Cho đến giờ phút này, vận mạng ngưng tụ tài hoàn toàn thành công. Ở Kỷ Tư Thanh sau lưng, có từng cái sóng nước hóa thành dây leo, nóng bỏng tách thả ra, giống như là xích thần như vậy, duyên triển ra, để lộ ra nồng nặc sinh mạng nguyên khí. Hơn nữa ở chỗ này trên căn bản, vận mạng hơi thở dần dần tăng thêm, để cho chung quanh hư không cũng làm phiến phiến vỡ vụn. Tất cả mọi người đều đang quan sát một màn này,
từ bỏ mình hồn diệt đến lại lần nữa sống lại, rồi đến tiếp xúc vận mạng truyền thừa, hết thảy các thứ này đủ để kinh điệu tất cả mọi người con ngươi. Mà chính là ở muôn người ngắm nhìn dưới, Kỳ Tư Thanh hai tròng mắt chậm rãi mở ra, do nghi ngờ, mê mang, rồi đến khôi phục trong sạch. Dùng hai cái hô hấp thời gian. Mà đây hai tức, đối với Diệp Thần mà nói, chính là cuộc bể dâu như vậy rất xưa. Kỳ Tư Thanh linh hồn lại lần nữa khôi phục, hơn nữa đón nhận vận mạng coi trọng, từ đây trở thành một đời mới vận mệnh chủ. Vậy cái mạng vận sông dài từ tinh không đầu xa bồng bềnh tới, dần dần ngưng tụ thành quyên quyên tế lưu, vây quanh ở bên người. Như vậy thứ nhất, thì có liên tục không ngừng lực lượng cung cấp. Nàng cũng biết, là Diệp Thần trợ giúp nàng hồi phục, nếu không cuối cùng một chút ý thức đem sẽ hoàn toàn ở cái này trong tinh không mất đi, trọn đời lại không luân hồi. Hôm nay nàng, coi như là sống thêm liền nhất thế. Nàng quay đầu nhìn lại, cùng Diệp Thần đối mặt, bốn mắt tướng xem ẩn tình đưa mắt. Nàng rốt cuộc cùng Diệp Thần đứng ở cùng trên vị trí, mà không phải là lấy thị nữ, hay hoặc là nữ võ thần thân phận. Ở Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt tới giữa, vận mệnh cùng luân hồi có lẽ không thể cùng sống, nhưng hiện tại nàng đã là đảm nhiệm mới vận mệnh chủ. Tại nàng mà nói, vận mệnh cùng luân hồi không chỉ có thể cùng tồn tại, hơn nữa còn có thể bổ sung. Được, tốt. Diệp Thần một nói liên tục hai cái chữ tốt, trong mắt tách thả ra kim quang, có thể gặp hắn nội tâm lúc này có bao nhiêu kích động. Kỳ Tư Thanh cười xinh đẹp một tiếng, lúc này nàng rốt cuộc rõ ràng, mình ở Diệp Thần trong lòng lại có thể chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế. Nếu không hắn cũng sẽ không đem hết toàn lực, tới trợ giúp mình khôi phục thân xác cùng thần hồn. Vận mệnh phong tỏa. Kỳ Tư Thanh nhàn nhạt nói, theo vung tay lên, thì có một cổ lực lượng vô hình tiến vào nguyên phiến hư không, cùng luân hồi lực xen lẫn nhau chiếu rọi. Vậy hai người kiêm gia kiếm phái trưởng lão nhất thời thần sắc cuồng biến, bởi vì bọn họ phát hiện, mình không cách nào đột phá tầng này phong tỏa. Nếu đã tới, vậy thì không cần đi, ở lại chỗ này đi. Kỳ Tư Thanh thần sắc sửng dưng, nhưng là ánh mắt lại hết sức dữ tợn đáng sợ. Trước mặt những người này, chính là kiêm gia kiếm phái người. Kiêm gia kiếm phái đối với Diệp Thần địch ý, cũng không phải là một ngày hai ngày, này cùng tông phái thuộc quyền người, hết sức có thể giết tới. Vậy mấy tên kiếm phái trưởng lão cũng là không ngừng kêu khổ, bọn họ rõ ràng là bị gọi qua trợ trận, hiện tại cầm đầu hai đại cường giả đều bị tiêu diệt, bọn họ thì như thế nào địch nổi chính gặp cường thịnh tình thế đối phương. Cái đó, ta không muốn cùng các ngươi là địch, chỉ là tông phái mệnh lệnh, vạn bất đắc dĩ tài tới đây mà thôi. Có vài người bắt đầu cầu xin tha thứ, cái gì cái gọi là mặt mũi đều đã không để ý tới. Diệp Thần cũng không có phản ứng bọn họ. Mà là giải trừ vậy chàng vực hạn chế, đem Kỳ Tư Thanh tiếp ra. Con bé này trên mình tiết lộ ra một cổ vừa quen thuộc vừa xa lạ hơi thở. Quen thuộc là bởi vì là Kỳ Tư Thanh bản chính là bên cạnh mình người phụ nữ, cái này nhất thế lại cùng hắn đồng hành hồi lâu, rất nhiều ban đêm sầu triền miên, tự nhiên hết sức quen thuộc. Xa lạ là ở chỗ mạng này vận lực vốn là Huyền Cơ Nguyệt, hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt đối chiến nhiều lần, dây dưa không ngớt. Tự nhiên đối với địch nhân hơi thở mười phần nhạy cảm. Hiện tại kẻ địch đổi là bằng hữu, cảm giác có chút là lạ. Kỳ Tư Thanh xì một tiếng bật cười, nàng nói, không cần suy nghĩ như vậy nhiều, hiện tại ta chính là vận mệnh chủ, từ nay về sau vậy sẽ vẫn là. Miễn cưỡng đời đời cùng ở ngươi bên người. Kỳ Tư Thanh con ngươi sáng trông suốt, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nháy mắt cũng không nháy mắt. Được, vậy vận mệnh ta liền giao cho ngươi. Diệp Thần vậy mở miệng cười nói. Hai người bộ dáng như vậy, tựa hồ hoàn toàn không để mắt đến đứng ở người xung quanh. Già Thiên Ma Đế lắc đầu một cái, có chút buồn cười. Mà cháu đêm rong chính là đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấy Diệp Thần cùng những đàn bà khác như vậy thân thiết, bên trong lòng nàng không phải rất thoải mái. Nhưng người nào để cho đối phương cùng ở Diệp Thần bên người lâu hơn đâu. Hai người cờ bay phất phới liền một hồi, chợt đưa mắt về phía phương xa. Hiện tại bọn họ ở vào tuyệt đối chủ đạo địa vị, tùy ý cầm nặn những người khác sống chết. Bất quá ngay tại Diệp Thần sắp ra tay lúc đó, hư không chỗ sâu bị xé một vết thương, chợt có mấy đạo nhân ảnh qua lại tới. Khi thấy rõ những người đó hình dáng sau đó, Diệp Thần ánh mắt ngay tức thì híp lại, bắn tán loạn ra ánh sáng nguy hiểm. Người tới cưỡi mây lướt gió, người đeo một cái tú khí thiên kiếm. Mà ở sau lưng nàng, thì là theo chân hai người ông già, khí thế hung hăng.
vừa thấy liền tới người không tốt. Cái này mấy người không phí nhiều sức, liền phá vỡ chỗ này chàng vực hạn chế. Vậy mấy tên kiêm gia kiếm phái người gặp được mấy người, ánh mắt rối rít sáng lên. Tông chủ, thái thượng trưởng lão, người tới chính là kiêm gia kiếm phái tông chủ cùng hai người thái thượng trưởng lão, xa hơn chỗ còn có những trưởng lão khác, tới dồn dập, liệt tại bốn cái phương vị, đem Diệp Thần đám người đường chạy trốn hoàn toàn phong tỏa. Kiêm gia tông chủ nhắm hai mắt lại, phóng thích linh thức, sau lưng nàng vậy cầm kiêm gia thần kiếm ông ông tác hưởng, góp nhặt bộ phận thời gian mảnh vỡ, ở nàng trong đầu lần nữa diễn dịch đi qua đã phát sanh chuyện. Làm nàng thấy kiêm gia thánh tử bị vậy thao thiên lực lượng nghiền nát lúc đó, trong lòng chấn động một cái. Đối mặt vậy cổ ma khí, liền nàng đều cảm thấy sợ hãi. Kiêm gia thánh tử chết, tuy làm nàng thương tiếc, nhưng chưa đến nỗi đau tim, chân chính dùng nàng lửa giận ngập trời, chính là Huyền Cơ Nguyệt tử vong hình ảnh. Huyền Cơ Nguyệt chính là vận mạng người thừa kế, bị toàn bộ kiêm gia kiếm phái coi là đạo chính thống người thừa kế, cũng là tương lai vạn năm, kiêm gia kiếm phái nhân vật dẫn quân. Nhưng hiện tại nhưng bỏ mình hồn diệt, hơn nữa vận mệnh lực còn đổi chủ nhân, là địch nhân nơi thừa kế. Cái này làm cho kiêm gia tông chủ như thế nào có thể nhẫn. Ánh mắt nàng lãnh đạm, thần sắc dị thường lạnh như băng, nói các ngươi hôm nay liền ở lại Huyền Hải đi, không cần đi, nếu để cho các ngươi bước ra nơi đây nửa bước, ta liền từ này tan mất cái này kiêm gia tông chủ vị trí, cả đời ẩn cư núi rừng. Kiêm gia tông chủ, hôm nay là thật sự nổi giận. Nàng nhiều năm thân cư địa vị cao, đã sớm luyện liền gợn sóng không sợ hãi tâm cảnh. Qua lại nhiều năm, nàng cũng không từng xem ngày hôm nay như vậy khó khăn át tức giận. Đứng ở sau lưng nàng hai người thái thượng trưởng lão cũng là lửa giận ngút trời, phân biệt sử dụng mình thần kiếm, trong chốc lát, ba cổ cực kỳ cường đại lực lượng phong tỏa mảnh tinh không này, để cho tất cả mọi người cảm thấy nghẹt thở. Diệp Thần mấy người thật nhanh đứng chung một chỗ. Do vận mệnh cùng luân hồi chung nhau xây dựng ra kết giới, chống đỡ vậy vô cùng vô tận kiếm đạo uy lực còn lại. Chúng ta vốn là tới Huyền Hải làm việc, cũng không cùng kiêm gia kiếm phái đối nghịch ý, là các ngươi mưu toan nửa đường cướp giết, chết không có gì đáng tiếc, còn cắn ngược một cái. Diệp Thần nói đến chỗ này, không khỏi cười nhạt. Cái này kiêm gia kiếm phái, quả thật là đem không biết xấu hổ một từ diễn dịch đến trình độ cao nhất. Bất quá kiêm gia tông chủ các người cũng không sẽ để ý Diệp Thần châm chọc. Chư thiên vạn giới, vô luận là ở nơi nào, cũng lấy thực lực phi tôn. Như không có thực lực, nói bất kỳ lời độc ác cũng chỉ là một giấy nói không, bị người vẫy tay tức diệt. Nói nhiều vô ích, hiện tại sẽ đưa các ngươi lên đường. Kiêm gia tông chủ mặt như hàn sương, nàng huy động kiêm gia kiếm phái một chuôi vô tận đạo vận kiếm. Một kiếm kia, phá vỡ tinh không, hội tụ mọi thứ lực lượng. Vô tận đạo nghĩa quy luật hóa thành phù văn thần bí, thật nhanh quấn quanh, ẩm ông minh. Đứng ở tinh không dưới người, cũng có thể nghe được một tiếng vang thật lớn. Giống như vô cùng lôi mạc thủy thiên mà rơi, bỗng nhiên vắt ngang ở bọn họ trước mặt. Loại cấp bậc này thiên quân ra tay, không giống vật thường, một kiếm này liền dắt kéo ra cực hạn đạo uẩn lực lượng, xa không tầm thường thủ đoạn có thể so với. Diệp Thần tay cầm Long Uyên Thiên Kiếm, cho gọi ra huyết long. Ngút trời long ngâm vang khắp thiên địa, huyết long thân thể khổng lồ vô biên, ngửa mặt lên trời gầm thét, từng tầng một huyết khí hóa thành không gian vòng bảo vệ, đem mấy người bao phủ trong đó. Luân hồi huyết mạch lực lượng, nóng bỏng mãnh liệt, phải đem thiên địa này xuyên thủng. Mà mấy người còn lại vậy đồng thời ra tay, hiện tại chủ yếu nhất chính là kháng trụ kiêm gia tông chủ một kiếm này. Không cách nào từ một kiếm này trong đó sống sót, vậy những thứ khác hết thảy đều là nói không. Vận mạng lực lượng cùng luân hồi dung hợp với nhau, tóe ra mãnh liệt sáng chói thần quang. Đám người cắn răng, dự định lấy mạnh nhất thủ đoạn tới đối kháng kẻ địch. Nhưng là đối phương còn có hai người thái thượng trưởng lão. Bổn tôn sẽ không lại cho các ngươi bất kỳ cơ hội, cho dù ngươi là ai, đều xuống địa ngục đi đi. Kiêm gia kiếm phái tôn nghiêm, cho tới bây giờ không cho phép người bất kỳ khiêu khích. Tên kia sắc mặt thâm độc thái thượng trưởng lão. Hơi ra như ngân xà vậy cong trường kiếm, nhất thời, cuồn cuộn kiếm uy như sông lớn cuồn cuộn, thẳng về phía trước dâng trào, một đi không hồi. Một người khác thái thượng trưởng lão chính là không nói một lời, đồng thời ra tay, giống như là núi lửa bộc phát, nham thạch nóng chảy nóng bỏng, cơ hồ phải đem thiên địa này lửa đốt mặc. Ba cổ ưu việt lực lượng hội họp chung một chỗ, thiên địa làm biến sắc, nhật nguyệt ảm đạm không sáng.
Ba đại thiên quân hợp lại, cơ hồ là cái này huyền hải trong đó cường đại nhất kiếm chiêu. Cho dù vận mệnh cùng luân hồi giao nhau dung, ở chỗ này cùng sát chiêu dưới, vậy lộ vẻ được vô cùng yếu ớt. Huống chi, bây giờ luân hồi chi chủ cực độ suy yếu, mà Kỳ Tư Thanh mới vừa chấp trưởng vận mệnh, nắm giữ lực lượng có hạn. Hiển nhiên trận chiến này, một bên đổ. Kiêm gia kiếm phái ba tên người trưởng đà dĩ nhiên là thật sự nổi giận, đã không để ý thiên đạo quy tắc cắn trả, cưỡng ép ra tay, muốn chém giết Diệp Thần các người. Diệp Thần mấy người hết sức ngăn cản, nhưng tựa hồ không làm nên chuyện gì. Ba tên loại cấp bậc này thiên quân liên thủ, sinh ra cuồn cuộn thiên uy, quá mạnh mẽ. Vào giờ phút này, kiêm gia tông chủ các người cho dù bỏ ra thiên đạo cắn trả giá phải trả, cũng phải đem Diệp Thần mấy người hoàn toàn chém chết, không chỉ là vì báo thù, vẫn là vì diệt tuyệt hậu hoạn. Nếu không cùng Diệp Thần mấy người hoàn toàn mạnh múc, sẽ là kiêm gia kiếm phái ngày tận thế. Chờ một chút ta nói đi, các ngươi liền đi. Diệp Thần đè ở phía trước nhất, phun ra một ngụm máu tươi, ba cây thiên kiếm đồng thời đánh ra, thừa nhận cực lớn áp lực, mà hắn cả người trên dưới hồng quang nhảy, máu sôi trào, cơ hồ là đem tiềm lực thúc dục lên tới trình độ cao nhất. Hắn đã có dự định, như thì không cách nào chịu đựng một kích này, liền vận dụng hư bia lực lượng mở ra cửa hư không, để cho Linh Nhi đem bọn họ chuyện đưa đi. Mà chính hắn chính là sẽ lưu ở chỗ này. Hư bia cho dù là truyền tống thần khí, cũng cần trong nháy mắt sự chênh lệch thời gian, hắn như là theo chân cùng đi, văn bia nơi tạo thành lối đi đem sẽ hoàn toàn đóng cửa. Đến lúc đó, mấy người bọn họ cũng sẽ bị mai táng ở trong hư không, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Mấy người đều không phải là người ngu, ở như vậy thời điểm nguy cấp, sẽ không ẩu tả, chỉ có thể yên lặng tuân theo Diệp Thần mệnh lệnh. Kiêm gia tông chủ gặp kiếm ý này tạm thời không cách nào phá vỡ bình phong che chở, lần nữa đem kiếm nâng lên, đột nhiên vung ra, tựa hồ có một cái cuồng sa cuốn tới, rơi vào trong biển, nhất thời cuốn lên sóng gió kinh hoàng. Vô tận đợt sóng vỗ vào bờ tới, điên cuồng đánh vào, hủy thiên diệt địa. Đi! Diệp Thần hét lớn một tiếng, đem trong cơ thể năng lượng thúc dục phát đến trình độ cao nhất. Mà sau lưng hắn, chính là chống đỡ ra một cái đen thui lối đi, không biết thông hướng phương nào. Đi à! Diệp Thần lại lần nữa gầm thét, mười phần tức giận. Cái này mấy người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn cùng hắn cùng chịu chết sao? Già Thiên Ma Đế trong mắt ma khí điên cuồng phun trào, hắn suy nghĩ nhiều giúp Diệp Thần giúp một tay, đối kháng cường địch, nhưng lúc này, bọn họ chạy trốn có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Diệp Thần một người lưu lại, trốn hy vọng sống lớn hơn. Già Thiên Ma Đế không do dự nữa, xoay người đi, cháu đêm rong cùng Kỳ Tư Thanh cũng là lệ rơi đầy mặt, đang muốn bước ra một bước kia. Đầy trời kiếm khí, cuối cùng vẫn là đột phá không gian bình phong che chở, gào thét tới, cuồn cuộn như nước thủy triều. Diệp Thần vậy không xuất thủ nữa vận dụng thần thông, bởi vì đã không còn kịp rồi, hắn chỉ có thể bằng vào mình luân hồi thần thân thể chịu đựng một kích này. Mà chính là vào giờ khắc này, nguyên cái thiên địa kiếm khí cũng bị đông cứng, thời không động lại, không gian cũng theo đó ngừng. Diệp Thần ngẩn người, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra. Liền thấy vậy hư không khe hở trong đó, có một đạo người quần áo trắng bóng trôi giạt đi ra. Làm hắn thấy rõ ràng người kia tướng mạo sau đó, nhất thời trong lòng một hồi ngạc nhiên. Thiên khung cực điểm chỗ, kiêm gia tông chủ và hai người thái thượng trưởng lão, cũng là rối rít ngạc nhiên. Người nào dám ngăn lại bọn họ hợp lực nhất kích, hoặc là nói người nào lại có thể ngăn được bọn hắn hợp lực tấn công. Người xuất thủ kia tướng mạo rốt cuộc phơi bày ở trong mắt mọi người. Người trước một bộ bạch bào, tung bay mênh mông, anh tuấn tự nhiên, khóe môi nhếch lên lau một cái nụ cười như có như không. Nhẹ nhàng tốt công tử, mạch trên ngọc vô song. Bạch bào người đàn ông, từ trong yên tĩnh đi tới, hai bước vượt qua hư không, xuất hiện ở hai phía đội ngũ ở giữa. Hắn con người phảng phất có ngân hà lưu chuyển. Dĩ hòa vi quý mới là tốt nhất, chớ có động khí. Bạch bào người đàn ông mở miệng nói. Xem bộ dáng là muốn làm và chuyện lão. Diệp Thần nhìn xem hắn, thần sắc trở nên có chút quái dị. Nếu hắn đã đi ra rồi, vậy thì không cần lại lo lắng. Kiêm gia tông chủ vậy đang quan sát người đàn ông này, mặt lộ vẻ suy tư. Nhưng sau lưng nàng tên kia thái thượng trưởng lão, nóng nảy cũng không tốt như vậy, trực tiếp nghiêm nghị uy hiếp ai cho ngươi lá gan. Biết chúng ta là ai chăng, còn không mau mau xôi. Nàng thật sự là tức giận không thôi, kiêm gia kiếm phái chuyện,
chẳng lẽ cái gì con mèo, con chó cũng có thể tới tham gia một chân sao? Nhưng là Kiêm gia tông chủ cũng không có mở miệng, nàng cảm thấy sự việc có cái gì không đúng. Làm nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc đó, phát hiện Diệp Thần thần sắc đã thanh tĩnh lại. Diệp Thần mới vừa vẫn còn cực độ khẩn trương trạng thái, hiện tại cũng đã là lặng lẽ đợi kịch hay dáng vẻ, chứng minh đột nhiên này nhô ra bạch bào người đàn ông, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nàng suy đi nghĩ lại, vậy không nghĩ ra, huyền hải bên trong nơi nào có nhân vật như thế? Chẳng lẽ là thông qua một loại đặc thù nào đó con đường, từ ngoại giới mà đến sao? Không đúng, cái này đạo hơi thở quả thực là có chút quen thuộc. Kiêm gia tông chủ yên tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, bỗng nhiên tới giữa nghĩ tới điều gì, thần sắc kịch biến. Không phải là... Nàng ngăn cản tên kia thái thượng trưởng lão uy hiếp lời nói, sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm bạch bào nam tử. Ngươi rốt cuộc là ai? Như vậy cẩn thận hình dáng, để cho sau lưng nàng hai người thái thượng trưởng lão đều cảm thấy kỳ quái. Các nàng mặc dù trong mắt không người, nhưng cũng không ngu xuẩn, Kiêm gia tông chủ như vậy hình dáng, nhất định là trong lòng có chỗ kiêng kỵ. Bạch bào nam tử cũng không nói chuyện, mà là bước chân rời một cái, đi tới Diệp Thần trước mặt. Tiếp theo hắn lại nhìn xem Kỳ Tư Thanh, hài lòng gật đầu một cái. Không sai, sợ rằng hắn ở trước khi rời đi cũng sẽ không ngờ tới vận mệnh cùng luân hồi, cư nhiên trở thành đạo lữ, cái này quả nhiên lại là một cái luân hồi à. Bạch bào nam tử than thở một câu. Đối với lần này, Diệp Thần là dở khóc dở cười. Ngươi nếu không ra, ta phỏng đoán thì thật được lại luân hồi một lần. Diệp Thần lắc đầu một cái, mở miệng nói. Lần này cảm giác như thế nào? Khá tốt, tiêu diệt địch thủ cũ, liền đi mất một cái đại họa trong đầu, đi về sau có thể hơn nữa thản nhiên đi về phía trước. Như vậy quá tốt. Cái này hai người lại không coi ai ra gì trò chuyện giết thì giờ, bạch bào nam tử suy nghĩ một chút, hành động kế tiếp, thật là để cho người kinh điệu cằm. Hắn tay áo bảo vung lên, lại đổi ra một cái bàn đá, còn lấy ra một bình chân tàng rượu ngon, búng ngón tay một cái, không gian khí lưu ngưng tụ thành ly. Sau đại chiến, thể lực có tiêu hao, thương thế vậy nghiêm trọng như vậy, lúc này uống một ly rượu, há chẳng phải là ô hô nhạc tai. Hắn rót một ly rượu, bưng cho Diệp Thần. Diệp Thần vậy không khách khí, trực tiếp nhận lấy ly rượu, chậm hớp một cái, còn tán dương. Vì sao rượu này mỗi lần cũng có thể uống ra mùi vị bất đồng, lần trước giống như là nước suối trong suốt ngọt, mà lần này vừa tựa hồ đổi được đậm đà chút. Đối mặt Diệp Thần đặt câu hỏi, bạch bào người đàn ông khẽ mỉm cười. Xem ra người đối rượu sức lĩnh ngộ còn mạnh nhất, đúng, rượu này sẽ căn cứ bất đồng khu vực, thời gian, nhiệt độ, khí hậu cùng nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, sau đó biến đổi mùi vị, hôm đó là ở phía sau núi, không khí mát mẻ, linh khí đầy đủ. Tự nhiên vậy trong suốt ngọt. Mà mảnh chiến trường này mới vừa trải qua tàn phá, lưu lại khí vận dày đặc rất nhiều, vì vậy rượu vậy sẽ thành được đậm đà. Diệp Thần nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là như vậy, bất quá những năm gần đây, ngươi sẽ không vẫn ở chơi đùa cái này chứ. Ách, xấu hổ, đây cũng là ta bình xanh duy nhất yêu thích, ha ha. Đối thoại của hai người lưu loát tự nhiên. Thật là để cho người khác hoài nghi cuộc sống. Đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra người? Đơn giản là quá lớn gan vọng vi. Tên kia Kiêm gia kiếm phái trưởng lão y muốn ra tay, lại bị Kiêm gia tông chủ kiên quyết ngăn lại. Ngươi muốn chết, không muốn kéo chúng ta cùng nhau. Kiêm gia tông chủ giọng nghiêm nghị, thần sắc ngưng trọng. Tên kia thái thượng trưởng lão chính là sửng sốt một chút. Nàng tuy nói nóng nảy bốc lửa, nhưng cũng không phải là không có chỉ số thông minh. Ngươi lời này là ý gì? Nàng lạnh lùng nói. Kiêm gia tông chủ ánh mắt sắc bén như ưng, ngưng tụ thành một đường chùm ánh sáng. Nhưng cũng không phải phát động công kích, mà là định nhìn thấu bạch bào nam tử trong cơ thể ẩn giấu vô căn cứ. Mà nàng lần này chủ động tấn công, cũng không có xuyên thấu bạch bào chàng trai phòng tuyến, ngược lại gặp phải cắn trả, vậy một cổ lực lượng bắn trở về, thiếu chút nữa bắn nhanh đến nàng hai con ngươi. Cái gì? Vậy hai người thái thượng trưởng lão nhất thời sợ ngây người. Kiêm gia tông chủ thực lực, nhưng mà so các nàng còn muốn mạnh hơn một đường à. Nhưng không cách nào nhìn thấu vậy bạch bào nam tử chút nào. Đối phương rốt cuộc là người nào? Diệp Thần ngẩng đầu, hướng bên kia nhìn một mắt, thần sắc trở nên có chút nghiền ngẫm. Trận chiến này các ngươi không cần đánh nữa,
liền coi như các ngươi kiêm gia kiếm pháp lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào vượt qua ta người này trước mặt. Kiêm gia kiếm phái thái thượng trưởng lão nhíu mày, hừ lạnh nói, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Kiêm gia tông chủ yên lặng chốc lát, nói, hắn cũng không có nói láo, lời nói đều là thật. Đối mặt hai người thái thượng trưởng lão ánh mắt nghi hoặc, kiêm gia tông chủ hít sâu một hơi, mở miệng nói, người này là Hồng Quân lão tổ lưu lại một đạo ý chí. Oanh! Giống như một tiếng sấm, đột nhiên đánh xuống, đem cái này hai người thái thượng trưởng lão cho kinh sợ rất cằm. Ngươi nói gì sao? Các nàng thật là không dám tin tưởng. Cái này nhìn qua quá đáng trẻ tuổi bạch bào nam tử, lại là Hồng Quân lão tổ. Mặc dù võ đạo tu luyện tới trình độ cao nhất, tuyệt đối năm người cũng có thể như đứa bé. Nhưng Hồng Quân lão tổ loại cấp bậc này tồn tại, không phải là một ông cụ sao? Chính xác mà nói là Hồng Quân lão tổ phân thân, bản thể đã phá hư đi, rời đi thế giới hiện thật, nhưng cho dù là phân thân, vậy đại biểu là giữa trời đất nhất cực hạn lực lượng, sợ rằng bằng cho chúng ta mượn thực lực, còn không cách nào đối phó. Kiêm gia tông chủ ánh mắt lấp lánh, nàng nhìn chằm chằm bạch bào nam tử, từng chữ từng câu nói, ta đoán ngươi đã sinh ra ý thức tự chủ chứ. Ở sách sử ghi lại trong đó, Hồng Quân lão tổ cũng không phải là cái người mê rượu, hơn nữa cũng sẽ không biến ảo thành trẻ tuổi như vậy hình dáng. Bạch bào nam tử quay đầu lại, cười nhạt. Ngươi nói không sai, ta đúng là có độc lập ý thức phân thân, đã không nhớ rõ bao lâu không có tiếp thu qua bản thể ý chí, bất quá cái này cũng không làm trở ngại ta nắm trong tay huyền hải vị diện lực lượng. Hắn nhàn nhạt bắn ra ngón tay, trước mặt nguyên phiến hư không kịch liệt co rút lại, từ bốn phương tám hướng tụ lại tới, hình thành một đóa chậm rãi xoay tròn to lớn hoa sen. Cái này động tác tùy ý, cũng là một loại thị uy. Đúng như dự đoán, kiêm gia tông chủ thần sắc biến đổi, ánh mắt lóe lên không chừng. Nàng không rõ ràng, Hồng Quân lão tổ phân thân vì sao phải đứng ở đối phương bên kia. Kiêm gia kiếm phái mới là kiêm gia tiên tử lưu lại duy nhất đạo thống. Còn lại hai người thái thượng trưởng lão, vậy có chút nhớ nhung không rõ. Nếu Hồng Quân lão tổ phân thân đi ra, đó cũng không có đánh tiếp nữa cần thiết. Vô luận như thế nào, đều là các nàng thua. Hồng Quân lão tổ quần áo trắng như tuyết, giống như tiên giáng trần, hắn cười không nói, đem trước mặt một ly rượu đẩy tới Kỳ Tư Thanh trước mặt. Đây là cho ta uống sao? Kỳ Tư Thanh sửng sốt một cái chớp mắt, chợt nói. Hồng Quân lão tổ gật đầu một cái. Tiếp theo Kỳ Tư Thanh chính là nhìn về Diệp Thần, gặp Diệp Thần ánh mắt nhu hòa, nàng cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, uống cạn sạch ly rượu kia, nhất thời, nàng chỉ cảm thấy được có một cổ tinh thuần lực lượng, dọc theo cổ họng tiến vào toàn thân. Nàng trong cơ thể vận mệnh lực lượng tựa hồ cường đại hơn. Vốn là tán làm đầy trời tinh vận mệnh lực, tựa như được loại nào đó chỉ dẫn, rối rít lội tới, ở nàng khí hải trong đó, hình thành một vòng rực rỡ mặt trời. Kỳ Tư Thanh thần sắc đại hỉ. Tuy nói nàng đón nhận vận mệnh lực, nhưng cách tụ hợp còn có nhất định chênh lệch, chỉ có thể từ từ tu luyện, từng bước dung hợp. Nhưng Hồng Quân lão tổ một ly rượu, trực tiếp để cho nàng vượt qua bước này. Có thể nói đoạt thiên địa tạo hóa, nghịch càn khôn vô cực. Đa tạ Hồng Quân tiền bối. Kỳ Tư Thanh nói cảm ơn. Không cần khách khí như vậy, ngươi là luân hồi chi chủ đạo lữ, hơn nữa kiếp trước thân là hắn người bên cạnh. Trên người có rất nhiều nhân quả bất hòa, hiện tại nếu đón nhận vận mạng truyền thừa, vậy ta liền biết thời biết thế, đưa ngươi một tràng tạo hóa. Cũng coi là giúp người thành đạt. Hồng Quân lão tổ lại liên tục bắn hai ly rượu đi ra ngoài, phân biệt đưa tới Giả Thiên Ma Đế cùng cháu Đêm Rong trước mặt. Làm hắn thấy cháu Đêm Rong hình dáng lúc đó, không khỏi mặt lộ tưởng nhớ vẻ. Năm đó Giao Nhi một mực tìm khôi phục Thanh Liên thần hồn phương pháp, đáng tiếc thẳng đến sắp chết cũng không từng thành công. Hôm nay ngươi coi như là hoàn thành nàng một cọc tâm nguyện, thật tốt cùng cái này cái thân xác dung hợp đi, chỉ mong Thanh Liên ánh sáng, lại lần nữa lóng lánh thiên địa. Cháu Đêm Rong biết đây là một tràng cơ duyên, lại là một lần tạo hóa, nói cảm ơn sau đó, cũng đem rượu kia uống một hơi cạn sạch. Nàng nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ thần hồn cùng thân thể độ dung hợp. Trong vô hình, tựa như càng phù hợp. Mà đây ly rượu thứ ba, thì là cho Giả Thiên Ma Đế. Bên trong cơ thể ngươi viên kia hồn chồng, đã có dưới đất chui lên khuynh hướng, uống ly rượu đè đè một cái đi, có lẽ đối ngươi có trợ giúp. Hồng Quân lão tổ một lời ở giữa, điểm phá Giả Thiên Ma Đế trước mắt đối mặt khốn cảnh. Giả Thiên Ma Đế vô cùng cảm kích,
đem rượu uống xong sau đó, viên kia hồn trồng kẽ hở quả nhiên ngưng khuếch trương, thậm chí bị một hồi lực lượng vô danh đẩy trở về liền chút. Như vậy thứ nhất, hắn liền có càng đầy đủ thời gian đi tìm đường giải quyết. Đi qua Hồng Quân lão tổ từng cái chỉ điểm, mọi người thực lực hoặc là thương thế, có tiến một bước tăng lên cùng hết bệnh. Diệp Thần nhìn chung quanh xem, có chút buồn bực nói, ta uống ly rượu này, vì sao không hiệu quả đâu? Nơi nào sẽ không hiệu quả? Để cho ngươi hoàn toàn buông lỏng, đây cũng là lớn nhất chỗ ích lợi. Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng đong đưa mở tay ra ở giữa quạt xếp, khá là tiêu sái nói. Diệp Thần. Mà ở bên kia, mắt thấy Hồng Quân lão tổ dành cho đối thủ một phần phân phúc trạch, Kiêm gia tông chủ ngồi không yên. Hồng Quân tổ tiên, bọn họ bất quá là người ngoại lai, dưới mắt Kiêm gia kiếm phái, tài cần ngươi trợ giúp à. Vạn năm khó khăn được một gặp Kiêm gia thánh nữ, chính là chết tại người này tay. Hơn nữa còn bị tước đoạt vận mạng lực lượng, mời tổ tiên chủ trì công đạo. Kiêm gia tông chủ đem mình đứng ở đạo đức điểm cao, mở miệng chính là đau bệnh tim thủ. Mấy người còn lại vậy rối rít phụ họa, luôn miệng nói là. Diệp Thần sắc mặt hơi lạnh, mặt không cảm giác nhìn bên kia. Hắn coi như là thấy được, cái gì gọi là không mặt mũi không ra. Có thể Hồng Quân lão tổ một mực lưu lại ở Thiên Kiếm phái sau núi, nắm giữ toàn bộ huyền hải động tĩnh. Muốn lừa gạt được hắn, sợ rằng lần này, là Kiêm gia tông chủ tự cho mình là thông minh. Hồng Quân lão tổ nụ cười trên mặt, chậm rãi thu liễm. Các ngươi coi là thật lấy là, ta không biết các ngươi hành vi sao. Hồng Quân lão tổ mở miệng nói, giọng có chút lạnh cứng rắn. Kiêm gia kiếm phái, bây giờ là nát vụn đến tận xương tủy. Nếu không phải Kiêm gia kiếm phái trong đó, còn thừa kế trước một chút Kiêm gia tiên tử đạo thống lực, hắn đã sớm ra tay, đem hoàn toàn lau đi. Hồng Quân lão tổ không có trực tiếp trả lời nàng mà nói, mà là hỏi ngược lại nói, vậy ngươi nói cho ta, Kiêm gia kiếm phái tình huống bây giờ như thế nào? Một câu nói này, ngược lại là cầm Kiêm gia tông chủ cho đang hỏi. Nàng cau mày suy tư hồi lâu. Hồng Quân lão tổ lời này là vì sao ý? Chẳng lẽ là đang hỏi trách sao? Kiêm gia kiếm phái tình huống nàng so với ai khác cũng phải rõ ràng, hiện tại đã mục nát đến gốc, cũng không phải là một ngày hai ngày tích lũy mà thành, hơn nữa thâm căn cố đế, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào thay đổi. Chẳng lẽ nói Hồng Quân lão tổ cái này tôn phân thân, cho tới nay, ở nơi này dám thị Kiêm gia kiếm phái nhất cử nhất động sao? Kiêm gia tông chủ có chút nắm không đúng, vì vậy không có tùy tiện trả lời. Các ngươi vẫn là bỏ đi cái ý niệm này đi, luân hồi cùng vận mệnh tranh, vốn cũng không ở các ngươi quản khống trong phạm vi. Hôm nay như phải ra tay, vậy nhất định là vi phạm thiên đạo ý chí, đây mới thực sự là Kiêm gia kiếm phái mang đến diệt tông họa, ngươi xác định mình gánh nổi sao? Hồng Quân lão tổ từng chữ từng câu, giết người giết tim. Kiêm gia tông chủ trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Nói cho cùng, Kiêm gia kiếm phái là Kiêm gia tiên tử cùng Hồng Quân lão tổ chung nhau trợ giúp dưới tài phát triển lớn mạnh, có hôm nay như vậy địa vị bá chủ. Nhưng chỉ cần là Hồng Quân lão tổ không muốn, trong nhất niệm là được để cho Kiêm gia kiếm phái truyền thừa đoạn tuyệt, tông hủy người mất. Đến lúc đó mới thật sự là cái mất nhiều hơn cái được. Đi thôi. Trở về sau đó, tốt dễ thương lượng một tí như thế nào xử lý sau này sự việc. Vậy hai người thái thượng trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng Hồng Quân lão tổ thần sắc bỗng nhiên thanh lạnh xuống. Giống như thiên núi sụp đổ, ngân hà văng tung tóe, vô cùng cảm giác bị áp bách, đột ngột hạ xuống. Cả thế giới cũng được thần phục ở nơi này chờ dưới khí thế. Kiêm gia tông chủ và vậy hai người thái thượng trưởng lão, vốn đang trao đổi ánh mắt, dự định động thủ. Nhưng cái này một cái Hồng Quân lão tổ phân thân, cũng không phải các nàng có thể đối phó được. Các nàng vô cùng là không cam lòng, nhưng là vừa không có biện pháp chút nào, chỉ có thể lựa chọn buông tha. Ở Hồng Quân lão tổ nghiêm nghị cảnh cáo dưới, các nàng chỉ có thể từ từ lui ra, tuy do không hề cam, nhưng chỉ có thể đánh nát răng, nuốt vào trong bụng, không cách nào đi bên ngoài lộ ra. Kiêm gia kiếm phái người dần dần rút đi, vậy cái hư không lối đi cũng theo đó đóng cửa. Đám người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nếu như ngày hôm nay không phải Hồng Quân lão tổ kịp thời ra mặt, cho dù bọn họ có thể sống sót, vậy sẽ đụng phải trọng đại tổn thương. Bất quá như đã nói qua, thằng nhóc ngươi thật đúng là dũng mãnh, một người một ngựa đánh rơi vận mệnh chủ, nếu như ta không đoán sai, vận mệnh chủ cuối cùng vận dụng là lôi đạo bổn nguyên lực lượng chứ.
Hồng Quân lão tổ giống như một tên thiếu niên lang, cười híp mắt hỏi. Viên kia lôi chồng, nói cho cùng cũng là sấm sét nơi có căn nguyên lực, có vô cùng cường đại uy năng, thậm chí từ một phương diện khác mà nói, có thể hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần. Hơn nữa Huyền Cơ Nguyệt cuối cùng còn bày một cái bộ, dẫn Diệp Thần tiến vào trong đó, muốn bằng vào vô thượng đạo nguyên lực, đánh chết. Nhưng cuối cùng nhưng là ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo, trực tiếp để cho Diệp Thần giết chết. Kiêm gia kiếm phái những chuyện này ngươi cũng không để ý quản sao. Cũng làm cho cả huyền hải lộn xộn. Diệp Thần lại là nói, trong lời nói không chút khách khí. Hắn hiện tại đã hiểu được cái này cái Hồng Quân lão tổ phân thân tính cách, cùng bản thể rất nhiều không cùng, từ một khía cạnh khác mà nói, trước mắt cái này cái phân thân chỉ là thừa kế Hồng Quân lão tổ lúc còn trẻ hình dáng. Lúc ban đầu ý thức vậy dừng lại ở lúc còn trẻ, cùng thành thục chứng trạc kỳ Hồng Quân lão tổ, có hoàn toàn bất đồng tâm cảnh. Cho nên hắn đem Diệp Thần làm bạn, Diệp Thần cũng vậy như vậy, cho nên lúc nói chuyện liền không có chiếu cố đến như vậy nhiều. Nhưng sau lưng mấy người chính là vô cùng khiếp sợ, bọn họ đối với Hồng Quân lão tổ ấn tượng, nhưng mà dừng lại ở chư thiên vạn giới người thứ nhất phương diện, vì vậy ôm rất mạnh tôn kính tâm tính. Đối với Hồng Quân lão tổ ban tặng một ly rượu, cũng vạn phần cảm ơn. Cùng Hồng Quân lão tổ giống như bằng hữu vậy đối thoại, đó là tuyệt đối không dám nghĩ. Mà Diệp Thần nhưng làm được. Bất quá tiếp tục suy nghĩ một chút, Diệp Thần là có phần này tư cách, lại không nói hắn có luân hồi huyết mạch, cái loại này nghịch thiên thiên phú, liền lấy hắn đối với đạo pháp cùng với quy tắc sức lĩnh ngộ mà nói, đủ để đứng vào đời này trước ba. Thứ nhì chính là Diệp Thần tự mình ý chí bất khuất. Coi như ủng có thiên phú mà không có tín niệm, giống vậy không cách nào cường thế quật khởi, giống như sa mạc bên trong cỏ hoang như vậy, đường cùng nghịch tập. Luân hồi chi chủ trải qua nhất thế tiếp theo nhất thế, người người đều là cao cấp thiên tài võ học, nhưng chỉ có Diệp Thần thành công lĩnh ngộ không không quy luật, thi triển ra hủy thiên diệt địa chỉ nước một kiếm. Có nói cửu cửu quy nhất, là tập hợp đại thành người, nói chính là Diệp Thần. Có lẽ từ một điểm này mà nói, Hồng Quân lão tổ đối Diệp Thần thưởng thức là có nguyên nhân. Chư thiên vạn giới bên trong, võ giả số lượng có thể dùng trăm triệu tới tính toán, hạo như khói biển, căn bản không cách nào thống kê tới đây. Muốn từ nơi này hàng tỷ người trong đó bộc lộ tài năng, có thể tưởng tượng được độ khó bao lớn. Diệp Thần thiên phú và năng lực cũng không thể nghi ngờ, nhất là hắn hiện tại nơi nhận chứng hộ đạo giả là Nhâm Phi Phàm, sau lưng còn có đảm nhiệm thiên nữ ở dành cho trợ giúp, muốn chết đều khó. Hôm nay lại là có Hồng Quân lão tổ lưu lại phân thân dành cho che chở, giúp hắn đánh lui cường địch, không thể không nói, Diệp Thần đã cường đại đến để cho người thán phục bước. Một phen nói chuyện kết thúc sau đó, Diệp Thần cùng Hồng Quân lão tổ rượu vậy uống cạn. Các ngươi như nếu có hứng thú, có thể theo ta đến một chỗ tới. Hắn vừa nói nhìn về phía Kỳ Tư Thanh, tiếp tục nói, nơi đó có một chút ẩn núp vận mệnh lực lượng, có lẽ có thể trở thành ngươi cơ duyên. Dứt lời, Hồng Quân lão tổ vung tay áo bào, trước mắt liền xuất hiện hỗn loạn mông lung không gian lối đi. Đám người theo hắn tiến vào nơi này, rất nhanh liền đi tới một phiến núi xanh nước trong đó, nơi này phong cảnh cực tốt, hơn nữa có đầy đủ linh khí. Huyền Hải đã là vô cùng là thích hợp chỗ tu luyện, linh lực dư thừa, liền trong không khí vậy hàm chứa nhỏ xíu đạo vận quy luật. Mà nơi này, chỉ sợ là toàn bộ Huyền Hải bên trong, linh khí là đầy đủ sung túc địa phương. Nếu như nói ở bên ngoài tu luyện là một ngày ngàn dặm, ở chỗ này chỉ sợ là một ngày vạn dặm. Già Thiên Ma Đế cũng không ước chừng thán phục, hắn đến qua rất nhiều địa phương du lịch, linh khí dư thừa thế giới cũng đi qua không thiếu, nhưng không có một cái địa phương, xem hôm nay cái này phiến núi xanh nước trong như vậy, giống như tiên cảnh. Hồng Quân lão tổ thấy đám người ánh mắt ngạc nhiên, hắn đưa tay một chiêu, thì có vô tận linh khí tụ đến, lại có thể kết hợp thành từng cái tuyến tính chùm ánh sáng. Nhưng ánh sáng này, nhanh chóng tụ lại tới một chỗ, hơn nữa hình thành một nơi vô cùng là kiên cố bình phong che chở. Ở chỗ này trong quá trình, bọn họ đều là thuộc về linh khí vòng xoáy nhất trung tâm, cảm nhận được liền vậy ùn ùn kéo đến mà đến dâng trào lực lượng. Trong cơ thể khí hải, dâng trào tăng trưởng, thậm chí trong mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Nếu như nói dựa theo như vậy khuynh hướng phát triển tiếp, vậy tu luyện độ tiến triển, nhất định có thể so với trước kia mau hơn không thiếu. Phong thủy bảo địa, tụ tập thiên địa linh khí, chư thiên vạn giới cũng khó mà tìm được như vậy địa phương. Nơi này là huyền hải trung tâm,
vậy có thể nói là vị diện tiêu điểm, tất cả thuần túy linh khí đều tập trung ở nơi này, nếu như hoàn toàn phóng thích linh khí, có thể giúp một tên thiên quân lão tổ cường giả đột phá tới vô lượng cảnh giới, nhảy một cái trở thành lúc ấy một trong cao thủ cao cấp, chính trị vượt qua vũ hoàng cổ đế. Chỉ bất quá thế giới hiện thật còn không người có thể làm được. Ta bản thể cũng không được. Hồng quân lão tổ cười giải thích, làm mọi người ở đây cũng là rối rít cả kinh. Vậy một tia linh khí trong đó, dần dần hội tụ ra thật nhỏ vòng xoáy, dọc theo hình cầu đường vân lan truyền, lại có thể biến thành một đoàn lôi bạo ánh sáng. Kỷ Tư Thanh ánh mắt nhìn chằm chằm vậy đoàn quang cầu, càng phát ra hừng hực. Bởi vì nàng cảm giác được, cái này một đoàn chính là vận mệnh lực. Vận mạng lực lượng xuyên phá cổ kim, có thể nói là ở giữa đất trời này cổ xưa nhất cường đại truyền thừa một trong, có thể có người đều là thiên tuyển người. Mà nàng có thể tiếp thụ vận mạng truyền thừa, hơn nữa đồng thời có nữ võ thần bất diệt thân thể, có thể nói là ngàn vạn năm khó khăn được vừa gặp. Tiếp theo, phần này truyền thừa đó là thuộc về tài sản của ngươi. Hồng quân lão tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp theo liền để cho Kỷ Tư Thanh tiếp nhận truyền thừa. Đối với lần này Kỷ Tư Thanh vậy không do dự, đó vốn chính là một phần lưu lạc ở huyền hải chỗ sâu vận mệnh lực, chỉ có trở về bản thể, mới có thể lấy được hiệu quả tốt nhất. Lưu ở chỗ này, có thể nói là phí của trời. Kỷ Tư Thanh lướt nhẹ bay lên, tiến vào vậy đoàn sấm chớp mưa bão bên trong, mà cáo kỉnh lôi quang nhất thời đổi được ôn hòa lại, giống như một cái khôn khéo tuần thú. Những người khác chính là ngồi xếp bằng, đứng ở đó rừng rậm bầu trời, hấp thu nơi này linh khí. Ở chỗ này tu luyện một phen, so với ngoại giới càng hữu hiệu. Diệp Thần nhắm mắt lại, cẩn thận nghiên cứu mình tình huống trong cơ thể, đi vào vừa thấy, hắn thì có chút ngây ngẩn. Bởi vì mình khí hải từ một phiến rộng rãi vùng nước, trực tiếp biến thành mênh mông biển khơi, sóng biếc tàn phá, đợt sóng phập phồng, chân trời còn treo lau một cái hoa mỹ cầu vồng. Trong đó chảy xuôi đều là vô cùng là tinh thuần linh khí, có thể nói là Diệp Thần căn bản. Hắn căn cơ, đã so cường giả đồng đẳng cấp cường thượng quá nhiều. Cho nên hắn mới có thể vượt cấp khiêu chiến, chém chết rất nhiều cường giả, đạt được huy hoàng chiến quả. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần lỗ tai giật giật, nhỏ xíu hướng gió biến hóa, chạy không khỏi hắn thính lực. Chợt mở mắt vừa thấy, hắn phát hiện Hồng quân lão tổ cũng là nheo mắt lại, nhìn về phương xa. Xem ra vượt quá mình một người phát hiện kỳ hoặc có người xâm lấn. Diệp Thần lạnh lùng nói. Hắn từ vậy tiếng gió bên trong phân biệt ra trong đó ẩn chứa ý, sát khí lẫm lẫm, nhanh mạnh đẩy tới, chỉ sợ là tới trả thù võ đạo cường giả. Bất quá Hồng quân lão tổ nhưng khác có phán đoán. Không đúng, ta cũng không có nhận ra được người bất kỳ hơi thở, có chỉ là một cái. Kiếm. Diệp Thần nhất thời sửng sốt một chút, một thanh kiếm. Hắn có chút mơ hồ, một thanh kiếm lúc nào có cái này cùng ngút trời uy thế. Trừ phi, là thiên kiếm. Nghĩ đến đây, Diệp Thần cũng thay đổi được không bình tĩnh. Trừ phi là tám đại thiên kiếm, nếu không không thể nào cũng như này uy phong dáng điệu. Chốc lát sau, vân tiêu phá vỡ, một đạo trong trẻo ánh sáng lăng không tới, phá vỡ chân trời, giống như một đạo kéo lên diễm lửa đuôi rơi xuống sao rơi. Ở đó chân trời trong đó, thiêu đốt hừng hực lửa cháy bừng bừng, liền nguyên mảnh không gian nhiệt độ, cũng đổi được nóng bỏng liền rất nhiều. Ngọn lửa trong đó, một đạo màu bạc trắng thân kiếm như ẩn như hiện, sắc bén khai nhận, giống như ở giữa đất trời này nhất là kịch liệt hàn mang. Đó rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần không khỏi được vạn phần kinh ngạc. Này vậy hơi thở, hắn tựa hồ chưa bao giờ có nghe thấy. Bất quá làm vậy vần quanh thành hình ngọn lửa tản đi sau đó, Diệp Thần phương mới nhìn rõ này những vật này món hình dáng. Vậy lại là một cái cự kiếm. Trên đó nơi quấn quanh ngọn lửa. Bất quá là phá vỡ hư không lúc đó, nơi nổ tung tinh hỏa mà thôi. Cái thanh cự kiếm này, cho tới khi ngọn lửa đánh sơ xác sau đó, tài triển lộ ra chân chính mũi nhọn. Gầm thét kiếm khí, chưa từng có từ trước đến nay, giống như mãi mãi thì có sát phạt hơi thở, sôi trào không ngừng. Mà cự kiếm sau lưng, tựa như diễn hóa ra liền chư thiên dị tượng, mọi thứ tinh thần, lưu chuyển chập chờn, mang theo tinh không băng diệt khí thế. Hỏa phượng hướng thánh. Chân long giao uyên, sấm sét xen lẫn, giống như hàn sương đầy trời mà rơi. Triều đình hay hoặc là giang hồ, nhân gian hay hoặc là địa ngục, đều ở đây cái này cự kiếm sau lưng hình ảnh trong đó, chìm nổi không ngừng. Nơi đây tựa như cất giấu vô số thiên địa vạn tượng,
để cho người thấy vậy đầu tiên nhìn lúc đó, liền tâm thần lơ lửng, du ngoạn cực điểm lúc đó, lại bỗng nhiên rớt xuống. Nếu có thể nắm giữ kiếm này, tất có thể hiệu lệnh thiên hạ, chấn nhiếp vũ trụ, sáng tạo vạn cổ tới nay trình độ cao nhất huy hoàng. Thần La Thiên Kiếm. Diệp Thần coi như là nhận ra, đây cũng là Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ cao nhất nguyên binh một trong. Bất quá rất hiển nhiên, lần trước Thần La Thiên Kiếm bị thương sau đó, Huyền Cơ Nguyệt lại tốn giá cực lớn chế tạo lần nữa. Hoặc giả là bởi vì nuôi Huyền Hải Thiên Tài địa bảo, chuôi này Thần La Thiên Kiếm, so trước kia cường đại hơn thêm. Thần La Thiên Kiếm, chính là cái này thế gian nhất là sắc bén mũi nhọn một trong. Hắn đại biểu một loại võ đạo sơ tâm, chấp trưởng kiếm này sau đó, liền chỉ muốn một mực trở nên mạnh mẽ, không ngừng chui luyện, thẳng đến du ngoạn đỉnh thế giới. Mà đến lúc đó, cái gọi là số mệnh tỉ thí, hận yêu tình cừu, ân oán đủ loại, tất cả đều xóa bỏ, cười một tiếng mất đi. Dẫu sao ở cao nhất võ đạo trước mặt, những thứ này cũng không tính là cái gì. Gặp một mắt liền có thể cảm ngộ đại lộ, đây cũng là Thần La Thiên Kiếm chỗ cường đại, thế gian có lẽ lại không đệ nhị thanh kiếm có thể du ngoạn này cùng đỉnh cấp. Ban đầu Huyền Cơ Nguyệt nắm giữ kiếm này sau đó, một lần hành động bước lên đỉnh cấp võ đạo, buông xuống thế tục chi niệm, do thành tựu này liền cường thịnh vận mệnh lực lượng. Thanh kiếm này ở lại Kiêm gia kiếm phái, trừ Huyền Cơ Nguyệt ra, không người có thể trông coi. Nhưng hiện tại vận mệnh đã hạ xuống đến Kỳ Tư Thanh trên đầu, nàng giống như là dục hỏa sống lại viễn cổ thiên hoàng, tồn lưu trước qua lại ý niệm, nhưng cắt đứt tất cả ràng buộc. Mà chỉ có tinh khiết nhất võ đạo, xem nước trong như vậy thấu triệt, tinh khiết, mới có thể nắm giữ này cùng cao nhất nguyên binh. Cái gọi là vận mệnh, chính là tình cờ tới giữa không cách nào đoán trước trùng hợp. Thân là vận mệnh chủ, đương nhiên là phải đem những thứ này trùng hợp vững vàng bắt vào trong tay. Vô số trùng hợp đều là người là, liền xem bản thân có không có bản lãnh bắt. Mà vậy cầm Thần La Thiên Kiếm, ở giữa không trung dừng lại chỉ chốc lát sau, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Kỳ Tư Thanh. Nó mục tiêu, chính là lôi quang bên trong Kỳ Tư Thanh. Thần La Thiên Kiếm ông minh vang dội, cùng vậy linh khí liên kết chung một chỗ bổ ra một cái vô hình lối đi, bỗng nhiên đi xuống bạo xạ, vậy đầy trời đồng tình tiếng, sâu thiên triệt. Ở vào lôi quang ở giữa Kỳ Tư Thanh, mở hai mắt ra, liền có một đạo khí vận hạ xuống. Thần La Thiên Kiếm nhất thời hóa thành một cái hư ảo kiếm nhỏ, tản ra lấp lánh thần quang, trong thoáng chốc chui vào Kỳ Tư Thanh ấn đường trong đó. Thanh kiếm kia cùng Kỳ Tư Thanh bản thể chậm rãi dung hợp, ngập trời kỳ dị lực lượng tóe ra. Cơ duyên lớn lao lúc này ra đời, đủ để cho tất cả mọi người đều thấy thèm không dứt. Kỳ Tư Thanh ánh mắt chính là đổi được càng phát ra trong trẻo, chỉ cần nàng nguyện ý, một cái Thần La Thiên Kiếm cũng có thể chia làm hai, trở thành nhất sắc bén tàn sát vũ khí. Lấy Kỳ Tư Thanh thực lực, lúc này đã có thể nắm trong tay Thần La Thiên Kiếm. Thần La Thiên Kiếm ý thức để cho nàng sinh ra chốc lát hoảng hốt, ở một chớp mắt kia, nàng đầu óc bên trong không có những chuyện khác, chỉ còn lại có trước mặt một cái thông thiên võ đạo, chỉ có gắng sức leo, đắm chìm này, phương là vương đạo. Bất quá ý chí của nàng làm sao hắn kiên định, hơn nữa thực lực so với trước kia, không thể thường ngày mà nói. Ngay tại nháy mắt tức thì, Kỳ Tư Thanh thân thể đột nhiên rung một tí, khôi phục thanh tỉnh. Nàng phun ra một ngụm trọc khí, âm thầm vui mừng, bởi vì mới rồi thiếu chút nữa liền cái này cầm Thần La Thiên Kiếm nói. Thanh kiếm này muốn phải dẫn nàng du ngoạn võ đạo đỉnh, không hỏi chuyện thế tục. Cái gọi là chư thiên tranh bá, chín lực ma luyện, đều là qua lại người ở, không cần lại qua lưu luyến. Nhưng là nàng lại làm sao có thể như vậy đi làm. Ngay sau đó, nàng dùng ý chí cố đè xuống liền sao động Thần La Thiên Kiếm, hơn nữa cho cảnh cáo. Ngươi nếu như lại muốn tìm một ký chủ lần nữa dựng dưỡng kiếm khí, vậy thì không nên động đánh, nếu không ta có thể tùy thời đem ngươi vứt. Kỳ Tư Thanh đạo tâm đổi được vô cùng là kiên định, nàng hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn đem Thần La Thiên Kiếm mũi nhọn đè xuống. Bây giờ nàng lại không muốn đi theo đuổi cái gì cực hạn võ đạo, những cái kia hư không mờ mịt tồn tại, liền để lại cho võ si, đạo si làm đi. Nàng phải làm chính là phụ tá Diệp Thần tiêu diệt cường địch. Hơn nữa đem vận mạng lực lượng mang cho Diệp Thần, dành cho hắn trợ giúp lớn lao. Cho đến Diệp Thần thu phục lục đạo luân hồi, đạp tới cái thế giới này đỉnh cấp, nắm trong tay chư thiên vạn giới, nàng mới tính là không uổng chuyến này. Nếu không cái này nhất thế lại một đời luân hồi, lại có ý gì?
nàng được lưu lại cái này nhất thế, mới có thể thủ được Phương Hoa. Đời trước Khúc Trầm Yên và đời trước Luân Hồi Chi Chủ là chủ tớ quan hệ, vậy là bạn quan hệ, lại là tri kỷ. Mà đời này nàng cùng Diệp Thần tới giữa, chính là mông lung mập mờ song song quan hệ, bọn họ không phải kiếp trước chuyển thế, mà là kiếp này linh trí. Nơi cho là thế nào muốn bỏ qua đạo của mình, đi ủy khuất cầu toàn đâu. Kỷ Tư Thanh cự tuyệt được 10 phần dứt khoát. Mà thần La Thiên Kiếm biết được nàng nơi truyền đạt ý sau đó, phát hiện không cách nào dao động, liền muốn lập tức chạy đi. Tới đã tới rồi, vậy thì giúp ta giúp một tay đi. Kỷ Tư Thanh đổi khách thành chủ, nàng dã tâm quá mạnh, năng lực vậy đủ, cho nên liền một cái giam lại vậy cầm thần La Thiên Kiếm. Cái gọi là chặt đứt dục vọng, quên mất phàm trần, truy tìm cực đạo đỉnh, đó là không tồn tại. Trong quá trình này, tất nhiên xảm tạp đặc thù, phức tạp tình cảm. Mà vậy cầm thần La Thiên Kiếm gặp phản kháng không có hiệu quả, chỉ có thể kịch liệt gầm thét hai cái, nhưng không làm nên chuyện gì. Không nên nghĩ trốn, ngươi là không trốn thoát được. Kỷ Tư Thanh hừ lạnh một tiếng, trên mình bộc phát ra vô cùng bá đạo hơi thở, đó là thuộc về duy nhất vận mệnh đứng đầu uy thế. Hào hùng vận mệnh lực giống như sông lớn, cuồn cuộn không ngừng, mãnh lực vỗ qua, ở nàng ý ngay trong óc tàn phá hô hấp. Mà vậy thần La Thiên Kiếm cũng là bị chấn động được đầu óc quay cuồng, trời đất quay cuồng. Thần La Thiên Kiếm cảm ứng được vận mạng hơi thở, nhanh chóng tới, vốn muốn có thể chia một chén canh, phản khống chế vận mệnh đứng đầu thân thể. Nhưng người nào ngờ tới, lại cả người ngã lên liền trong cống ngầm, ăn trộm gà bất thành mất nắm gạo. Kỷ Tư Thanh ý ngay trong óc vậy cầm thần La Thiên Kiếm, đành phải kêu gào khuất phục, không ngừng run rẩy, chủ động sáp nhập vào vận mệnh bao hàm huyết mạch trong đó. Mà lúc này, những cái kia sấm sét ánh sáng giống như cuồng rắn, phân bay loạn vũ, dung nhập vào vận mạng máu bên trong, làm uy lực đổi được càng cường đại hơn. Thật là lợi hại. Cháu đêm rong không khỏi được thở dài nói. Nàng cũng là sống lại tới đây, tự nhiên hiểu được cái này gian khổ trong đó cùng không dễ, đối với Kỷ Tư Thanh, thật giống như còn có một chút tương tự tim. Hiện tại thấy Kỷ Tư Thanh đổi được lớn mạnh như vậy, tự nhiên cũng là mừng rỡ không thôi. Ở Kỷ Tư Thanh cường thế quản khống dưới, liền thần La Thiên Kiếm cũng chỉ được lựa chọn khuất phục, vậy cầm trong ý thức kiếm nhỏ chậm rãi từ ấn đường ngưng tụ ra. Thần La Thiên Kiếm từ từ nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một nhện kiếm phong, an tĩnh nằm ở Kỷ Tư Thanh trong tay. Thanh tiểu kiếm này dài cỡ 2 thước rưỡi, toàn thân tản ra thâm trầm màu xám bạc ánh sáng, nhưng thả vào ánh trăng phía dưới, lại đổi được phá lệ chói mắt. Thân kiếm trắng như tuyết sáng, như băng thiên hàn sương. Ở giữa rừng châu ngọc, lửa đốt hắn hoa, không thể nhất thế. Kỷ Tư Thanh cầm vậy cầm thần La Thiên Kiếm, từ từ khôi phục những ngày qua tư thế oai hùng. Trong chốc lát dường như muốn thống lĩnh vạn giới, tiêu diệt vô số cửu địch, để cho nữ võ thần tư thế oai hùng nặng hơn hiện trong thế gian. Để cho ta thử một chút cái này thần La Thiên Kiếm rốt cuộc thật lợi hại. Cùng vận mệnh so sánh như thế nào? Kỷ Tư Thanh lăng không bay lên, phong hoa tuyệt đại. Nàng cầm kiếm nơi tay, so với trước kia tới, càng nhiều một phần sinh sát dư đoạt đích bá chủ tư thái. Thật giống như thật có thể ngay tức thì đem chư thiên chém chết, phá vỡ vạn giới. Vậy tơ vận mệnh lực bị nàng hút đi, nhưng là ngưng tụ ra sấm chớp mưa bão liền giống như thiên địa tai nạn, không chịu tản đi. Nàng cầm chuôi kiếm, đột nhiên đâm ra, giống như là có ngàn vạn nặng đạo ảo ảnh chồng lên cùng nhau, rối rít tan biến, tán làm cuồn cuộn hàn mang. Lâm Uyên chém xuống. Trong nháy mắt xuyên qua vô số tầng dị tượng, trực tiếp rơi xuống, cho dù vậy sấm chớp mưa bão dị thường mãnh liệt, cũng không cách nào ngăn trở như vậy mênh mông kiếm khí. Rất xa trong hư không, thần La Thiên Kiếm ảo ảnh dần dần phóng đại, thẳng đến lửa dục mở ra, lấy cường thịnh bá đạo tư thái, nuốt sống nguyên phiến lôi quang. Có thể nói kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Người còn lại thấy thần La Thiên Kiếm phát huy, rối rít lui về phía sau. Cũng không phải là sợ, mà là kinh ngạc tại ngày trước kiếm kiếm ảnh, hàm chứa cao nhất nguyên binh trình độ cao nhất sát phạt lực lượng. Hồng Quân lão tổ cùng Diệp Thần đứng ở trước nhất phương, hai người nhìn một màn này, ánh mắt hơi có chút ngạc nhiên. Xem ra Kỷ Tư Thanh hôm nay còn có những thứ khác thu hoạch ngoài ý muốn. Lôi quang từ từ tiêu tán, mà Kỷ Tư Thanh buông lỏng chuôi này thần La Thiên Kiếm, như cùng khôn khéo nghe lời hài tử, hóa thành một đạo tàn ảnh, không có vào Kỷ Tư Thanh ấn đường. Dục hỏa sau khi sống lại, Kỷ Tư Thanh cả người khí chất cũng không giống nhau,
giờ phút này giống như một tôn vô thượng nữ hoàng. Cao nhất nguyên binh hơi thở như thế nào? Diệp thần đi lên trước, cười hỏi. Kỷ Tư Thanh nghẹo đầu suy nghĩ một chút, chợt nói ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể còn có một chút chu tước cửa ngọn lửa, dùng vận mạng nguồn bồi dưỡng, tin tưởng không lâu liền có thể khôi phục nguyên trạng. Như vậy quá tốt, chu tước cửa nhưng mà hồng hoang cửu môn một trong, nếu như liền như vậy bể tan tành, ngược lại cũng lộ vẻ được có chút đáng tiếc. Diệp thần gật đầu một cái, mở miệng nói phải. Kỷ Tư Thanh đối với chu tước cửa bể tan tành, cảm thấy đáng tiếc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể hết sức đền bù. Tiếp theo nàng phải đi nói, có thể nói xảy ra hoàn toàn biến hóa bất đồng. Kỷ Tư Thanh tiếp nhận vận mạng lực lượng, trong tay lại nắm giữ cao nhất nguyên binh, nàng tương lai nhất định là muốn du ngoạn chư thiên, lần nữa thành lập vận mệnh trật tự, hơn nữa xưng vương xưng bá tồn tại. Bất quá đối với nàng mà nói, có thể an ổn ở lại Diệp thần bên người, phụ tá hắn xưng bá thế giới, mới là cuối cùng tín ngưỡng. Những thứ khác hết thảy, nàng cũng không quan tâm. Đúng rồi, Diệp thần, ta ở thanh kiếm này bên trong thật giống như cảm giác được một cái huyền cơ nguyệt đã từng là bí mật, điều bí mật này thật giống như nhốt một số người. Bất quá không quá chân thiết, chỉ có đối vận mệnh chi đạo hiểu càng phát ra đi sâu vào, mới có thể đem điều bí mật này mở ra. Kỷ Tư Thanh đột nhiên mở miệng nói. Nghe được câu này, Diệp thần đột nhiên cả kinh, thần sắc có chút kích động. Có một phần chia luân hồi đại năng chẳng biết tại sao bị khốn đốn huyền cơ nguyệt tay, vốn là khốn tại huyền thiên kiếm mộ phần, sau đó huyền cơ nguyệt dùng loại nào đó thuật pháp rời đi bộ phận này người. Huyền cơ nguyệt đã chết, điều bí mật này tựa hồ vĩnh viễn niêm phong. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Sợ rằng điều bí mật này liền che giấu ở thần La Thiên Kiếm bên trong. Hiên Viên Mặc Tà bị kẹt một ít đại năng đã cứu ra, bất quá những người này cũng không có lựa chọn rời đi. Thật giống như có loại nào đó sứ mạng, Diệp thần thẩm vấn qua, nhưng bọn họ lời nói bên trong tựa như giấu giếm cái gì, Diệp thần hỏi không có kết quả liền đem bọn họ an trí ở luân hồi mộ địa và nguyện vọng thiên tinh bên trong. Hôm nay, phải cứu ra huyền cơ nguyệt trong tay bộ phận kia đại năng, chỉ có dựa vào Kỷ Tư Thanh giải khai thần La Thiên Kiếm ở giữa bí mật. Đây là mấu chốt. Diệp thần thần sắc cực kỳ ngưng trọng, gần từng chữ Tư Thanh. Nhất định phải phá giải huyền cơ nguyệt giấu ở bí mật trong đó, nhất định. Kỷ Tư Thanh ngẩn ra, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, dùng sức gật đầu một cái, Diệp thần, người yên tâm, ta sẽ mau sớm phá giải phần này bí mật. Được, Diệp thần cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, dưới mắt chỉ có đợi. Hắn luôn cảm giác đại năng, luân hồi mộ địa, cùng với những cái kia địch thủ cũ, đều có cực lớn liên lạc. Giống như một tấm lưới. Đem mình vận mệnh liền nhận. Nhưng có chút thời điểm, hoặc như là một bàn cờ. Một bàn bị người khác bố trí tốt cờ. Kết hợp với một ít đại năng phản ứng, Diệp thần dám khẳng định, cái này bên trong nhất định cất giấu một phần so luân hồi mộ địa còn lớn hơn bí mật. Còn như muốn cởi bỏ điều bí mật này, chỉ không hề ngừng đi sâu vào. Theo mình mạnh mẽ, mình mượn luân hồi đại năng số lần ít đi, dĩ nhiên, Hoang Lão thành tựu đại năng một trong ở giữa cấm kỵ. Có chút đặc thù. Diệp thần thẩm vấn qua Hoang Lão quan tại luân hồi mộ địa rất nhiều chuyện, Hoang Lão mặc dù có giải thích, thế nhưng chút giải thích tựa hồ có chút giấu giếm, Diệp thần thì thôi. Chỉ có còn dư lại đại năng không ngừng ra đời, mới có thể một điểm một giọt chúng rõ ràng phần này kinh thế bí mật. Diệp thần nhìn lướt qua luân hồi mộ địa, hắn ánh mắt rơi vào mấy tòa mộ bia bên trên. Phía trên ánh sáng chánh tốc, khoảng cách dẫn động phỏng đoán chỉ có một bước xa. Có thể ngay tại ngày hôm nay, cũng hoặc là ngày mai, thậm chí xa hơn. Chỉ có cùng mấy vị kia ra đời, mình mới có thể từ trong thăm dò nhiều bí mật hơn. Nơi này vận mệnh lực bị quất lấy sau đó, lại khôi phục yên lặng, mà Hồng Quân Lão Tổ mang Diệp thần đám người đi tới nơi này, cũng là vì đền bù trước kiêm gia kiếm phái nơi phạm sai lầm. Diệp thần dĩ nhiên đọc hiểu Hồng Quân Lão Tổ lần này hàm nghĩa, trước khi đi chắp tay nói cảm ơn. Ta hẳn tiếp tục gọi ngươi là Hồng Quân Lão Tổ sao? Có lẽ ngươi đã là một người khác, Diệp thần cười nói. Hồng Quân Lão Tổ khoát tay một cái, lấy rượu từ biệt. Ngươi cầm ta làm bạn bè đối đãi là được, ta là sống một ngày liền tự nhiên một ngày, nếu như một ngày kia bản thể trở về, sợ rằng sẽ không cho phép ta tồn tại. Đến lúc đó, hẳn mới thật sự là Hồng Quân Lão Tổ. Hồng Quân Lão Tổ lời nói tới giữa từ mang một cổ tự nhiên ý. Hắn xuất hiện,
để cho mấy người tựa như thấy được Hồng Quân lão tổ mặt khác. Có lẽ ở đó rất xa vô số năm trước, Hồng Quân lão tổ cũng là một tên hăm hở, cười nói tiếng gió trẻ tuổi người đàn ông. Mấy người ở Hồng Quân lão tổ trợ giúp dưới, mở ra không gian lối đi, rời đi huyền hải. Bất quá ở trước khi đi, Diệp Thần quay đầu, hỏi ra con tim nghi ngờ. Hắn đang đối mặt Huyền Cơ Nguyệt thời điểm, đối phương vận mệnh lực đã mở rộng đến tầng thứ hai, lấy hình ngưng vật. Tại lúc sau thiếu chút nữa đem hắn cho đè xuống, rơi vào 9 tầng trời ma đạo, thoát thân không được. Vậy thật may hắn cuối cùng đường cùng lật bàn, ngược dòng lên, thành công đánh bại Huyền Cơ Nguyệt, nhưng quá trình này hiểm tượng hoàn sinh, cửu tử nhất sanh. Đây cũng là hắn lần đầu tiên không cách nào dùng luân hồi huyết mạch đánh tan địch nhân truyền thừa. Ở cao hơn một cấp vận mệnh trước mặt, luân hồi lực lượng liền lộ vẻ được vô cùng cố hết sức. Cho nên Diệp Thần muốn hỏi Hồng Quân lão tổ, như thế nào mới có thể tăng lên huyết mạch cường độ, để cho luân hồi lực lượng lần nữa tiến hóa. Hồng Quân lão tổ tựa như đã sớm liệu được, Diệp Thần sẽ sách này nghi vấn, cho nên khẽ mỉm cười. Luân hồi huyết mạch có thể nói là trên thế giới này cường thịnh nhất lực lượng, nếu như mở rộng đến mức tận cùng, liền cả thiên đạo cũng không phải đối thủ, nhưng có một cái tuần tự tiến dần quá trình. Ngươi hiện tại đã thuộc về đột phá cổ trai kỳ, nếu như muốn tiến thêm một bước, sợ rằng cần phải tìm được còn dư lại luân hồi huyền bi. Diệp Thần ánh mắt nhất thời rét một cái. Trong cơ thể hắn cất giấu luân hồi chi bàn, dẫn động 6 đạo lực lượng. Một khi đột phá tới đỉnh cấp, có thể mất đi hết thảy, đặc biệt đáng sợ. Mà đây luân hồi chi bàn chính là thừa tái 6 đạo lực lượng, ban đầu giống như đao gió vậy, cắt toàn thân hắn kinh mạch, xoay tròn không ngừng. Khi đó hắn tính toán sai lầm, cơ hồ đem mình đau ngất đi, gặp to lớn hành hạ. Từ đó sau đó, hắn liền không có lại tùy tiện thử nghiệm, mà là lựa chọn lấy cẩn thận phương thức mà đối đãi luân hồi chi bàn. Mà trong cơ thể hắn, chính là còn có trần bia, phong bi, ám bia cùng luân hồi huyền bi. Trợ giúp hắn ngưng tụ luân hồi lực lượng, đột phá thiên địa này cực hạn. Nhưng như cũng có mấy khối luân hồi huyền bi, là Diệp Thần không có thu thập được, căn cứ Hồng Quân lão tổ giải thích, đó chính là tăng lên luân hồi huyết mạch chỗ mấu chốt. Ta nơi này có một khối luân hồi huyền bi rơi xuống, cái bia kia nắm trong tay bá đạo cực hạn sấm sét thuộc tính, người đối mặt Huyền Cơ Nguyệt lúc đó, chắc hiểu được lôi có kinh khủng dường nào, tạm thời liền gọi là lôi bia. Ta đã từng bắt được tấm bia đá này một tia khí tức, để cho ngươi cảm thụ một tí, có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Hồng Quân lão tổ tiếp theo vận dụng thiên địa dị tượng, biến ảo thành bóng người trong suốt. Vậy đạo bóng dáng trong đó phát ra nặng nề thanh âm, phảng phất có vô tận ảo diệu, sắp dưới đất chui lên. Diệp Thần nhất thời thân thể chấn động một cái, bởi vì hắn cảm nhận được liền 33 thiên lực lượng. Đây chính là thế gian cường đại nhất vô địch thuật pháp một trong. Tu luyện tới đỉnh cấp, có thể gặp chất khí nguyên lưu, dò ngó gặp cao nhất nguyên thuật. Siêu thoát thế gian phàm tục, nghiền ép tất cả quy luật. Như vậy vô địch thuật pháp, ảo diệu nổ một tí, ở Diệp Thần trong ý nghĩ nổ tung, lúc này liền có mây sấm hạ xuống, vô tận uy áp cuốn tới, tựa hồ phải đem Diệp Thần cho áp chế hoàn toàn, làm hắn không thở nổi. Diệp Thần biết này là Hồng Quân lão tổ nơi huyễn hóa ra sấm sét giả tưởng, hắn một mực toàn bộ tinh thần chăm chú. Nhìn chăm chú trong đó động tĩnh. Vậy trong xó xỉnh luân hồi chi bàn, tựa hồ sinh ra không nhỏ dị động, từng luồng thần quang bung ra, không ngừng lưu chuyển, hung hãn khí thế nhô lên, chấn động được nguyên đám mây tiêu không ngừng hỗn loạn. Diệp Thần gặp hai phe này lực lượng áp chế, cảm thụ cực lớn trọng lực, cho dù lấy luân hồi thần thân thể cường hãn, lúc này trên trán cũng có tầng tầng suốt mồ hôi lạnh đi ra. Những lực lượng này thật sự là quá kinh khủng. Cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này hoàn toàn chìm ngập. Chốc lát sau này, Hồng Quân lão tổ rút lui trở về vậy một bức dị tượng. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Quân lão tổ, mở miệng hỏi nói, ánh mắt thâm thúy. Diệp Thần không khỏi được cười khổ một tiếng, quả nhiên là luân hồi huyền bi, uy lực không giống vật thường. Coi như là một cái bóng, ta cũng thiếu chút nữa không có chịu đựng ở. Bây giờ Diệp Thần tài sâu sắc rõ ràng. Trên người mình luân hồi huyết mạch, còn xa xa không có đạt tới hoàn chỉnh trạng thái tột cùng. Mà vậy sấm sét thì thuộc về luân hồi huyền bi bên trong vô cùng là mạnh mẽ tồn tại, so với giống vậy huyền bia, càng khó hơn đạt được. Ta nơi này có một đạo sấm sét hạt giống, là năm đó một trận sau đại chiến nơi lưu lại, đã cực kỳ nhỏ, nhưng có lẽ đối ngươi có trợ giúp.
Hồng Quân lão tổ vừa nói, lấy ra trong ngực đồ, đó là một viên còn chưa nảy mầm thật nhỏ hạt giống. Thả tại lòng bàn tay nặng trĩu, tản ra óng ánh như ngọc khó hiểu sáng bóng. Muốn như thế nào mới có thể tìm được khối kia luân hồi huyền bi? Diệp Thần không khỏi mở miệng hỏi nói. Tiếp theo, Hồng Quân lão tổ cho ra câu trả lời. Hắn sở dĩ cho ra lôi bia tin tức, là bởi vì là hắn biết một ít liên quan tới vật này sở tại địa tin tức. Theo Hồng Quân lão tổ mà nói, cái này thế gian có một nơi, tên là Thiên Lôi Thần Phong, dựng dục chư thiên vạn giới cường đại nhất lôi lực tính. Mà ở trong đó, chính là có lôi bia tồn tại, hơn nữa lôi bia vẫn là thần đỉnh trụ, như muốn đoạt thu hồi lại, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Hơn nữa vậy Thiên Lôi Thần Phong, còn sẽ không chừng lúc thay đổi địa điểm, hắn cả ngọn núi đỉnh đều là du động, ở trong hư không qua lại, cùng chúng ta không là có cùng vị diện, nếu như muốn tìm chỗ đó. Sợ rằng còn được tiêu phí một phen công phu. Hồng Quân lão tổ cười nói, còn như ta, liền không cách nào cùng theo các ngươi cùng nhau đi trước, ta là đạo phân thân, có thể hoạt động khu vực phạm vi, vậy giới hạn tại huyền hải mà thôi. Hắn phụ trách trấn thủ nơi này, bảo vệ toàn bộ huyền hải hòa bình, không cách nào chạy khỏi. Cuối cùng ở xoay người trước khi rời đi, Hồng Quân lão tổ lấy ra như nhau vòng tay cho cháu đêm rong, thần sắc khá là phức tạp. Nếu ngươi thừa kế cái này cái thân xác, vậy thì chứng minh ngươi cùng có duyên, thôi, ta liền cho ngươi thêm một tràng tạo hóa đi. Cái tay kia chạc lục bên trong thấu đỏ, hơn nữa tản ra mơ hồ quy luật lực, lại cùng Thanh Liên tiên tử trên mình nguyên khí 10 phần phù hợp. Đa tạ Hồng Quân lão tổ quà tặng. Cháu đêm rong nhất thời khá là cao hứng nói. Hồng Quân lão tổ cười một tiếng cần phải, ngay sau đó xoay người rời đi. Đột nhiên, chân hắn bước dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, mở miệng nói cầm ngươi cởi quần áo. Diệp Thần ngẩn ra, cái này Hồng Quân lão tổ đây là ý gì? Hồng Quân lão tổ giải thích, sau lưng ngươi đồ làm sao sẽ cùng chỗ đó liên hệ quan hệ. Diệp Thần ngay tức thì nghĩ tới điều gì, nói, ngươi là chỉ bỏ đời tuyệt cảnh. Hồng Quân lão tổ gật đầu một cái, bỏ đời tuyệt cảnh bên trong rất phức tạp, ngươi không nên dính dấp đến trong đó. Bất quá hôm nay ngươi đã dính dấp, ngươi định trước không cách nào trốn tránh. Ta cũng không xác định đây là cơ duyên vẫn là ngươi ác mộng. Nơi này có thể để cho ngươi đột phá lớn lên những ràng buộc, vượt qua hết thảy, cũng có thể để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Sau lưng người vật kia phải nhanh một chút xử lý, bỏ đời tuyệt cảnh đi một chuyến đi, hy vọng lần này, người luân hồi khí vận bảo vệ ngươi. Hồng Quân lão tổ nói xong, sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, liền biến mất không gặp. Xem ra, bỏ đời tuyệt cảnh, ta phải nhanh một chút đi. Hồng Quân lão tổ không có tiết lộ quá nhiều, lộ vẻ lại chính là bởi vì nơi này nhân quả cực kỳ phức tạp. Thôi, đi một bước, xem một bước đi, Diệp Thần lẩm bẩm nói. Diệp Thần mấy người bước chân vào vậy phiến hư không lối đi, đi ra huyền hải, hắn lần này liền phải chạy về Bắc Mãng tổ địa, cùng Nhâm Phi Phàm thương nghị công việc tương quan. Bất quá đi tới một nửa lúc đó, Già Thiên Ma Đế chợt nói có chuyện tạm thời, muốn đi trước chư thiên vạn giới một chuyến. Diệp Thần có chút không rõ ràng, hỏi nguyên nhân. Nhưng Già Thiên Ma Đế nhưng là không chịu nói, để cho Diệp Thần các người không cần lo lắng, liền hướng ngược lại rời đi. Đối với lần này Diệp Thần cũng không tốt ngăn trở, chỉ có thể mặc cho lúc nào đi. Hắn biết Già Thiên Ma Đế làm ra lần này quyết định, tất nhiên là có mình cân nhắc, lại sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng dựa theo Diệp Thần dự cảm tới xem, chuyện này, sợ rằng và Ma Tổ Vô Thiên có chút liên quan. Cùng lúc đó, xa ở thượng giới Thái Thượng Thế Giới, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là có cảm giác. Hắn ngồi đàng hoàng ở hoa lệ trên ngai vàng, người mặc giản dị áo bào xám. Đầu đầy tóc bạch kim, nhưng tinh thần phấn chấn, đôi mắt như điện. Vậy một đôi mắt quang, tựa như có thể nhìn thấu tương lai xa xôi, thẳng tới hư không chỗ sâu, ẩn chứa mọi thứ tinh thần. Gần một chút ngày giờ tới nay, Vạn Khư Thần Điện đã toàn quyền nắm giữ Thái Thượng Thế Giới. Đảm nhiệm thiên nữ thành lập nguyện vọng thần giáo, cuối cùng chỉ có thể ở lén lút phát triển, không cách nào rời lên sân khấu. Vạn Khư Thần Điện đem thân đồ gia tộc làm chèn ép đối tượng. Giết gà dọa khỉ, nghiêm nghị ra tay, làm cho cả Thái Thượng Thế Giới cũng làm run rẩy. Lúc này, một phiến đại thế giới đã không có phản kháng thanh âm. Vạn Khư Thần Điện người, tự nhiên làm vui vẻ. Hôm nay đi tới chỗ nào, đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, không đem những người khác coi vào đâu.
Bất quá hôm nay, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là xuất quan, triệu tập một đám hạch tâm trưởng lão cùng đệ tử, tới thần thánh đại điện nghị sự. Vạn Khư Thần Điện người vốn là thần thái buông lỏng, nhưng thấy lão tổ như vậy ngưng trọng hình dáng sau đó, cũng không khỏi đổi được khẩn trương. Rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, mới biết để cho lão tổ từ bế quan đánh dưới tình huống tỉnh lại, hơn nữa triệu tập bọn họ khai triển hội nghị. Những năm này tới nay, coi như là trời long đất lở, cũng không cách nào để cho lão tổ thần sắc lộ vẻ xúc động. Chỉ có một người, để cho lão tổ tổn thương thấu đầu óc. Sẽ không lại là hắn chứ? Không ít người trong lòng rối rít suy đoán. Vũ Hoàng Cổ Đế cư thủ tòa, không nói một lời, trầm mặc hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng, các ngươi có thể biết vận mệnh chủ là ai? Hắn cái này hỏi một chút, để cho không ít người đều ngẩn ra. Chợt lập tức có người trả lời, khải bẩm lão tổ. Vận mệnh chủ là cái đó tên là Huyền Cơ Nguyệt người phụ nữ, nàng nắm trong tay vận mạng lực lượng, vãn bối trước còn cùng nàng dưới quyền đội ngũ bùng nổ qua chiến đấu. Một tên Vũ Hoàng thế gia đệ tử nòng cốt nói như vậy. Còn có một số người, cũng là gật đầu một cái. Bọn họ vậy nhớ vận mệnh chủ, là cái đó mạo mỹ thiên tiên, tim nhưng như bò cạp vậy ác độc người phụ nữ. Ở nơi này hai ngày, vận mệnh chủ chết. Vũ Hoàng Cổ Đế gợn sóng không sợ hãi mở miệng nói, hắn gặp được một ít qua lại sự tình phát sinh, lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần, hơn năm qua chưa từng có chập trần tâm cảnh, hiện tại nhưng như thác vải vậy xốc xếch. Tin tức này thả ra, giống như sấm vậy ở đám người bên tai nổ vang. Vận mệnh đứng đầu thực lực, đối với bọn họ mà nói tự nhiên trên không được mặt bàn, nhưng là vận mạng truyền thừa nhưng là thế gian số một số hai cao nhất mộ đạo. Cùng luân hồi đặt song song, lực công kích vượt xa tử bi. Thiên địa sáu nói, luân hồi cùng vận mệnh, chung nhau vi tôn. Lão tổ, nhưng ta nhớ vận mệnh chủ tựa hồ là bị Kiêm Gia Kiếm Phái mang đi, đây chính là ở Huyền Hải à, Kiêm Gia Kiếm Phái một nhà độc quyền địa phương. Lại làm sao sẽ để cho mới lập thánh nữ ngộ hại? Một tên Vũ Hoàng thế gia con em nồng cốt không nhịn được mở miệng hỏi nói. Hắn thiên phú xuất chúng. Còn nhỏ tuổi liền đột phá trăm gia cảnh hạn chế, tiền đồ không thể giới hạn. Mà hắn ngày thường vậy sâu được Vạn Khư Thần Điện cao tầng yêu thích, Vũ Hoàng Cổ Đế cũng đã từng kinh đối hắn chỉ điểm một hai. Cho nên hắn mới dám dựa vào lá gan, hỏi ra lời ấy. Làm tại Vũ Hoàng Cổ Đế bên người mấy tên trưởng lão, khẽ nhíu mày, đều là yên lặng không nói, bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lão tổ xuất quan lúc nói ra một câu cực kỳ lời cổ quái. Bọn họ cũng không có lão tổ như vậy năng lực biết trước, cho nên hết thảy chỉ có thể chờ lão tổ lên tiếng. Vũ Hoàng Cổ Đế cũng không toàn bộ giải thích, hắn giơ tay lên ở ngai vàng nhẹ nhàng một chụp, rồi sau đó liền có một đạo lưu quang từ hậu phương cung điện bắn nhanh tới, ngừng ở trước mắt mọi người. Đó là một mặt tản ra bạc xám tia sáng tấm gương, ước chừng có hai người cao, cả người vây quanh vô hình trói lọi. Có người muốn bằng vào thị lực, nhìn thấu tấm kính này vô căn cứ. Nhưng gặp phải cắn trả, nhất thời ánh mắt không khỏi được một hồi đau nhói. Bảo vệ điện trưởng lão mở miệng giải thích, không nên đi tùy ý dò xét tấm kính này hư thật, đây là huyền thiên kính, là viễn cổ nơi truyền xuống một mặt thần kính, dù chưa từng liệt tại 33 thiên thái thượng thần khí nhóm, nhưng uy lực chút nào không kém. Tấm kính này gợn sóng phun trào, bay giữa không trung bên trong, lại chậm rãi lôi kéo mở, hình thành một khối bốn bề thần kính. Vũ Hoàng Cổ Đế đứng dậy. Hắn đôi mắt trong đó, hàm chứa tinh quang nhàn nhạt. Mà vậy một tia khí tức phản xạ, đổ chiếu vào huyền thiên thần cảnh trong đó. Rất nhanh, vậy bốn bề tấm gương cũng không hẹn mà cùng hiện ra cùng hình ảnh, lại là Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt lúc chiến đấu cảnh tượng. Sợ rằng Diệp Thần ở chỗ này, vậy sẽ thất kinh. Vũ Hoàng Cổ Đế thủ đoạn như vậy thật sự là quá mức cao minh. Nhưng chỉ có bộ phận Vạn Khư Thần Điện cao tầng biết, cho dù là Vũ Hoàng Cổ Đế. Muốn theo dõi đi qua, phục hồi như cũ luân hồi chi chủ như vậy kỳ tài khoáng thế trải qua cảnh tượng, vậy được trả một cái giá thật là lớn. Hình ảnh trong đó, vận mệnh chủ chiếm cứ ưu thế, thần uy hạ xuống, từng tia khí tức kinh khủng không ngừng lưu chuyển, cơ hồ đem luân hồi chi chủ, dồn đến tuyệt cảnh. Nhưng cũng là ở chỗ này vậy dưới tình huống, luân hồi chi chủ đường cùng bùng nổ, tách thả ra làm người ta kinh hãi cao nhất thần thái. Vô cùng vô tận luân hồi thô bạo. Cuộn sạch ra, nghịch chuyển trong nháy mắt thế cục, hơn nữa chế trụ vận mệnh chủ. Diệp Thần vận dụng mạnh nhất tuyệt kỹ thủ đoạn, chuyển bại thành thắng, đánh chết vận mệnh chủ.
Này cùng chiến tích có thể nói diệt thần diệt Phật, hủy thiên diệt địa, làm cho cả tinh không vũ trụ làm dao động, run rẩy. Diệp thần từ sau trận chiến này, lại cưỡng ép để lại vận mạng lực lượng, chuyển tới Kỳ Tư Thanh trên mình, đem Kỳ Tư Thanh sống lại. Như vậy thứ nhất, Diệp thần tự thân có luân hồi lực, lại thêm một phần vận mệnh lực lượng phụ tá. Cái này, bộ phận Vạn Khư Thần Điện đệ tử, bị khiếp sợ được nói không ra lời. Bọn họ vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, Diệp thần lại sẽ đem vận mạng lực lượng cầm tại trong tay mình. Hơn nữa như vậy luân hồi nghịch chuyển, cũng thực quá mức khủng bố. Làm luồng khí tức kia lộ ra ra thời điểm, một ít thực lực không chịu nổi người lại liên tiếp lui về phía sau, thần sắc trắng bệch. Bọn họ bị cái này luân hồi huyết mạch áp chế. Vậy một đạo thần uy giống như lục đạo luân hồi, từ từ dâng lên, vô tận luân hồi hơi thở, nhất thời tràn ngập ở toàn bộ thần thánh trong đại điện. Đây là luân hồi lần đầu tiên lấy kiểu khác phương thức hạ xuống nơi này, tuy nói không phải chân thân đích thân tới, nhưng bọn họ có thể cảm giác được luân hồi chi chủ, đang ngày càng mạnh mẽ, hơn nữa lớn lên tốc độ cực nhanh. Luân hồi chi chủ quật khởi cũng quá nhanh, phải biết hạ giới linh khí cũng không có thái thượng thế giới đầy đủ. Ta không biết, tên này vậy quá kinh khủng, thật là không thể gọi làm người. Phải biết mấy năm trước, hắn nhưng mà và Vũ Hoàng Xanh Sách ở vào cùng một tầng thứ, hiện tại cũng đã có thể cùng thiên quân cấp nhân vật khác đối chiến, hơn nữa đem chém chết. Vạn Khư Thần Điện trưởng lão, rối rít xúc động tại Diệp thần thực lực cường đại. Phía dưới đám người trong đệ tử, Vũ Hoàng Xanh Sách nghe được lời này, xấu hổ khó khăn làm, lập tức cúi đầu xuống. Hắn thật sự là không ném nổi phần này mặt. Nhưng cái này lần hắn cũng không nói có thể nói, vậy một cổ luân hồi lực lượng như nhật nguyệt bay lên chiếu sáng mặt đất, tương lai có lẽ sẽ trở thành là chư thiên vạn giới ác mộng. Luân hồi chấp trưởng 6 nói, nghịch chuyển càn khôn, sợ rằng tương lai tất cả sinh linh cũng sẽ thần phục ở dưới chân. Đến lúc đó, cho dù là Vạn Khư Thần Điện cũng không cách nào ngăn trở luân hồi thống nhất bước chân. Khó trách Phú Hoàng Cổ Đế sẽ đem bọn họ triệu tập lại, hơn nữa thả ra đoạn hình ảnh này. Diệp thần lúc này nắm giữ lực lượng cùng với kinh người tiềm lực, thật sự là quá mức khủng bố. Nếu như nói vận mệnh lực còn có thể nghịch chuyển, như bánh xe hồi thì không cách nào không vâng lời tồn tại. Trước một đời luân hồi chi chủ, đối mặt chư thiên vạn giới, thì có như vậy danh ngôn, nghịch thiên thượng có sinh cơ, nghịch ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một câu nói này chính là tượng trưng cho luân hồi uy nghiêm vô thượng, là chư thiên vạn giới danh ngôn chí lý, không cách nào kháng cự, không thể trái gánh. Rất nhiều người thật lâu mới từ vậy hình ảnh trong đó khôi phục như cũ. Khoáng đạt vĩ đại tình cảnh chiến đấu, dần dần tản đi, nhưng thần thánh đại điện nhưng bao phủ một tầng khói mù. Không khí ngột ngạt, nhưng không người dám đánh vỡ. Có người đang suy đoán, Vũ Hoàng Cổ Đế đem hình ảnh thả cho bọn họ xem, rốt cuộc là vì sao hàm nghĩa. Ở bọn họ hội lần này chiến đấu lúc đó, Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng là cặp mắt tính tu dưỡng thần, qua hồi lâu hắn mới chậm rãi mở ra con ngươi, ánh mắt nhìn như hỗn độn, nhưng cất giấu một món xông phá chân trời hàn mang. Các ngươi cũng nhìn thấy, luân hồi chi chủ hiện tại đã thành tăng đến như vậy cường thịnh bước, Vạn Khư Thần Điện 5 lần 7 lượt phái người đi trước đánh chết, đều lấy thất bại chấm dứt, liền Hồng Thiên Kinh cũng chết ở bên trong tay hắn. Vũ Hoàng Cổ Đế mở miệng nói, giọng gợn sóng không sợ hãi, nhưng người nào cũng có thể nghe được, đây là kiềm chế đến mức tận cùng tức giận. Vũ Hoàng Cổ Đế là nhân vật nào? Xuất lĩnh thập đại lão tổ, từ lần trước tiêu diệt cựu Nhật chi chủ, lật đổ mục nát ngày xưa vương triều, thành lập lấy Vạn Khư Thần Điện cầm đầu thời đại mới liên minh. Nhất thống chư thiên vạn giới, du ngoạn thế gian đỉnh. Thành tựu như vậy, lóng lánh từ cổ chí kim, ngang qua cổ kim, trừ hắn ra, lại có ai làm được. Hơn nữa tuyệt đối năm qua, cho tới bây giờ không có bất kỳ một người có thể uy hiếp được Vũ Hoàng Cổ Đế vị trí. Cho dù là đời trước luân hồi chi chủ, cũng chỉ là tại hạ giới đại náo nhỏ nháo, căn bản không vào được Vũ Hoàng Cổ Đế pháp nhãn. Nhưng chính là từ nơi này nhất thế bắt đầu, tên là Diệp Thần nhân tài mới nổi giống như một vì sao rơi, bỗng nhiên sáng chói, lóng lánh chư thiên. Đời này luân hồi chi chủ, không chỉ có cùng Nhâm gia người sinh ra bí mật không thể phân liên lạc, còn lĩnh ngộ thế giới hiện thật ra không không chi đạo, cùng Hồng Quân lão tổ đặt song song. Này loại thiên phú, có thể nói kinh thế hãi tục. Liên Vạn Khư Thần Điện một đám thiên chi kiêu tử, ngày thường tự xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng là thấy Diệp Thần biểu hiện sau đó,
không khỏi được mong dương than thở. Bàn về thiên phú, bàn về nghị lực, bàn về khí vận, Diệp Thần đã du ngoạn chư thiên thế giới tuyệt đỉnh, sợ rằng cõi đời này tiên có người có thể đạt tới. Ai cũng không đoán ra Vũ Hoàng Cổ Đế rốt cuộc đang suy nghĩ gì, vào giờ phút này, nhất muốn giết Luân Hồi Chi Chủ người nhất định là hắn. Một khi Luân Hồi Chi Chủ thật vào tới Thái Thượng Thế Giới, nhất định là lấy du ngoạn chư thiên tư thái, cường thế tới. Đến lúc đó, toàn bộ Vạn Khư Thần Điện cũng sẽ rơi vào trước đó chưa từng có khốn cảnh. Bọn họ có thể không muốn gặp lại cảnh tượng như vậy. Ta còn cũng không tin, chúng ta Vạn Khư Thần Điện thống suốt toàn bộ chư thiên vạn giới, bất kỳ thế lực đều phải nghe chúng ta hiệu lệnh, có ai dám không theo. Một cái nho nhỏ Luân Hồi Chi Chủ mà thôi. Lão Tổ, đệ tử nguyện tiếp mệnh lệnh, đi hạ giới đánh chết. Hơn nữa cái này Luân Hồi Chi Chủ hôm nay thực lực, tiềm lực cố nhiên đáng sợ, nhưng thực lực chân thật đối với chúng ta mà nói, như cũ không chịu nổi một kích. Huyền Cơ Nguyệt chết ở trong tay hắn cực kỳ khó khăn, nhưng chúng ta muốn giết Huyền Cơ Nguyệt, tất nhiên vô cùng ung dung. Đệ tử vậy cùng theo cùng nhau. Lão Tổ, dưới quyền vậy chờ lệnh, nhất định sẽ tru diệt lão này, không chết không thôi. Rất nhiều Vạn Khư Thần Điện người đều cảm giác được bực bội tức giận, chư thiên vạn giới đệ nhất tông phái, lại có thể không thu thập được một cái hậu bối, truyền đi là loại vô cùng nhục nhã. Nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế nhưng lộ vẻ được vô cùng là ổn định. Bàn tay hắn vừa thu lại, vậy mặt huyền thiên thần cảnh liền như lưu quang vậy, lần nữa trở lại Vạn Khư Thần Điện tổ địa bên trong. Trước mấy lần trước, lão phu phái người đi hạ giới, cản đường Diệp Thần, nhưng đều lấy thất bại chấm dứt. Vậy đưa tới thiên đạo chú ý, bây giờ đối với tại ta quy tắc trói buộc là càng ngày càng nghiêm khắc. Vũ Hoàng Cổ Đế lần trước trực tiếp thúc giục một đạo phân thân, muốn quăng lưới hạ kiếm, nhưng lại bị Thái Thượng Thiên Nữ, Nhâm Phi Phàm cùng với Ma Tổ Vô Thiên ngay cả tay ngăn trở. Cũng chính là trận chiến này, để cho thiên đạo quy tắc hoàn toàn hạ xuống, hơn nữa cửu đỉnh đại trận nhiều lần bị hủy, hắn hiện tại chỉ có thể lưu lại ở Thái Thượng Thế Giới, căn bản không cách nào đi hạ giới. Liên quan toàn bộ Vạn Khư Thần Điện người đi hạ giới lúc đó, đều bị liền rất nhiều khó hiểu quy tắc hạn chế, đi nơi đó, thực lực liền giảm bớt nhiều. Cho nên Vũ Hoàng Cổ Đế phải đem bọn họ kêu đến, đầy đủ biết được Luân Hồi Chi Chủ đáng sợ, mới có thể làm sau này dự định. Các ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, ai có thể đem Luân Hồi Chi Chủ tự tay giết chết ai là có thể trở thành Vạn Khư Thần Điện thiếu môn chủ, tiếp nhận ta chân chính truyền thừa. Vũ Hoàng Cổ Đế chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, tại chỗ hàng ngàn hàng vạn tên Vạn Khư Thần Điện đệ tử đều sợ ngây người, trong mắt rối rít sáng lên khao khát ánh sáng. Vô luận là thiếu môn chủ vẫn là Vũ Hoàng Cổ Đế đệ tử thân truyền cũng có không cách nào kháng cự sức dụ dỗ. Sau đó Vũ Hoàng Cổ Đế lại đang mình lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn quang chiếu rọi, lóe lên nhu hòa lực lượng, theo hắn cong ngón tay bắn ra bộ phận kia lực lượng liền hóa thành từng cái vô cùng thật nhỏ đom đóm. Bay về phía xa xa, từ tại chỗ mỗi một tên Vạn Khư Thần Điện đệ tử trên mình chui vào. Đây là gió căn bản, cũng là Thái Thượng đã từng lưu lại lực lượng, phụ thuộc vào ở các ngươi trên mình có thể tăng cường thực lực, cũng có thể để cho ta biết, cuối cùng là ai giết chết Luân Hồi Chi Chủ. Cũng tản đi, đến lúc đó nếu có tình huống mới, sẽ phái người thông báo các ngươi. Đệ tử lĩnh mệnh, thuộc hạ lĩnh mệnh. Diệp Thần cũng không biết. Mình cùng Huyền Cơ Nguyệt chiến đấu hình ảnh lại có thể bị toàn bộ Vạn Khư Thần Điện người cho gặp được. Cho dù biết, hắn vậy không quan tâm. Vạn Khư Thần Điện nhưng mà mình cái này nhất thế lớn nhất cửu nhân, hắn mục tiêu chính là lật đổ Vũ Hoàng Cổ Đế dưới sự thống trị Vạn Khư Thần Điện. Cho dù đối phương biết được thì như thế nào? Luân hồi lực lượng, cũng không phải là nói đối phó liền có thể đối phó. Hắn bây giờ thực lực, có thể ở Vạn Khư Thần Điện trước mặt còn chưa đủ xem. Thậm chí Vạn Khư Thần Điện rất nhiều cường giả hạ xuống, nếu không bị áp chế, tru diệt mình dễ như trở bàn tay. Nhưng luân hồi khí vận, định trước chỉ sẽ để cho hắn phá sau đứng. Vượt qua mấy phiến hư không chi địa sau đó, bọn họ trở lại Bắc Mãng tổ địa, mà Nhâm Phi Phàm cũng được công xuất quan, từ mấy người trong miệng biết được liền huyền hải nguyên nhân hậu quả. Nghe tới Hồng Quân Lão Tổ hư ảnh xuất hiện lần nữa lúc đó, Nhâm Phi Phàm không khỏi được rơi vào trầm tư. Hồng Quân Lão Tổ phân thân lại xuất hiện, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hơn nữa Hồng Quân Lão Tổ, tựa hồ đối với Diệp Thần rất là coi trọng, cũng không biết là từ loại gì mục đích. Nhâm Phi Phàm tới cái thế giới này đỉnh cấp tầng thứ,
chỗ đã thấy người và chuyện cũng chỉ tương đối không cùng, vì vậy suy tính sự vật vậy sẽ toàn diện hơn. Vô luận Hồng Quân lão tổ là ý gì, con đường này tổng là không sai, tiếp theo ngươi nhiệm vụ liền là tìm ra lôi bia cùng với còn dư lại luân hồi huyền bi, hoàn thành luân hồi huyết mạch tấn thăng. Bất quá ngươi đánh bại vận mệnh đứng đầu sự việc, thái thượng thế giới bên kia hẳn đã biết, cho nên ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ai biết Phú Hoàng cổ đế sẽ như thế nào an bài chuyện kế tiếp thích hợp. Nhâm Phi Phàm suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới Diệp Thần nói. Phú Hoàng cổ đế người này tâm cơ âm trầm, sâu không lường được, cho dù là hắn, cũng không cách nào nắm đúng đối phương rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hôm nay tới xem, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Vậy cũng chỉ có thể trước như vậy, ta dự định bế quan mấy ngày, hoàn toàn đem cái này luân hồi huyết mạch biến hóa cho hiểu được. Diệp Thần suy nghĩ một chút, rồi sau đó nói. Như vậy quá tốt, ngươi cùng vận mệnh tới giữa, có lẽ có thể làm nhiều trao đổi, hai người là hỗ trợ lẫn nhau, lúc trước luân hồi cùng vận mệnh là kẻ địch, hiện tại đã trở thành đồng bản, cũng không cần như vậy câu nệ. Nhâm Phi Phàm nhìn hắn, khóe miệng toát ra lau một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ngược lại là một bên Kỳ Tư Thanh, nghe lời nói này sau đó, mang tai đổi được đỏ đỏ. Nàng mịt mờ cho Diệp Thần một cái ánh mắt, hơi có chút u oán. Mà Diệp Thần chính là làm bộ như không thấy, trở lại mình động phủ, bế quan tu luyện, tựa như hết thảy ngoại vật đều không cách nào dao động hắn tu luyện quyết tâm. Nhưng hoàng hôn sau này, nửa đêm tới lúc đó, Diệp Thần rời đi mình động phủ, vận dụng hư bia và hư linh thần mạch, lặng yên không một tiếng động, không có bị người bất kỳ phát hiện. Sau đó liền đi tới một chỗ khác động phủ trong đó, lúc này Kỳ Tư Thanh đã tu luyện xong, đang rửa mặt trải đầu lên giường, dự định lấy giấc ngủ phương thức, để cho linh niệm ngủ say, tới tăng tốc độ tự thân cùng vận mệnh lực dung hợp. Bất quá ngay vào lúc này, nàng bỗng nhiên lúc này nghe được vang động, sau đó thì có một người xuất hiện ở nàng bên người. Ngươi! Kỳ Tư Thanh nhất thời làm kinh ngạc, bất quá Diệp Thần nhưng là làm dấu chớ có lên tiếng, ngay sau đó xoay mình lên giường, không khỏi đối phương làm bất kỳ giải thích nào, liền đem hắn ôm vào lòng. Không cần nói, thanh âm quá lớn, coi như bị người khác nghe thấy. Diệp Thần cười mỉa, mở miệng nói, chợt hắn vung tay lên một cái, lực lượng vô hình lặng lẽ lan truyền, bao phủ cái này cảnh quay vực. Ta, có lẽ là quá lâu không cùng Diệp Thần cùng chung qua đêm, Kỳ Tư Thanh lại có thể sinh ra một phần ngượng ngùng, ánh mắt không ngừng né tránh. Nhâm Tiền Bối nói, luân hồi cùng vận mệnh lực cần hợp hai là một, mới có thể phát huy ra lớn hơn công hiệu. Lời này nói không giả, Diệp Thần vẻ mặt thành thật nói. Rất nhanh, Kỳ Tư Thanh câu này đáp lại, đổi được miên xa du dài, thậm chí còn hàm chứa thẹn thùng mùi vị. Ở nơi này kín gió tràng vực trong đó, bên ngoài gió êm sóng lặng, bên trong nhưng là gió nổi mây vần, lăn lộn không ngừng. Hơn nữa ở luân hồi tràng vực trong đó, thời gian có thể vô hạn kéo dài, hai tiếng có thể để một năm. Cũng chính là trong thời gian một năm này, mưa gió chưa từng ngừng nghỉ. Đến khi gió mau mưa ngừng, Diệp Thần lúc này mới giải trừ khép kín trạng thái, lau mồ hôi trên trán châu, dài xuyệt một hơi. Mà Kỳ Tư Thanh vậy cảm thấy một giờ vận mệnh cùng luân hồi tu luyện, so với trước kia một năm sổ tái tu luyện, càng cố hết sức. Tu luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Diệp Thần nheo mắt lại, cười nói. Kỳ Tư Thanh chính là tức giận liếc khinh bỉ, nàng phát hiện Diệp Thần tên này từ thực tủy chi vị sau này, đổi được càng phát ra càn rỡ. Tại chỗ vực ở giữa một năm qua, hai người tu luyện địa điểm từ sơn xuyên rừng cây, đến con sông bí cảnh, cuối cùng lại còn ở một nơi cổ di tích, đối mặt vực sâu vạn trượng, khắc khổ tu luyện. Dĩ nhiên, tu luyện thành quả cũng là vô cùng là rõ rệt, chỉ ít hai người ngoài mặt cảm giác mệt nhọc mệt mỏi, nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp. Hơn nữa trong cơ thể khí huyết lưu động cũng đổi được thông suốt rất nhiều, cứ thế mãi kiên trì nổi, đối với huyết mạch trình độ tăng lên có không nhiều chỗ tốt. Hôm nay trước hết tới nơi này đi. Diệp Thần thở dài nhẹ nhõm, trong đầu nghĩ cô gái nhỏ này nhìn qua ngoan ngoãn xảo xảo, lại có thể cuồng dã như vậy. Lấy mình luân hồi chi chủ thần thân thể, lại có thể cũng cảm nhận được mệt mỏi. Kỳ Tư Thanh gật đầu một cái, ánh mắt có chút quở trách. Nàng không nghĩ tới mình mãnh liệt tấn công, Diệp Thần lại có thể từng cái vác xuống. Đây chính là xen lẫn vận mạng lực lượng cường đại à. Nhớ tới cuộc sống sau này, Kỳ Tư Thanh vừa hạnh phúc lại phiền não. Diệp Thần sờ một cái đầu nàng, sau đó ngồi xuống tĩnh tọa,
hắn trên người có ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi nổi lên, từng cái cá chép, giống như là hoa đoàn cẩm thốc, vờn quanh chung một chỗ. Hắn dùng huyết thiên tiên cá chép sao, đem khí vận, phúc vận và quy luật toàn bộ hấp thu tới đây, có thể chống đỡ hết thảy quỷ khí tu la tấn công. Thiên tiên cá chép sao bảo vệ vòng ngoài, Diệp Thần chính là ở trong người dùng hết bát quái thiên đan thuật, có thể giúp mình khôi phục đan điền lực lượng. Sau đó hắn lấy ra vậy một trang thiên võ ngọa long kinh, lúc ấy cân nhắc quyết định chủ ở hắn tiến vào huyền hải trước phái người đưa tới, chính là vì đem một trang này thiên võ ngọa long kinh đưa cho hắn. Dẫu sao hắn đáp ứng ban đầu qua mình. Thiên võ ngọa long kinh cũng không phải là tốt như vậy dễ dàng luyện hóa, hắn lệ thuộc tại 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, cũng là trong đó đặc thù nhất tồn tại. Chư thiên thần kiếm quyết, thiên long bát thần âm, bát quái thiên đan thuật, thiên núi cá chép sao cùng với hồng mông đại tinh không, đều là hắn có hồng mông cổ pháp. Trừ ra thiên võ ngọa long kinh ra, còn lại 32 loại hồng mông cổ pháp, vậy đủ làm người ta thán phục. Cái này 32 loại hồng mông cổ pháp, theo thứ tự là, lục đạo luân hồi pháp, tử vi số mệnh thuật, tinh đế hạo nhiên khí, chu thiên thần kiếm quyết, thiên hình ngũ tuyệt trận, vĩnh hằng đại la trời, pháp hoa mất đi trời, thiên long bát thần âm, mưa bụi phúc thiên sương mù, thiên cương tuyệt mệnh phù, thiên ma khói báo động nhận, rực cháy thiên chu tước kiếm, tuyệt hàn thiên đế chém, kinh trời tuyết hoàng kiếm, bát quái thiên đan thuật, thiên tiên cá chép sao, năm long du thiên đao, thiên chết hiểu tinh trần sa. Đốt giã thiên tinh bạo, thiên ma hàng long ấn, thần võ lay trời đánh, thiên ẩn quỷ diệt gai, đại hoang thiên lôi thể, tử linh thiên lao dẫn, hắc ngục phá thiên đồng, vĩnh dạ đại ma trời, cự tượng trấn thiên sức lực, thiên ma động minh mắt, suối vàng mất đi thiên quyết, quá diễn thiên hành thuật, chui thiên bí mật đi thuật, thiên ma tan giã đại pháp. Cái này 33 thiên hồng mông cổ pháp thứ tự xếp hạng có chút chú trọng, thiên võ ngọa long kinh xếp hạng cuối cùng, là ngày xưa cường giả đứng đầu võ tổ công pháp. Nhưng nếu là bàn về uy lực cùng giá trị, thiên võ ngọa long kinh tuyệt đối sẽ không thua cái khác bất kỳ thứ nào hồng mông cổ pháp. Thậm chí từ trình độ nào đó mà nói, có thể hoàn toàn sánh bằng lục đạo luân hồi pháp. Hơn nữa hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh có thể vượt qua hết thảy. Thiên võ ngọa long kinh sở dĩ hạng thấp như vậy, là bởi vì là năm đó võ tổ chết, thiên võ ngọa long trải qua kinh thư theo cả tòa vương phủ sụp đổ, mà biến mất không gặp. Cho dù là thượng cổ đại năng kiến thức nhiều loại hồng mông cổ pháp, cũng không có thể tìm được hoàn chỉnh thiên võ ngọa long kinh. Vì vậy đem xếp tới cuối cùng một tên, cũng không phải là bởi vì uy lực quá yếu, mà là bởi vì tìm kiếm độ khó quá lớn. Mà Diệp Thần cũng cùng thiên võ ngọa long kinh có không rõ ràng duyên, tại chưa có lấy được hắn dưới tình huống, luyện thành hồng mông đại tinh không. Đồng thời vậy kích hoạt võ tổ đạo tâm, trong sâu thẳm, có võ tổ che chở. Hắn võ đạo một đường đi được hơn nữa chót lọt. Vậy một trang thiên võ ngọa long kinh, tự động phiêu sau khi đi ra, trong cả căn phòng, tràn đầy vô cùng minh mông chói mắt thần quang. Diệp Thần khoát tay, ngưng tụ thành kết giới, đem cái này mảnh không gian trực tiếp phong tỏa. Luân hồi lực lượng hơi như vậy trên đó. Kỷ Tư Thanh cũng không lạc hậu, trực tiếp phung ra một đạo thánh quang, dung nhập vào trong đó. Cái này một phiến kết giới. Nhất thời đổi được phòng thủ kiên cố, vô cùng lực lượng, có thể nói được cho là tàn bạo. Ở cường đại như vậy dưới sự uy áp, thiên võ ngọa long kinh lại nữa như ngày xưa như vậy uy phong. Vậy một trang kinh thư nhất thời bay ra, thần quang vây quanh, rực rỡ như kim, tựa như từ rất xa hư không qua lại tới. Trong mơ hồ, một con thần long hóa hình ra, phách đao ác liệt, cơ hồ phải đem nơi này đỉnh lật. Không muốn phản kháng nữa. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục làm một trang không trọn vẹn sách giấy không được? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên ép xuống, nhất thời chỉ nghe được oanh thanh âm ùng ùng vang lên, giống như sấm sét sét đánh, bỗng nhiên nổ vang. Thiên võ ngọa long kinh, dường như muốn xuyên thấu nặng nề phong ấn, giống như là có từng cái hình rồng ký hiệu, tan biến ra, giống như cực kỳ cổ xưa đồ đằng, bện ra dị thường hoa lệ hình ảnh, mười phần vĩ đại đầm đìa. Bất quá hắn cuối cùng không có thể tránh được Diệp Thần chấn áp, ở màu máu sương mù trong đó sông ngang đánh thẳng, và Diệp Thần khí hải cùng sôi trào, liền luân hồi huyết mạch vậy xuất hiện hỗn loạn. Ta tới giúp ngươi. Kỷ Tư Thanh nghênh khó khăn lên, chủ động gần sát Diệp Thần, đem vận mạng lực lượng cuồn cuộn không ngừng chuyển vận tới trong cơ thể hắn. Một trang này thiên võ ngọa long kinh, lâu dài đi theo ở cân nhắc quyết định đứng đầu bên người, đã dính liền bộ phận khí tức tà ác.
Cổ lực lượng kia một khi bùng nổ sẽ là long trời lở đất, sợ rằng giết liền thần tới cũng không ngăn nổi. Chỉ gặp vậy thiên võ ngọa long kinh, bỗng nhiên tới giữa không nhúc nhích, yên lặng chốc lát, rồi sau đó liền giống như là long sĩ đầu, lưng đeo vô số ánh đao kiếm ảnh, ào ào xông lên. Mà lần này, coi như là vận mạng lực lượng ngăn trở cũng không cách nào trói buộc ở thiên võ ngọa long kinh. Một trang này hiện lên hắc quang kinh thư, xuyên thấu vận mệnh nơi kết thành lưới lớn, chạy thẳng tới ngoại giới đi. Kỷ Tư Thanh lúc này kinh ngạc không dứt, nàng đã dùng hết lực lượng không nhỏ, lại bị tên này cho tùy tiện đột phá. Nhưng Diệp Thần lại sao sẽ để cho nó tùy tiện đi mất? Hôm nay cũng là thời điểm nên luyện hóa ngươi. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái, hắn mới vừa rồi nhận chịu một trang này thiên võ ngọa long trải qua đụng, tinh thần bị chấn động, nhưng là lập tức lại khôi phục như cũ tiến hành cản đường. Một trang này thiên võ ngọa long kinh, so với trước khi tới, hung mãnh rất nhiều. Nếu để cho hắn xông ra, sợ rằng sẽ đối ngoại giới tạo thành cực lớn tai nạn. Hắn còn cũng không tin, bằng vào luân hồi huyết mạch lực lượng, còn không cách nào thu phục một trang này kinh thư. Gặp vậy thiên võ ngọa long trải qua tàn trang bay, muốn chạy trốn, tiến tới kéo theo giày đặc thản nhiên quỷ khí, Diệp Thần trực tiếp cho gọi ra kiếm ảnh, kiếm sắc bén mang hơi thở ầm ầm nổ tung, cuốn sạch bát phương, đem tờ kia thiên võ ngọa long trải qua đường đi phong kín. Kỷ Tư Thanh thấy vậy, vậy nhanh chóng lần nữa điều động linh lực, trợ giúp Diệp Thần, rốt cục thì để cho vậy một trang thiên võ ngọa long kinh hoàn toàn an tĩnh lại. Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo đem Kỷ Tư Thanh kéo vào trong ngực, khen là mình đắc lực hiền bên trong. Kỷ Tư Thanh nhanh chóng đang ngồi ngay thẳng, thúc giục Diệp Thần xử lý xong một trang này thiên võ ngọa long kinh, để tránh đêm dài lắm mộng. Diệp Thần thần sắc chuyển là nghiêm túc, hắn cả thân huyết khí giống như là một hơi mãnh liệt mênh mông núi lửa, đè nén tu vi, chậm rãi dòng nước chảy, linh khí ngay tức thì phun ra, tự nhiên thành sông, khơi dậy một mảng lớn phù văn. Những phù văn này giống như là từng cái du xà, bọc lại vậy một trang thiên võ ngọa long kinh, lúc mới bắt đầu nhất, không trọn vẹn trang bìa còn đang không ngừng run rẩy, chỉ tới cuối cùng, bị hoàn toàn chìm ngập. Diệp Thần chính là bắt đầu luyện hóa quá trình, hắn nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ một trang này thiên võ ngọa long kinh trong đó nơi truyền tới dâng trào lực lượng. Không thể so sánh, hủy thiên diệt địa. Diệp Thần chỉ là tiếp xúc đến số ít hình ảnh, liền gặp được sơn hà văng tung tóe, tinh thần vẫn diệt một màn. Ở hình ảnh kia trong đó, có một đạo thân ảnh to lớn, giơ tay lên gian gào thét thành gió, thật là có thể lật nguyên phiến vũ trụ đại vực, hắn đỉnh đầu, có muôn vàn tinh thần ánh sáng không ngừng lưu chuyển. Tuần hoàn qua lại, miễn cưỡng không ngừng. Đó là xưng bá thế gian vô địch chiến tôn, võ tổ. Là năm đó cùng Hồng Quân lão tổ cùng nổi danh tồn tại, vốn là cũng có thể phá toái hư không đi thế giới hiện thật tới bên ngoài địa phương, nhưng hắn cuối cùng nhưng lựa chọn đóng giữ chư thiên vạn giới, là đời sau tạo phúc. Ngày cũ thời đại mở, bắt đầu từ võ tổ truyền thừa bị phát huy bắt đầu. Mà Diệp Thần chính là võ tổ chọn lựa ra người, người mang luân hồi lực, có cao nhất thần thân thể, thực lực siêu phàm, ánh đao kiếm mưa, không sợ chút nào. Làm Diệp Thần đem vậy một món thiên võ ngọa long trải qua minh mông lực hoàn toàn hút vào bên trong cơ thể sau đó, dung hợp luân hồi huyết mạch linh lực, tóe ra kinh người năng lượng, thật là ở trong nháy mắt xé cái này phiến thương khung. Cũng may bảy kết giới gian phòng 10 phần vững chắc, mặc cho vậy đạo tản ra ra lực lượng đi xuyên qua, chạy thẳng tới chân trời, mà nhà bản thân trả hết tốt không tổn hao gì. Bắc Mãng tổ địa những người khác gặp được trong bầu trời dị tượng, xuyên qua trời cao. Cùng những cái kia phá hư ảo cảnh tướng hô ứng, tựa hồ phản bắn ra nhảy vút đạt ngàn vạn dặm phản chiếu rung động. Đó là cái gì dị tượng? Có người thất kinh, bởi vì bọn họ phát hiện, cổ lực lượng kia lại đối Bắc Mãng tổ địa cũng hình thành áp chế. Liền Bắc Mãng lão tổ và Nhâm Phi Phàm cũng xuất quan tới, thấy trước mắt mãnh liệt ảo ảnh, Nhâm Phi Phàm lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tên này quả nhiên cùng võ tổ có duyên phận, đã hấp thu võ tổ lưu lại đạo pháp mảnh vỡ. Nếu có thể hoàn toàn thừa kế kỳ đạo thống, đem sẽ trở thành là chư thiên vạn giới người thứ nhất. Ngày trước trong mây đao kiếm và chạm khí sát phạt vô cùng nồng nặc, là võ tổ nơi lưu lại ảo ảnh, một khi có người thừa kế hắn đạo thống, liền sẽ xuất hiện này cùng cảnh tượng kỳ dị. Nhâm Phi Phàm không khỏi được xúc động, Diệp Thần thật là được thiên thời địa lợi nhân hòa, mượn này gió đông, một lần hành động trên cao lầu. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, sấm sét cùng gió bão xen lẫn. Trước tiên như vậy rơi xuống bao gồm vậy căn nhà nhỏ,
giống như thiên kiếp vậy lực lượng ầm ầm hạ xuống. Nhâm Phi Phàm vạn phần kinh ngạc, hắn lấy là Diệp Thần hấp thu Thiên Võ Ngọa Long Kinh sau đó, thực lực sẽ tiến hơn một bước, còn cần từ từ mài ngộ đạo pháp. Nhưng ai có thể biết, hắn sẽ cùng lúc đó chạm tới đột phá ngưỡng cửa. Diệp Thần thân ở đại trận này trung ương, hắn vậy cảm nhận được liền trong cơ thể vậy một hồi sao động linh khí, phảng phất có vô tận kỳ sổ binh lính đang cao tiếng giống giận, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Trong cơ thể chảy xuôi linh lực, giống như là cuồn cuộn sông lớn, nhất thời dâng trào không ngừng. Mà Diệp Thần mục đạt vạn giảm, phảng phất có một tầng ma quang, từ vô tận con ngươi bên trong xuyên ra, bắt được ở giữa thiên địa ẩn chứa nhân quả. Hắn lập tức cả người chấn động một cái, toàn bộ tinh thần chăm chú, vận dụng cái này vô cùng ma đồng lực lượng, ánh mắt xuyên phá liền hư không, thấy xa xôi chi địa. Nơi đó có thần quang, bỗng nhiên dâng lên, cơ hồ muốn xuyên thấu nửa bầu trời. Mà ở đó trong đó có rườm rà phù văn cổ xưa, nhanh chóng lan tràn, cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền đem nửa bầu trời tế hoàn toàn chiếm cứ. Những thứ này phù văn cổ xưa không phải cái khác, mà là Thiên Võ Ngọa Long Kinh đưa ra tinh không hư ảnh, có cực kỳ cường đại uy năng. Một con mắt, là được tham phá, huyền diệu vô cùng, dụ cho người nhìn chăm chú. Diệp Thần vậy ở trong đó nhìn thấu võ tổ đạo, khắc vẽ ở đồ đằng lên từng chiêu từng thức, biến hóa vô cùng, dụ cho người suy nghĩ sâu xa. Hắn vậy đi theo học, từng chiêu từng thức chưa từng rơi xuống, mơ hồ tới giữa, thậm chí đột phá một nơi cực đạo, lực lượng cuồng mãnh bộc phát ra, làm hắn khí hải hết sức sôi trào, một trận thần niệm do toàn thân truyền tới đầu óc. Vỡ! Diệp Thần theo cái này tia thần niệm, tiến vào quên hết tất cả trạng thái, hắn con người thay đổi là một phiến màu vàng kim, hơn nữa càng đốt càng ác liệt. Làm hắn đem cái này một món thần niệm hoàn toàn dung nhập vào thân xác lúc đó, cũng được công đột phá tầng kia trạm kiểm soát, liền liền đột phá, lại một hơi bước vào thái chân cảnh tầng thứ 5. Trong cơ thể hắn chặt đứt 99 đạo gông xiềng, là từ cổ chí kim người thứ nhất, cũng lại đạt được mới tinh linh hồn lực lượng. Thiên Võ Ngọa Long Kinh tuy nói chuyên chú tại vô thượng võ đạo, nhưng là đối với linh hồn rèn luyện, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Lần này hắn có thể bản thân thực lực, chỉ bằng vào thân xác, là có thể đối kháng một ít cổ xưa cường giả. Nếu như lại bùng nổ linh hồn lực lượng, thái thượng thế giới những thiên quân kia cường giả hắn cũng có thể đối phó, cho dù không địch lại, cũng có thể bình yên vô sự chạy khỏi. Làm hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, cả người lực lượng nội liễm thăng hoa. Chúc mừng ngươi lại đột phá, hiện tại chư thiên vạn giới, không có cái nào cường giả trẻ tuổi có thể theo kịp tốc độ tu luyện của ngươi. Kỳ Tư Thanh cười nói. Nàng lời này có chút phóng đại, nhưng không phải là không có đạo lý, cho dù hiện tại Diệp Thần đi đến thái thượng thế giới, cũng thuộc về cao cấp thiên kiêu trận doanh. Lại có ai có thể nghĩ tới, chỗ tại hạ giới một tên võ giả, lại có thể bộc phát ra như vậy tấn mãnh tốc độ tu luyện. Thật là cũng mau gặp phải những cái kia danh môn đại tộc dùng tài nguyên đống đi ra ngoài thiên kiêu. Trừ ra cảnh giới lạc hậu ra, thực lực chân thật có thể nói là chút nào không kém. Ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi, hiện tại bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi. Diệp Thần cười một tiếng, thần thái bình tĩnh, hắn cũng không vì là đột phá một chút cảnh giới liền dương dương tự đắc, ngược lại càng cần nói cẩn thận được. Từ cổ chí kim, phàm là tự đại người cuối cùng ắt sẽ sa sút, chỉ có chú ý, mới có thể chạy nhanh được huyền vạn năm. Nếu không phải cưỡng bức tình thế biến hóa, Diệp Thần cũng không muốn quá sớm bại lộ mình thực lực. Khi hắn đi ra Kỳ Tư Thanh khuê phòng, trở lại mình động phủ lúc đó, đã có người ở chỗ này chờ, là Nhâm Phi Phàm đoàn người đặc biệt tới nói vui. Thằng nhóc giỏi, ta năm đó cũng không ngươi như vậy thần chờ tốc độ tu luyện, dựa theo này cùng khuynh hướng tới xem, sợ rằng không tới ngàn năm thời gian, ngươi liền có thể đến ta hôm nay cảnh giới. Nhâm Phi Phàm là thật tâm là Diệp Thần cảm thấy cao hứng, hắn thân là Diệp Thần hộ đạo giả. Tự nhiên hy vọng Diệp Thần có thể ở chư thiên vạn giới xông ra mình một phiến thiên. Nhâm tiền bối, người quá khen, ta cũng không có người năm đó kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện. Diệp Thần không khỏi cười khổ, hắn nhưng mà biết Nhâm Phi Phàm dĩ vãng trói lọi chiến tích, tự thành tên tới nay, liền một đường hát vang tiến mạnh, đem đồng bối tất cả thiên kiêu đè ở phía dưới, một người độc lĩnh một cái thời đại lẳng lơ. Thành tựu như vậy chưa từng có ai, sau không người tới. Diệp Thần cũng không sẽ tự đại đến nhận vì mình có thể chiến thắng tất cả đối thủ. Luân hồi tuy mạnh, thời kỳ tột cùng có thể thống lĩnh vạn giới. Nhưng đó là luân hồi đến trạng thái tột cùng,
mà trước mắt hắn, cũng chính là hướng cái hướng kia tiến về trước. Tiểu Hoàng cùng Hạ Huyền Thịnh các người vậy tới dồn dập, chúc mừng. Tiểu Hoàng đỏ xanh hai con ngươi tràn đầy ánh sáng sáng chói, vô cùng là hưng phấn, Diệp Thần đổi được càng mạnh, hắn dựa vào cũng chỉ càng nhiều. Hơn nữa hắn cùng Diệp Thần là chủ tớ giữa khế ước quan hệ, Diệp Thần thực lực tăng cường, nhiều ít có thể đem nó thực lực kéo lên một tầng thứ. Mà Tiểu Hoàng có thể rõ ràng cảm thụ được, mình thân xác, sinh ra một chút vi diệu biến hóa. Vậy một phần biến hóa, nói có mạnh hay không, nói yếu không kém, lại để cho nó tu luyện về sau có phương hướng. Hạ Huyền Thịnh ánh mắt trong đó, càng là tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn tháo xuống Âm Dương Thần Điện gánh nặng sau đó, liền an tâm ở chỗ này tu luyện, thoáng một cái liền hơn một năm, hắn cũng được công đột phá trước đây thực lực cảnh giới, bước vào trăm gia tầng thứ. Hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ suy tưởng, rồi sau đó tu luyện vô tưởng một đao, thẳng đến hôm nay, đao pháp đã lô hỏa thuần thanh, tùy ý huy động, là được đưa tới quy tắc hỗn loạn. Vô niệm vô tưởng, không lo không vui, vô tình không thích. Chỉ có cả người chân chính để chống lúc đó, vậy đao pháp mới có thể cho thấy cực mạnh uy lực. Hạ Huyền Thịnh một mực duy trì này loại tâm tính, lặp đi lặp lại chui luyện đao pháp, nhưng càng về sau, hắn lại càng phát hiện tựa hồ thiếu chút gì. Mà lần này Diệp Thần lại đột phá mới cảnh giới, thực lực rất tăng trưởng, vậy làm hắn lớn bị đả kích. Cho nên hắn trước tới thăm Diệp Thần, chính là muốn tìm kiếm câu trả lời. Đợi Nhâm Phi Phàm các người đi liền sau đó, Hạ Huyền Thịnh còn lưu tại chỗ. Diệp Thần vừa thấy liền biết hắn có chuyện, liền pha bình trà để cho hắn ngồi xuống, bên uống bên nói. Cái này một năm ta một mực khắp nơi qua lại bôn ba, trải qua hơn trận đại chiến. Âm Dương Thần Điện cũng không từng chiếu cố đến trên, thật sự là xấu hổ. Diệp Thần thổn thức thở dài nói. Âm Dương Thần Điện là kiếp trước luân hồi chi chủ nơi lưu lại thế lực, cái này nhất thế bởi vì đủ loại biến cố, Âm Dương Thần Điện đụng phải liền tai nạn trước đó chưa từng có đả kích. Diệp Thần vậy chỉ là trước đi xem một lần, sau đó một mực ở chư thiên vạn giới qua lại, liền cũng không cơ hội trở về nữa xem một chút. Hạ Huyền Thịnh nghe vậy. Lập tức nói, điện chủ ngươi có thể ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu không phải bởi vì ngươi trở lại Âm Dương Thần Điện, để cho những người đó thấy được hy vọng, sợ rằng bọn họ hiện tại vẫn là kéo dài hơi tàn, giống như cái xác biết đi. Âm Dương Thần Điện, từ Diệp Thần trở về sau đó, liền khôi phục những ngày qua tức giận, hiện tại ở Hạ Huyền Thịnh dưới sự giúp đỡ, đã bí mật phát triển thành là một cổ lực lượng không thể coi nhẹ. Trong đó Diệp Thần giành công quá mức vĩ. Mặc dù còn có một nhóm người rơi xuống không rõ, sợ rằng đời trước luân hồi chi chủ tự có an bài. Nghe tới Hạ Huyền Thịnh miêu tả Âm Dương Thần Điện tình huống sau đó, Diệp Thần thư tim cười một tiếng. Như vậy quá tốt, vậy ta liền không việc gì lo lắng. Tiếp theo nói một chút chuyện ngươi. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi Hạ Huyền Thịnh. Mà Hạ Huyền Thịnh cũng không vặn nặn, đem mắt trước gặp được võ học khốn cảnh từng cái nói ra, trong lòng nghi hoặc không dứt. Vô tưởng một đao, chính là vô tưởng vô niệm, ta tự nhận là làm được một điểm này, nhưng vì sao không cách nào thi triển ra cái này mạnh nhất đao pháp? Hạ Huyền Thịnh rất là buồn bực, hắn từ nhỏ liền thiên phú vượt trội, đối với võ đạo lại là phá lệ cuồng nhiệt. Chỉ cần có thể thành võ chứng đạo, để cho hắn bỏ qua tất cả cảm tình cũng sẽ nguyện ý. Diệp Thần sau khi nghe, trong lòng đã như vậy. Thật ra thì theo hắn tới xem. Hạ Huyền Thịnh trước mắt là lâm vào tự mình ác tính tuần hoàn. Luôn muốn, lại vẫn nghĩ không thông. Ý niệm như vậy ở trong ý nghĩ quanh quẩn không đi, lâu ngày ắt sẽ trở thành tâm ma. Mà Hạ Huyền Thịnh lúc này đã xuất hiện tâm ma dấu hiệu. Diệp Thần yên lặng một lát sau, mở miệng nói, có lẽ ngươi có thể thử đi tiếp thu một ít cảm tình, nói thí dụ như thân tình, hữu nghị, tình yêu. Nhưng điện chủ, ta tu luyện nhưng mà vô tưởng một đao à? Vô tưởng chính là nhất định phải chặt đứt thất tình lục dục. Ta biết, Diệp Thần vẫy tay cắt đứt hắn, cái gọi là vô tưởng chính là để chống tâm tư, trong mắt chỉ có võ học tồn tại, nhưng người có nghĩ tới hay không, vô tưởng một đao, thật sự là này hàm nghĩa sao? Lời này hiểu thế nào? Hạ Huyền Thịnh đang ngồi ngay thẳng, rửa tai lắng nghe. Diệp Thần thần sắc vậy lộ vẻ được vô cùng nghiêm túc, hắn chậm rãi mở miệng nói, chỉ nước một kiếm cùng vô tưởng một đao. Trên thực chất là giống nhau, lúc mới bắt đầu nhất, ta cũng nghĩ tới buông tha tất cả tình tư, tới luyện thành chỉ nước một kiếm, lúc bắt đầu độ tiến triển rất nhanh, nhưng về sau cũng không so khó khăn. Tất cả võ đạo lĩnh ngộ,
đều không phải là một lần là xong, mà là trải qua rất dài suy tưởng cùng với cảm ngộ. Diệp Thần tự nhiên cũng là như vậy, mỗi một phần võ đạo căn cơ, đều là hắn từng giây từng phút mài đi ra ngoài. Mà ở chỗ này trong quá trình, tâm trạng vậy ủng không hề ngừng biến hóa. Hắn cho Hạ Huyền Thịnh giơ cái ví dụ. Lĩnh ngộ trình độ cao nhất võ đạo, thật ra thì có thể phân là ba tầng thứ. Tầng thứ nhất, xem núi là núi, xem nước là nước. Tầng thứ hai, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước. Tầng thứ ba, xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Hạ Huyền Thịnh nghe vậy gật đầu một cái. Này cùng võ học lời bàn, là rất xưa thời đại thì đã tồn tại chứng lý. Diệp Thần lấy ra Long Uyên Thiên Kiếm, tập trung ý niệm, tùy ý vung ra một kiếm tinh thuần lực lượng, dọc theo một cái quỹ đạo, nhanh chóng chảm phá, ở trong hư không rạch ra một cái kinh khủng kẽ hở. Hôm nay Diệp Thần đã có thể thao túng chỉ nước một kiếm uy lực cấp bậc, hắn bây giờ bất quá là hơi rạch một cái, vận dụng đinh điểm không không hơi thở thôi. Đây cũng là xem núi là núi, xem nước là nước cảnh giới, người tu luyện cũng sẽ lấy vì mình đã lĩnh ngộ như vậy cao nhất chi đạo, nhưng thực tế cũng không phải là, bởi vì còn không có phát huy ra uy lực chân chính. Vừa nói, Diệp Thần lại đi về phía trước một bước, bước này ước chừng vượt qua ngàn dặm, đi tới hòn đảo xa xa thương khung dưới. Nơi này cách xa ác mộng thần tộc nơi dừng lại, Diệp Thần luyện kiếm không cần khống chế chập chờn. Hắn lại là hơi ra một kiếm, chỉ bất quá lần này, bá đạo vô cùng kiếm quang, phảng phất là từ dòng sông thời gian dài qua lại tới, vô cùng là sáng chói lóa mắt. Luân hồi máu tanh ánh sáng, hóa là một vòng thần ngày, lóng lánh không ngừng, có một không hai thiên địa. Nhưng Hạ Huyền Thịnh tu luyện vô tưởng một đao, cùng đạo này đến gần, hắn trầm xuống tim tới, cẩn thận cảm thụ, có thể nhận ra được một kiếm này trong đó ẩn chứa cái khác ý vị. Một kiếm này, trên thực tế cũng không hoàn chỉnh. Diệp Thần ở khua kiếm thời điểm, cả người trong veo mà trong suốt, hoàn toàn không có nửa điểm nghĩ bậy. Nhưng dù vậy, một kiếm này như cũ là không lành lặn. Hạ Huyền Thịnh có chút mê hoặc, theo lý mà nói, Diệp Thần tim đạt tới vô niệm vô tưởng trạng thái sau đó, có thể huy phát làm xong toàn tinh khiết chỉ nước một kiếm. Có thể vì sao nhưng chỉ có thể sử dụng không trọn vẹn kiếm đạo. Diệp Thần quay đầu, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười. Đây cũng là xem núi không phải núi, xem nước không phải nước cảnh giới, cùng ngươi cảnh giới bây giờ giống nhau, đao và kiếm, trên bản chất là tương thông, cho nên chỉ nước một kiếm lý, giống vậy phù hợp vô tưởng một. Hạ Huyền Thịnh nhíu mày một cái, hỏi, vì sao biết cái này dạng? Chân chính vô tưởng, có lẽ không phải như ngươi nghĩ như vậy, hoàn toàn vứt bỏ tất cả ý niệm, trở thành một cái người tượng gỗ. Diệp Thần nhàn nhạt giải thích, tiếp theo hắn vung dùng huyết kiếm thứ ba. Cái này một kiện bình thản ra, nhìn như không có chút nào gợn sóng, nhưng trong thực tế kiếm ý không câu nệ bôi trơn, du ngoạn tuyệt đỉnh, không khơi ra bất kỳ sơ hở nào. Đổi thành hắn là kẻ địch, có lẽ vậy sẽ sinh ra khinh thị. Mà Diệp Thần sử dụng một kiếm này lúc đó, tựa hồ là bản năng hành vi, trên mặt mang một nụ cười, thần thái vô cùng buông lỏng. Bỗng nhiên lúc này, hắn giống như là cảm ngộ được cái gì, thân thể đột nhiên chấn động một cái. Ta khô kiếm thời điểm, căn bản không có muốn như vậy nhiều, đem kiếm pháp này làm mình một loại bản năng, là được tùy ý vung ra, không chịu trở ngại. Diệp Thần cười nói, một người nếu là muốn nguyên vẹn, cũng phải trải qua thế gian hận yêu tình cừu, chua ngọt đắng cay, mới có thể lĩnh ngộ trăm vị đời người, chỉ nước cùng vô tưởng, từ không lành lặn đến viên mãn, vậy phải trải qua quá trình này. Đa tình đao khách vô tình đao, có lẽ đây mới là người phải đi đường. Đa tình đao khách vô tình đao. Làm Hạ Huyền Thịnh nghe được câu này thời điểm, cả người hung hăng chấn động một cái, cặp mắt nhất thời đổi được sáng ngời hừng hực. Hắn là một tên đao khách, không người nào tình, đao cũng vô tình. Nếu như hai người đều là như vậy, vậy thì như thế nào chưa từng tình đã có tình, hoặc là nói, vô tình vốn là thành lập ở hữu tình trên căn bản. Đao có thể không tình, nhưng người không thể. Diệp Thần nói cái này tầng thứ ba cảnh giới. Chính là tầng thứ nhất xuyên triển. Xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Làm trải qua thế tục hồng trần sau đó, giữ một viên bình thản tim, hết thảy như cũ như trước. Cảm ơn điện chủ, ta bây giờ có thể hiểu ý ngươi, nhưng không cách nào theo dõi cái bên trong tâm trạng, có lẽ cần chính ta đi nhận thức một phen, mới biết rõ ràng. Hạ Huyền Thịnh trịnh trọng nói, thần sắc nghiêm nghị. Diệp Thần vậy chống đỡ hắn ý tưởng.
Dẫu sao Hạ Huyền Thịnh từ nhỏ liền cuộc sống ở một cái tương đối u đóng trong hoàn cảnh, tuy nói dị bẩm thiên phú, nhưng cuối cùng không có trải qua người quá nhiều đời gian khổ. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ vô tưởng một đao viên mãn cảnh giới, liền muốn hiểu tường tận đời người bách thái, kiên định tự mình tín niệm, mới có thể nhân đao hợp nhất. Từ Diệp Thần Động phủ rời đi sau đó, Hạ Huyền Thịnh liền lại nữa làm nhiều dừng lại, hướng Tiểu Hoàng nói cảm ơn sau đó cõng lên bọc quần áo, tự nhiên một thân một mình rời đi. Hắn phải đi cái này thế tục hồng trần đi một lần, chư thiên vạn giới, du lịch một phen. Vẫn là Diệp Thần cùng Kỳ Thư Thanh, Tiểu Hoàng các người chính là nhìn Hạ Huyền Thịnh vậy dần dần rời đi hình bóng, thật lâu đứng sừng sững. Mỗi cái người đều có đường mình phải đi, gặp nhau là vui mà xa nhau, cũng không phải là buồn. Kỳ Thư Thanh nhẹ giọng thở dài nói. Đồng thời ánh mắt bên trong thành tựu xuất sắc vậy càng ngày càng kiên định. Nàng đường, chính là cùng ở Diệp Thần bên người, cùng quân cùng du ngoạn thiên hạ. Ngày thường gần đây yêu thích đùa giỡn Tiểu Hoàng, giờ phút này vậy rơi vào trầm mặc. Có lẽ, nó vậy phải tìm một cái thuộc về mình đường. Đưa mắt nhìn Hạ Huyền Thịnh rời đi sau đó, mấy người trở lại động phủ, mà Nhâm Phi Phàm cũng mang tới có liên quan Thiên Lôi Thần Phong tin tức. Căn cứ Nhâm Phi Phàm mà nói, vậy một tòa thần đỉnh cực kỳ thần bí ẩn núp, hơn nữa tùy thời sẽ thành đổi ẩn núp điểm, lưu luyến tại hư không chỗ sâu, thật khó bắt tung tích. Hắn đi một chuyến hư không, cũng không phát hiện hữu hiệu đầu mối, bất quá nhưng là ở một nơi tinh không hài cốt bên trong, nhặt được một khối mảnh vỡ. Vậy mảnh vỡ hẳn là nào đó khối trên đá lớn dụng vật thể, xem vỏ rùa như vậy cong cứng rắn. Vận dụng thiên nhãn nhìn kỹ lại, có thể nhận ra được trên đó nơi răng đầy sấm sét đường vân, lóe lên khác thường sáng bóng. Vậy vỏ rùa giống như vậy, nặn ở Diệp Thần lòng bàn tay, khá là dịu hiền. Diệp Thần chính là thử nghiệm vận dụng luân hồi huyết mạch, định đem kích hoạt. Nhưng là qua một lúc lâu, khối này mảnh vỡ vậy không có động tính, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là tạm thời lựa chọn buông tha. Ngay tại hắn trở lại động phủ không bao lâu, liền phát giác ngay trong óc bỗng nhiên truyền ra chấn động kịch liệt, nhất thời làm hắn toàn thân làm run lên. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần vội vàng chìm xuống ý thức hội mình tình huống trong cơ thể, chỉ thấy được một phiến ngút trời cảnh tượng. Hết sức lóng lánh luân hồi mộ địa, lại có thể lần nữa mở, hơn nữa lần này truyền ra vô cùng động tĩnh lớn, làm hắn tâm thần đều bị liền chấn động. Luân hồi mộ địa mở, đối với Diệp Thần mà nói là vui cũng là buồn. Cái này phiến nghĩa địa bên trong cất giấu quá nhiều một cái lãnh vực cực hạn cao cấp đại lão, chỉ cần đi ra một cái, có thể truyền thụ cho võ học cùng với kinh nghiệm, mình cần tu hành nhiều năm mới có thể ngộ ra tới. Nhưng đồng thời, người đi ra ngoài không thể dự đoán, có thể sẽ biến thành một loại trở ngại. Hoàng lão liền là một cái trong số đó, ban đầu mới vừa lúc đi ra, nhiều lần muốn đối tự mình ra tay, cho đến biết hắn và mình vận mệnh hoàn toàn trói sau đó, Hoàng lão tải buông tha đối Diệp Thần ý tưởng, quay lại trợ giúp Diệp Thần. Chỉ có Diệp Thần còn sống, cũng hoặc là mạnh hơn, hắn mới có rời đi chỗ này, lấy được sinh mạng mới cơ hội. Mà lần này Diệp Thần là thật là sợ ngây người, bởi vì luân hồi mộ địa bên trong, đồng thời có năm đạo hơi thở tóe ra. Mãnh liệt gió lốc lớn, mưa như thác đổ mưa to, nóng nảy sấm sét, nhô lên ngọn lửa, còn có oanh thiên đất vàng. Cái này năm đạo hơi thở, phảng phất là đồng thời ra đời, cuộn sạch đi ra, làm Diệp Thần toàn bộ thân thể đều bị liền cực lớn chấn động. Luân hồi mộ địa trong đó, vốn là như đất khô cằn màu sắc giống nhau bia, thành đủ mọi màu sắc hỗn hợp, Diệp Thần thậm chí thấy trong đó còn có khí tức vô hình, như sóng chiều như vậy mãnh liệt tới. Cái này một cổ mãnh liệt chập chờn, trực tiếp đánh vỡ luân hồi mộ địa trùng trùng trạm kiểm soát. Mà Diệp Thần ở trong này, cảm nhận được liền nhất là khí tức cường đại, chính là lôi đình lực. Vậy một cổ sấm sét ầm ầm vọt lên, chạy thẳng tới Vân Tiêu, lần nữa khuấy còn chưa thở bình thường lại thương khung, sát thời gian sấm chớp mưa bão mưa gió hô hô vang dội, giống nhau một bộ hủy thiên diệt địa hình dáng. Ở quỷ dị kia phi phàm luân hồi mộ địa trong đó, hắn chú ý tới một đạo hư ảnh, từ vậy thương khung trong đó bay lên. Một bóng người chính là chậm rãi xuất hiện, mà sau đó tới, chính là liên tiếp cổ xưa tin tức, hóa thành kinh thiên chữ viết, truyền vào Diệp Thần trong ý nghĩ. Lúc đầu thức tỉnh có năm đạo ý thức, chỉ bất quá trong đó có bốn nói, chỉ là thức tỉnh một chút linh niệm, sinh ra chút chập chờn. Chỉ có một đạo, mới thật sự là tỉnh lại. Cái này năm đạo ý thức, chính là từ hỗn độn sơ khai,
Hồng Mông Thủy Nguyên lúc thì có, năm tên đại đế đi đôi với khai thiên tích địa cùng ra đời, tồn tại năm tháng đạt tới rất xưa. Mấy người theo thứ tự là Hỗn Độn Phong Đế, ở thời đại kia, tốc độ tu luyện và hệ gió công pháp và võ đạo, năm đó lời đồn đãi thủ đoạn mạnh nhất đại diệt phong thần thuật. Hỗn Độn Vũ Đế, nắm giữ thủy hệ công pháp, năm đó thủ đoạn mạnh nhất vạn mưa hóa thánh. Hỗn Độn Lôi Đế, tu luyện Bất Hủ Lôi Đế Quyết, nắm trong tay lôi đạo công pháp và thủ đoạn mạnh nhất chính là ngũ lôi ngập đầu. Hỗn Độn Viêm Đế, hệ lửa công pháp, chính là giữa trời đất sinh ra thứ nhất tơ ngọn lửa ngưng kết mà thành, uy lực thập phần cường đại, thủ đoạn mạnh nhất, thần hỏa đại lộ. Hỗn Độn Thổ Đế, công pháp hệ thổ, chủ phòng ngự, dự là không gì phá nổi, tu luyện mạnh nhất thủ đoạn, khôi giáp gió bão. Cái này năm vị đại năng, năm đó bị dự là hỗn độn năm tử, lại gọi là hỗn độn ngũ đế, đản sanh vu hỗn độn bên trong, thiên phú mạnh mẽ, tính cách cao lãnh, đối với thế tục chi niệm, vô dục vô cầu, toàn tâm toàn ý truy tìm cao nhất võ đạo. Chính là cảm nhận được liền diệp thần nơi truyền tới lôi đạo hơi thở, ngũ đế trong đó hỗn độn lôi đế mới biết tỉnh lại. Còn lại bốn đế vẫn còn ngủ mê man trạng thái, chỉ là thức tỉnh một ít thần niệm, cũng không hoàn toàn tỉnh lại. Hỗn độn lôi đế cả người bao phủ ở lôi quang trong đó, tràn đầy hoa mỹ lôi quang, hắn đôi mắt như điện, trên trán có một món sấm sét dấu vết, lóe lên phù văn thần bí, mười phần uy vũ kinh người. Là ngươi, lấy được thiên lôi dấu vết sao? Hỗn độn lôi đế cặp mắt kia nối thẳng thiên địa, liền như vậy nhìn Diệp Thần, tựa như nguyên phiến bầu trời sấm sét uy áp cũng tính tổng cộng tới đây, thả ra uy nghiêm vô thượng. Hắn trong mắt có một chút khinh thường, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Thần, tựa hồ đem làm người làm. Đối mặt hắn như thế trang hữu hảo giọng, Diệp Thần chính là nhíu mày một cái. Tên này cũng không có thật thể, mà là từ luân hồi mộ địa bên trong tỉnh lại, từ đâu tới sức lực như vậy phách lối. Bất quá Diệp Thần vậy thói quen, ngủ say ở luân hồi mộ địa trong đó, đều là thời kỳ thượng của uy chấn một phe đại lão cấp nhân vật, muốn bọn họ nhận luân hồi làm chủ, phục tòng mệnh lệnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đối với lần này Diệp Thần không hề lo âu, hắn tin tưởng mình có đầy đủ thực lực, tới để cho luân hồi mộ địa các đại lão vì mình ủng hộ. Đúng, là ta đem ngươi đánh thức, Diệp Thần gật đầu một cái, rồi sau đó nói. Hỗn độn lôi đế nghe lời nói này, nhất thời có chút không vui, ta là vấn thiên lôi ấn nhớ phải chăng ở trên tay ngươi, còn như có phải hay không ngươi đánh thức ta cũng không thèm để ý. Lúc này, Diệp Thần con ngươi vậy chợt co rúm một cái, ánh mắt híp lại, phơi bày ra một cái nguy hiểm độ cong. Là ta trước khởi động thiên lôi dấu vết, tài đánh thức ngươi, không phải sao? Diệp Thần nói bày ra, nói rất rõ ràng. Như nếu không phải ta, sợ rằng ngươi liền bị đánh thức cơ hội cũng không có. Hỗn độn lôi đế vậy nghe được nói bên ngoài âm, lúc này hừ lạnh một tiếng. Ngươi có cái gì tư cách mệnh lệnh ta? Bất quá là một cái nho nhỏ con kiến hôi thôi, ha ha, nếu ngươi tỉnh lại ta, vậy ta có thể đáp ứng vì ngươi làm một chuyện. Hỗn độn lôi đế tính cách cao ngạo, hơn nữa đồng ý cường giả, khinh bỉ tên yếu, thực lực người nhỏ yếu ở trong mắt bọn họ, là không ngóc đầu lên được. Ở đó một hỗn độn ra đời niên đại, hết thảy cũng vô cùng là dã man, thời điểm đó võ giả tu sĩ chỉ có chọn lựa trực tiếp nhất phương pháp, tới xác định người nào mới thật sự là người thống trị, mạnh ăn hiếp yếu luật rừng, thể hiện được tinh tế. Luân hồi mộ địa trong đó, phun trào ra vô cùng là cường đại sấm sét hơi thở, diễn hóa ra một phiến mênh mông biển khơi, mà hỗn độn lôi đế chính là phù vu lôi đình thần hải bầu trời, giống như một tôn sấm sét chiến thần. Không cần ngươi làm chuyện gì, ta sở dĩ mở thiên lôi dấu vết, chính là muốn tìm được thiên lôi thần phong. Cho nên mới sẽ đem ngươi thức tỉnh. Diệp Thần lạnh lùng nói, đối cái này hỗn độn lôi đế cũng không có quá lớn hảo cảm, tên này thật sự là quá tự đại. Mà hỗn độn lôi đế cũng không có đem Diệp Thần coi ra gì. Nếu không phải hỗn độn lôi đế đối thiên lôi thần sơn có chấp niệm nhân quả, vậy sẽ không chủ động câu thông Diệp Thần. Hắn thân là hỗn độn ngũ đế một trong, trải qua vô số thời đại lớn, chứng kiến quá nhiều cao cấp thiên kiêu, Diệp Thần tuy người mang luân hồi huyết mạch, có vô cùng thiên tư. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn chính là từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Từ xưa đến nay, tốc độ tu luyện nhanh hơn hắn, tu vi tiến cảnh so hắn mạnh thắng thiên tài, vậy không phải số ít. Diệp Thần cũng không có mặt nóng đi thiếp mông lạnh, cái này hỗn độn lôi đế mặc dù thần uy cuồn cuộn, lịch duyệt phi phàm, nhưng Diệp Thần cũng không cần dựa vào hắn.
Thiên Lôi Thần Phong, Hỗn Độn Lôi Đế không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi lấy là bằng ngươi sức lực của một người liền có thể tìm được sao? Liên bản đế năm đó vậy tìm vô tận năm tháng, cũng không có cách nào xác định Thiên Lôi Thần Phong vị trí. Nếu không phải bởi vì ngươi lấy được vậy một khối thiên lôi dấu vết, bản đế có thể không có hứng thú cùng ngươi hợp tác. Cái gì luân hồi, vận mệnh, từ bi, ở Hỗn Độn Lôi Đế trong mắt xem ra, cũng không đáng giá để ra. Diệp Thần lười được cùng hắn nói nhiều, dự định cưỡng ép đóng cửa luân hồi mộ địa. Nếu như thả ở lúc trước, hắn là tuyệt đối sẽ không làm cử động như vậy, nhưng cái này Hỗn Độn Lôi Đế tính cách thật sự là không đòi vui. So sánh mà nói, Hoàng lão thật là thật tốt hơn nhiều. Hắn coi như là vận dụng trình độ cao nhất luân hồi lực lượng, đều phải đem cái này Hỗn Độn Lôi Đế lần nữa phong ấn trở về. Hỗn Độn Lôi Đế thấy vậy, từ trước đến giờ lãnh đạm vẻ mặt cũng thay đổi. Ngươi muốn làm gì, không dựa vào ta lực lượng, ngươi là không thể nào tìm được Thiên Lôi Thần Phong. Diệp Thần nâng mí mắt lên liếc liếc về, thần sắc thờ ơ, hắn linh niệm đã tiến vào luân hồi mộ địa trong đó. Ở nơi đó có một con sông đang chậm rãi dòng nước chảy, tinh hải nước mang tới sinh cơ bừng bừng. Luân hồi huyết mạch vừa có thể thúc sanh vô hạn sức sống, cũng có thể đem diệt tuyệt, ở Diệp Thần thao túng dưới, vậy một khối ở vào hoang vu chỗ sâu mộ bia, chậm rãi lắc lắc, đang bị đẩy xuống. Cho bản đế dừng tay. Hỗn Độn Lôi Đế sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn miệng đúng là ngông cuồng, bởi vì dự đoán Diệp Thần sẽ đối với hắn cung cung kính kính, vạn sự nghe theo. Nhưng ai nghĩ tới, tiểu tử này tính cách lại có thể táo bạo như vậy, căn bản cũng chưa có cái gọi là phục tòng quyền uy ý niệm. Diệp Thần cặp mắt trong đó, toát ra nồng nặc màu máu ánh sáng, khí hải trong đó linh khí không ngừng sôi trào, gầm thét không ngừng. Giống như là hợp thành một bộ kinh thiên động địa hình ảnh, thẳng xông lên trời cao, mênh mông không ngừng. Hỗn Độn Lôi Đế lần này là hoàn toàn luống cuống, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể đem sự việc làm được quyết tuyệt như vậy. Hơn nữa xem hắn bộ dáng kia, là căn bản không dự định dừng tay. Hỗn Độn Lôi Đế mặc dù thân là Hỗn Độn Võ Đế một trong, nhưng nếu là không có đặc thù bản chất lực lượng, vậy chắc chắn không cách nào tỉnh lại. Cho nên nói lần này tỉnh lại cơ hội là mấy chục triệu năm, khó khăn được một gặp. Nếu như Diệp Thần cưỡng ép đóng cửa luân hồi mộ địa, vậy hắn chính là muốn lần nữa rơi vào vô tận an nghỉ, chờ đợi lần kế tỉnh lại, hay hoặc là vĩnh viễn đều không cách nào tỉnh lại nữa. Nhất niệm đến đây, Hỗn Độn Lôi Đế là hoàn toàn luống cuống. Hắn biết Diệp Thần mong muốn là cái gì, trong đầu kịch liệt vùng vẫy, chốc lát sau, rốt cục thì cắn răng, mở miệng nói trước kia sự việc. Là bản đế nói chuyện quá mức, mong ngươi không nên so đo. Hỗn Độn Lôi Đế lúc nói lời này, hai quả đấm là nắm chặt, hơn nữa thanh âm trầm thấp, phảng phất là nín thật lâu. Diệp Thần nghe vậy, lạnh lùng nhìn hắn một mắt, tiếp theo thu hồi luân hồi huyết mạch lực lượng. Hắn cũng không có ở trước mặt đối phương diệu võ dương oai ý, nhưng nếu là đối phương không thức thời, hắn liền sẽ không chút khách khí. Cho dù đối phương là từ Hỗn Độn mở ra dậy, cũng đã tồn tại cổ xưa đế hoàng, hắn vậy không nhường chút nào. Luân hồi mộ địa, có thể coi là làm hắn vùng cấm kỵ, do luân hồi lực lượng nắm trong tay, lúc còn sống trải qua lại huy hoàng, đến trong này, liền được đè xuống nóng nảy, phục tòng mệnh lệnh. Đối với trên đường trưởng thành dẫn dắt người, Diệp Thần sẽ cho dư trọn vẹn tôn trọng. Mà đối với những cái kia cậy mình nhiều tuổi người, Diệp Thần thì sẽ không chút lưu tình, giơ tay lên đả kích. Luân hồi mộ địa, lần nữa quy về bình tĩnh, Hỗn Độn Lôi Đế cúi đầu, có lòng không cam lòng. Ngay vào lúc này, khác một giọng già nua mờ ảo tới. Thằng nhóc giỏi, lại có thể được như vậy bảo vật, còn có thể vận dụng lực lượng xem ra ngươi võ đạo tu được không tệ. Người nói chuyện là Hoang lão. Hắn cũng là luân hồi mộ địa làm một vị trong đó đại năng, năm đó quát mưa gió, ngang dọc vạn giới. Hỗn Độn Lôi Đế ngẩng đầu lên, thần sắc hơi có lộ vẻ xúc động. Ngay sau đó, khác một giọng nói vậy truyền tới. Không sai, sấm sét là thiên đạo bổn nguyên một trong lực lượng, đản sanh vu vạn vật trước, nếu như có thể tu được sấm sét chân lý, đối với ngươi thực lực, cũng là một loại cực lớn tăng lên. Người lên tiếng là Huyền Hàn Ngọc, hắn tiếng dịu dàng như ngọc. Giống như không cốc tuyệt âm, để cho người nghe, liền tâm thần sảng khoái, thoải mái không dứt. Diệp Thần nhất thời có chút ngạc nhiên mừng rỡ, hắn biết cái này hai vị tiền bối, là đứng ra vì mình chống đỡ chàng tử. Chính là vì để cho Hỗn Độn Lôi Đế xem hắn luân hồi chi chủ thực lực.
Các ngươi. Hỗn độn lôi đế có chút do dự, hắn có thể nhận ra được Hoang lão cùng Huyền Hàn Ngọc hai người, nơi có thần quyết đoán tính cực kỳ mạnh mẽ. Loại cường đại này lực lượng không là dựa vào thời gian tới tính toán, mà là dựa vào người tinh lực lĩnh ngộ cùng với thiên phú. Hoang lão cùng Huyền Hàn Ngọc ra đời niên đại ở hắn sau đó, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không so hắn yếu, khi còn sống là trong trời đất này cường giả đỉnh phong một trong. Liền như vậy hai tôn nhân vật, đều trở thành tiểu tử này người hầu không? Hỗn độn lôi đế trong lòng, bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Huyền Hàn Ngọc linh hồn thể, dần dần xuất hiện ở luân hồi mộ địa trong đó, nàng trôi giạt như tiên, tuyệt đẹp xuất trần, khuynh quốc khuynh thành, năm tháng không cách nào xóa đi nàng dung mạo, chỉ có thể thán phục tại nàng trường xanh bất lão. Ở rất nhiều luân hồi mộ địa đại lão trong đó, Huyền Hàn Ngọc lai lịch, có thể nói là thần bí nhất, liền chính nàng vậy không nhớ nổi kiếp trước kiếp này rốt cuộc là thân phận như thế nào, cũng không cách nào nhớ lại bất kỳ chuyện cũ. Cái gọi là tuyệt thế công pháp, thần thông bảo thuật nàng vậy không nhớ. Thế nhưng chút kỹ xảo đã khắc vào linh hồn trong đó, theo vung tay lên, là được rung động thiên địa. Như vậy có thể gặp, mất đi trí nhớ trước khi Huyền Hàn Ngọc, tuyệt đối là xưng bá tinh không một khối cự phách. Mà Hoang lão thân phận vậy không đơn giản, hắn sống sót năm tháng cực kỳ rất xưa, liền Diệp Thần hiện tại vậy không biết, lão đầu này rốt cuộc đến từ cái nào thời đại lớn. Vô luận gặp loại gì nguy cục, Hoang tổng giám đốc có thể tìm được đường giải quyết, cho Diệp Thần cung cấp hữu hiệu nhất đề nghị. Có thể nói ở đoạn đường này tới nay, Hoang lão cùng Huyền Hàn Ngọc hai người, dành cho Diệp Thần rất nhiều trợ giúp không vụ lợi. Mà Diệp Thần vậy là chân chính đối bọn họ cảm kích trong lòng. Hỗn độn lôi đế tâm tình dần dần bình phục lại, hắn rất rõ ràng, hai người này cử động ý vị như thế nào. Luân hồi mộ địa là để cho linh hồn ngủ say nghiêm túc ngủ chi địa, cũng là giam cầm bọn họ thiên nhiên nơi, một khi tiến vào, ý tứ là trước vĩnh viễn đều không cách nào chạy khỏi nơi này. Giả nếu thật muốn chạy trốn cách nơi này chỗ, liền chỉ có một cái biện pháp, ký chủ cường đại đến có thể làm cho nghĩa địa thoát khỏi luân hồi hạn chế, chân chính làm được siêu thoát thực tế. Từ cổ chí kim, từ không một người làm được. Nhưng cái này hai người nhìn qua, tựa hồ 10 phần tin tưởng trước mặt cái này. Hỗn độn lôi đế hít một hơi thật sâu, đối Diệp Thần mở miệng nói, có thể hay không mở ngươi linh hồn truyền. Diệp Thần trần chờ chốc lát, vẫn đáp ứng. Linh hồn truyền, là một loại lấy được đối phương tin tức thủ đoạn, có thể trong vòng thời gian ngắn, thông qua linh hồn lực lượng truyền bá, để cho đối phương nhanh chóng biết rõ đầu óc trí nhớ hình ảnh. Dĩ nhiên, Diệp Thần có thể làm như che giấu một ít sự hạng, ví dụ như hắn lấy được bảo vật, cũng chưa có toàn bộ lấy ra. Làm hỗn độn lôi đế nhìn xong Diệp Thần bộ phận thần hồn trải qua sau đó, lần nữa mở mắt lúc đó, không khỏi được rất rung động. Như vậy thần hồn trí nhớ, làm hắn lần nữa nhìn kỹ Diệp Thần. Những năm này thời gian chợt lóe lên, ngưng tụ thành cô đọng hình ảnh. Hỗn độn lôi đế vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Diệp Thần có chiến lực lại có thể như vậy nghịch thiên. Mà hắn trưởng thành đến nay, lại còn không tới 100 năm thời gian, như vậy thiên phú, có thể nói khủng bố, sâu cổ tuyệt bây giờ. Cho dù là người sau tới, chỉ sợ cũng khó mà vượt qua. Hắn hiện tại mới tính là chân chính nhận thức được Diệp Thần thực lực, dựa theo như vậy khuynh hướng trưởng thành tiếp, Diệp Thần vượt qua bọn họ, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hắn vậy thu hồi trong mắt vậy lau khinh thường. Vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc. Hoang lão cùng Huyền Hàn Ngọc thấy vậy, liền biết bọn họ mục đích đã đạt thành, lặng lẽ thối lui, dần dần không nhìn thấy ở trong hư không. Ngươi thiên phú cùng tâm tính, thật sự là quá khủng bố, là ta trước quá sơ suất. Hỗn độn lôi đế than thở một tiếng, trong đầu nghĩ mình sống kéo dài vạn cổ 5 tháng, lần này coi như là nhìn lầm. Diệp Thần cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, chân chính thực lực là dựa vào mình đánh liều tới. Mà không phải là dựa vào há miệng tới thuyết phục. Ta có cách pháp tìm được thiên lôi thần phong, nhưng là cần người tới chịu đựng thiên đạo lôi kiếp, mới có thể đưa tới đỉnh ngọn núi kia chỗ ở vị trí. Phải nhớ kỹ, cái này lôi kiếp cũng không phải là giống vậy lôi. Hỗn độn lôi đế nói ra mình biện pháp, này loại phương pháp, là duy nhất trước mắt có thể tìm được thiên lôi thần phong phương thức. Hắn đề nghị hoàn sau đó, liền yên tĩnh chờ đợi Diệp Thần câu trả lời. Mà Diệp Thần vậy rơi vào trầm mặc trong đó. Hồi lâu, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Vô luận có gì cùng cuồng bạo sấm sét hạ xuống, hắn đều phải thử một lần. Đối với lôi bia, hắn nhưng mà chí ở tất được,
chỉ có luân hồi huyền bi mới có thể tăng lên luân hồi huyết mạch thuần độ, lấy ứng đối kế tiếp nguy cơ. Được. Diệp Thần đáp ứng một tiếng. Mà hỗn độn lôi đế vậy gật đầu một cái, mà hắn cần chính là thiên lôi thần phong trong đó sấm sét thần dịch, cùng Diệp Thần mục tiêu không hề mâu thuẫn, hai người ngược lại có thể thật tốt hợp tác. Đã như vậy, người có thể chuẩn bị 3 ngày, tốt nhất là đem tất cả hộ thân pháp bảo đều lấy ra, lấy ứng đối vậy 9 đạo đặc thù sấm sét kiếp. Hỗn độn lôi đế trịnh trọng nhắc nhở. Mà vốn đế vậy sẽ chuẩn bị rất nhiều pháp bảo vì ngươi hộ thân, cũng bày thần lôi thiên trận. Nói xong những thứ này, hắn liền trở lại mình nghĩa địa trong đó, bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị. Diệp Thần vậy đi tới Nhâm Phi Phàm bế quan động phủ, hướng hắn kể mới vừa rồi đưa tới một loạt biến cố. Nhâm Phi Phàm nghe được hỗn độn ngũ đế danh tiếng sau đó, thần sắc vậy hơi có chút lộ vẻ xúc động. Lúc đầu ngươi luân hồi mộ địa bên trong, lại còn có như vậy cổ xưa tồn tại. Ở đó cực kỳ rất xa niên đại, hỗn độn ngũ đế xác thực coi như là kinh tài diễm diễm nhân vật, bất quá cuối cùng quả thật không biết tung tích, lúc đầu linh hồn đã tiến vào luân hồi mộ địa. Nhâm Phi Phàm ở Nhâm gia tiếp xúc qua rất nhiều ngoại giới không biết viễn cổ bí mật cay đắng, đó là từ ngày cũ thời đại hoàng cung trong đó thu với tay cầm, ghi lại đại lượng sử liêu. Bất quá cuối cùng, những cái kia sách sử đều bị vũ hoàng cổ đế phái người lấy đi, tại chỗ thiêu hủy, không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vũ hoàng cổ đế mưu toan bằng vào này các loại phương thức, tới thành lập vạn khư thần điện tín ngưỡng, nhất thống chư thiên vạn giới, trở thành khai thiên ích địa hoàng. Nhưng có một số việc, vững vàng ghi tạc các lộ võ giả trong lòng, tùy ý vạn khư thần điện thi triển tất cả loại phương thức, cũng không cách nào xóa đi. Vì trợ giúp Diệp Thần thành công vượt qua thiên đạo lôi kiếp, Nhâm Phi Phàm lấy ra một phần cự kình thần thụ bổn nguyên lực lượng. Đem cái này tia thần thụ lực lượng, cùng ngươi thiên kiếm dung hợp với nhau. Nhâm Phi Phàm vừa nói, còn nghĩ hy hoàng lôi ấn lấy ra. Vậy một quả cổ xưa hoàng kim thần ấn, tản ra kim quang nhàn nhạt. Chỉ là xem một chút, liền 10 phần bá đạo. Hy hoàng lôi ấn, đông lại chính là sấm sét chi đạo, cũng là hồng quân thất bảo trong đó, duy nhất một cùng lôi tu tương quan bảo vật. Đa tạ Nhâm tiền bối. Diệp Thần cũng không cố làm vặn nặn, lúc này chắp tay nói cảm ơn. Hắn đem Nhâm Phi Phàm phần này tín nhiệm cùng trợ giúp, nhớ ở trong lòng, đợi ngày sau lại báo đáp. Ngươi cùng ta tới giữa, không cần khách khí như vậy. Ngươi chỉ cần đi tốt ngươi luân hồi chi đạo, mạnh đi nữa đối thủ, vậy trước do ta tới vác. Nhâm Phi Phàm mặt đầy nụ cười, phong khinh vân đạm nói. Hắn thân là Diệp Thần hộ đạo giả, còn phải cho dư Diệp Thần cường đại che chở. Diệp Thần trong lòng cũng 10 phần rõ ràng, Nhâm Phi Phàm không chỉ là đồng bọn của hắn, vẫn là hắn sư phụ cùng người dẫn đường, hiện tại lại trở thành hắn hộ đạo giả. Như vậy tình nghĩa, có thể nói nặng như núi cao. Trừ cái này ra, Diệp Thần còn vận dụng trong cơ thể rất nhiều 33 thiên thái thượng bảo vật, có những bảo vật này hộ thể, hắn chiến thắng thiên đạo lôi kiếp hy vọng, cũng chỉ càng ngày càng lớn. Dẫu sao đây chính là thiên đạo sinh ra lôi kiếp à. Cuồng bạo gào thét, thế gian thiếu có lực lượng có thể ngăn được. Hơn nữa mình thành tựu luân hồi chi chủ, thừa nhận lôi kiếp tất nhiên càng kinh khủng hơn. 3 ngày thời gian đã đến, Diệp Thần đi tới một nơi trống trải địa phương bằng phẳng. Nơi này 4 bề toàn núi, cây cối rất nhiều, từ trình độ nhất định mà nói, có thể chậm tách ra thiên đạo lôi kiếp mang đến uy áp. Luân hồi mộ địa tinh môn từ từ mở ra, mà hỗn độn lôi đế thân hình vậy nổi lên, bất quá làm hắn thấy Diệp Thần bên người yên lặng đứng Nhâm Phi Phàm lúc đó, con người không khỏi được co rúm một cái. Tên này người đàn ông đồ trắng lớn lên phong thần anh tuấn, mặt mũi anh tuấn, tự nhiên hào phóng, trên người có một cổ trời xanh tiêu giao ý. Tựa như độc lập cùng tại chư thiên vạn giới ra. Hỗn độn lôi đế định dùng lôi đạo mắt, đi dò xét người này thực lực, đến không ngờ tới, đối phương chỉ là nghiêng đầu nhìn tới, khí tức vô hình, bỗng nhiên lan truyền, long trời lở đất nhưng lại không có chút nào gợn sóng. Ngược lại cuối cùng, hỗn độn lôi đế còn thương tổn tới ánh mắt, giống như là có vật gì ghim vào như vậy, hừng hực đau. Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt quang, hiện tại đã biết, tên này cũng không tốt chọc. Ngươi chính là hỗn độn lôi đế chứ? Tiếp theo dẫn thiên đạo lôi kiếp, tìm thiên lôi thần phong sự việc liền được dựa vào ngươi tới bả khống phương hướng, ta cảnh giới, đã siêu thoát hạ giới, không cách nào lại vào đi trong đó. Nhâm Phi Phàm nói lời này, ý sâu dài, hỗn độn lôi đế chính là hiểu. Yên tâm đi, chuyện liên quan đến ta lợi ích, ta khẳng định sẽ toàn tâm toàn lực.
Hỗn độn lôi đế bảo đảm nói. Như vậy quá tốt. Tiếp theo, Nhâm Phi Phàm lui qua một bên, rơi vào một tòa trận vực ngoại trên ngọn núi. Mà Diệp Thần chính là ngồi xếp bằng ở năm ngọn núi lớn vị trí trung ương, nơi này có hỗn độn lôi đế đã sớm bày ra thiên lôi thần trận, xuyên thấu qua màu vàng sẫm đất tầng bề ngoài, có thể thấy được mơ hồ có lôi quang ở phía dưới qua lại, lóe lên không ngừng. Bắt đầu đi. Diệp Thần dẫn đầu lấy ra nguyện vọng thiên tinh, vung vung tay lên, xây dựng ra liền cường đại tinh thần pháp trận, vờn quanh ở đầu đỉnh, trong thoáng chốc, hắn tựa như tiến vào một mảnh tinh không, vô số quy luật, phù văn ở trong đó lưu chuyển. Mà hắn bên kia, chính là có một đoàn cá chép phi đằng, đủ mọi màu sắc, cả người tản ra điềm lành hà khí, mười phần hào quang rực rỡ tươi đẹp. Diệp Thần ngồi xếp bằng tại trong núi lớn ương, ngẩng đầu nhìn về nguy nga chân trời. Nơi đó có một từng đạo sấm sét bóng dáng, đang chậm rãi hội tụ. Thiên đạo lôi kiếp. Mây đen đè thành thành muốn tồi, gió thổi báo dông tố sắp đến. Cái này thiên đạo lôi kiếp cũng không phải là giống vậy tồn tại, đản sanh vu hỗn độn bên trong, hoành hành tại vạn giới tới giữa. Hỗn độn lôi đế cũng là từ trong hỗn độn đi tới cường giả, biết rõ lôi kiếp khủng bố. Ngươi có thể muốn chuẩn bị xong, cái này thông lôi kiếp khó đối phó. Diệp Thần gật đầu một cái, thần sắc nghiêm nghị, hắn trên đỉnh đầu, tinh thần cùng cá chép xen lẫn nhau chiếu rọi, tạo thành một bức hoa mỹ đồ cảnh. Nhưng chỉ có cái này khác biệt phòng ngự, còn là xa xa không đủ. Thiên địa huyền hoàng tháp. Diệp Thần đưa tay ấn trên đất, nhất thời, tản ra chói mắt kim quang thần tháp từ đất vàng bên trong lột vỏ ra, ổn định leo lên, có chừng trăm tầng lầu cao. Thành tựu Hồng Quân thất bảo một trong. Thiên địa huyền hoàng tháp bản thân có cực cao độ cứng, trước khi tháp linh tiêu tán sau đó, liền bị Diệp Thần chăm sóc huấn luyện thành phòng thủ tính pháp bảo, có thể nói không gì phá nổi. Ba dạng pháp bảo cao cấp thần thông, giờ phút này cho thấy cường đại năng lực phòng ngự. Hỗn độn lôi đế thấy vậy, vậy khá cảm thấy kinh ngạc, cái này thế gian cao cấp thần thông cùng bảo thuật, mỗi người được một dạng, chính là cực lớn may mắn, nhưng là thằng nhóc này lại có thể có đa dạng, hơn nữa xem hắn bộ dáng này. Hiển nhiên là càng nhiều hơn lá bài tẩy còn không lấy ra. Xem ra vẫn là mình khinh thường bản lĩnh của hắn. Nhất niệm đến đây, hỗn độn lôi đế không do dự nữa, trực tiếp bạo phát ra một hồi mãnh liệt sấm sét hơi thở, hắn con ngươi sâu thẳm mà thần bí, tựa như xuyên thấu tầng này hư không, nhìn về phía rất xa vũ trụ chỗ sâu. Mà ở hắn kéo dài vận chuyển hạ, chân trời vang lên trầm thấp sấm rền tiếng, khí tức vô hình, giống như là như nước thủy triều dần dần lan tràn. Cũng không lâu lắm, trải rộng toàn bộ cụm núi khu vực. Hỗn độn lôi đế là lấy mình làm chất dẫn, bại lộ tại thiên đạo lôi kiếp trước mặt, thông qua khiêu khích cao nhất sấm sét uy nghiêm, khiến cho thiên đạo rơi xuống lôi kiếp. Cẩn thận, thiên đạo đã cảm ứng được nơi này hơi thở. Sợ rằng không lâu sẽ có lôi kiếp hạ xuống. Hỗn độn lôi đế lên tiếng nhắc nhở. Diệp Thần lúc này sắc mặt nghiêm nghị, đem dùng đến pháp bảo lực lượng, tăng lên tới trình độ cao nhất. Thiên đạo lôi kiếp có thể không phải là đùa, hơi lơ là, có lẽ cũng sẽ bị đánh được tan thành mây khói. Cho dù là cao cấp thiên quân lão tổ, đang đột phá này cảnh giới lúc đó, vậy được sử dụng 120% khí lực tới cần phải đối thiên đạo lôi kiếp. Một khi đột phá thất bại, đem có rất lớn tỷ lệ táng thân vu lôi cướp dưới. Vì vậy nói tu luyện một đường, sợ khó như ý hổ, nếu như sinh ra lui về phía sau tâm tư, rất có thể sẽ thua trận. Diệp Thần từ bỏ trong ý nghĩ những cái kia nghĩ bậy, chuyên tâm nghênh đón sắp đến thiên kiếp tai nạn. Vậy năm thất lôi quang lóe lên tới, ngay tức thì tràn ngập toàn bộ chân trời. Căn cứ hỗn độn lôi đế mà nói, chín đạo thiên kiếp, một đạo so một đạo mạnh mẽ, chỉ có chịu đựng qua liền tất cả lôi kiếp, mới có thể dòm ngó gặp vậy che giấu vu lôi đỉnh sau lưng thiên lôi thần sơn. Diệp Thần ở địa phương đó không có người ở, cụm núi ngang dọc, dài đến mấy vạn dặm. Chung quanh đây dãy núi vô cùng là bát ngát, cho dù thiên kiếp toàn bộ hạ xuống, vậy sẽ không ảnh hưởng đến những thứ khác tông môn. Diệp Thần bàn tức mà làm, duy trì chấn định tư thế, hắn thần niệm thích bỏ vào trình độ cao nhất, đem phạm vi này vạn dặm cảnh tượng toàn bộ cất vào đáy mắt. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, làm Diệp Thần vẻ mặt chấn động một cái. Mà đang ở tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản tinh không vạn dặm, thời gian đảo mắt biến mất không gặp. Chỉ còn lại có mờ mịt hắc ám. Vậy hắc ám hạ xuống lúc đó, tản ra vô tận khủng bố ý, giống như ngưng tụ thành một cái thâm thúy lối đi. Vô tận hắc ám hạ xuống,
nếu như đổi thành người bình thường cũng sớm đã hoảng hồn. Cho dù vận dụng linh lực bơm vào, cặp mắt vậy không cách nào thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Diệp Thần nhưng một chút cũng không hốt hoảng, đối với hắn mà nói, lại thâm thúy hắc ám vậy không tạo được tác dụng. Hắn vận dụng hắc ám nguyên phù, trực tiếp để cho mình đặt mình vào hắc ám, vậy thấy rõ thương khung vậy một đầu cảnh tượng. Ở đó vô tận trong bóng tối, sâu thẳm đồ tầng nổi lên, đi đôi với trước đó chưa từng có sấm sét quang ám. Hắn có thể thấy rõ ràng, có một tầng khác thường lực lượng, đang quanh quẩn vần quanh, tựa hồ là dò đường tiên phong, có mãnh liệt sấm sét bạo cảm. Chẳng lẽ những thứ này chính là thiên đạo lôi kiếp? Diệp Thần có chút chần chờ, nhưng cũng không có muốn quá nhiều. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tới ứng đối cái gọi là thiên đạo lôi kiếp. Mà liền sau đó một khắc, cổ lực lượng kia bỗng nhiên lúc này hơi ngừng, giống như là lao nhanh con sông xuất hiện đình trệ. Sau đó quy tắc vỡ vụn, vân tiêu nổ lên, lôi quang phiên quyển, vô cùng vô tận sấm sét từ trên trời hạ xuống, lan tràn mấy ngàn dặm, ào ào, không thể địch nổi. Rốt cuộc đã tới. Diệp Thần biết được, cái này thiên đạo lôi kiếp cũng sớm đã tới, mới vừa chỉ là núp trong bóng tối, phái ra lúc đầu tới thử dò một phen. Nhưng là hiện tại, hắn khám phá cái này thiên đạo lôi kiếp động tác nhỏ, vì vậy đối phương không do dự nữa, giáng xuống vô tận sấm sét, cuồn cuộn bao la, căn bản không cách nào tương đương. Vậy cuồng bạo sấm sét trực tiếp hiển hóa ra, giống như là một đầu thời kỳ viễn cổ lôi quang cự long, thần thông quảng đại, gầm thét chạy tới. Đây mới là đạo lôi kiếp thứ nhất. Diệp Thần cả người đều bị sấm sét thần uy bao phủ, ngay chớp mắt, không gian kịch liệt biến đổi, tựa như sẽ bị sấm sét đánh nát. Vậy từng đạo sấm sét tựa hồ ngưng tụ thành thật thể, trực tiếp hướng Diệp Thần cắt kim loại tới đây. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên biến đổi. Cho dù hắn thân xác cùng thần hồn đồng thời mạnh mẽ, nhưng cũng không thể đi trực tiếp đối kháng kinh khủng sấm sét. Nguyện vọng thiên tinh tản ra đầy trời tinh thần, làm là đạo phòng tuyến thứ nhất, chặn lại lôi quang tàn phá, khiến cho không được tiến về trước. Lôi quang cùng tinh thần rơi vào kịch liệt dây dưa, thiên lôi nổ, ánh sao mất đi, chỉ là đạo lôi kiếp thứ nhất liền để cho nguyện vọng thiên tinh có chút cố hết sức. Bát bộ phù đồ khí. Diệp Thần trực tiếp triệu hoán ra Phật ra bản nghĩa, hắn toàn thân cao thấp kim quang tiếng vang như sấm, thần thánh Phật quang, ngưng tụ thành cực hạn tinh hoa. Một tòa tất cả vạn trượng cao thần tháp hạ xuống xuống, xuyên phá liền tầng tầng tĩnh lặng hắc ám. Phù đồ thần tháp cùng thiên địa huyền hoàng phối hợp chặt chẽ gần xa, hai người tới giữa hình thành cường đại tràng vực, trực tiếp đem bóng tối sấm sét cho cắt kim loại thành vô số mảnh vỡ. Ở đó mảnh vỡ phiêu linh lúc đó, kim quang phiêu tán, trong hư không có kinh Phật ngâm tụng, bi thương đau thương, giống như đại thiên mất đi. Bất quá cái này cũng đưa tới vậy đạo lôi kiếp tức giận, hắn lại lần nữa gầm hét lên, vạn trượng dày sấm sét toàn bộ hạ xuống, giống như đại quân áp sát biên giới, chi chít, khí thế khoáng đạt. Mà Diệp Thần đem bát bộ phù đồ khí thúc đẩy đến trình độ cao nhất. Phù đồ thần tháp, Phật diệt ngày trời. Diệp Thần trên đỉnh đầu, phù đồ thần tháp cực nhanh xoay tròn, giống như là một vòng sắp bùng nổ gió bão, sôi sục kịch liệt, trong mơ hồ vậy vang lên long ngâm hổ gầm bá đạo lực lượng. Vậy một phần sấm sét giống như hắc ám cuộn sạch, đạo đạo chấn động lực lượng làm người ta kinh hãi run sợ, vô địch tiếng nổ âm, toàn bộ rơi vào phù đồ thần tháp trên, tản ra nồng nặc thiên địa uy áp. Thiên đạo lôi kiếp khủng bố như vậy, ước chừng đạo thứ nhất hạ xuống, cũng đã để cho Diệp Thần cảm thấy cố hết sức. Bất quá dù vậy, cũng không để cho Diệp Thần đến cùng đường bước. Bát bộ phù đồ khí, Phật hiện. Diệp Thần đứng dậy, giống như một tòa nặng nề núi cao, hắn hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một tòa kim quang lòe lòe vô địch pháp tướng. Đấu chiến thắng Phật. Vậy lăng không xuất hiện Phật Đà khuôn mặt uy nghiêm, mở mắt lúc đó, lại là có vô cùng sáng chói kim quang bung ra, lóng lánh nguyên cái thiên địa, cùng bao phủ nơi này thiên kiếp hắc ám, tạo thành quang minh thế giằng co. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đấu chiến thắng Phật, chính là Phật môn trong đó cường đại nhất Phật Đà một trong, kim quang thần trưởng lay trời diệt, có thể nghiền thế gian hết thảy hắc ám cùng vô căn cứ. Vậy đạo lôi kiếp, ở kim quang đuổi dưới tiêu tán không gặp, hóa là vô ngân. Đạo lôi kiếp thứ nhất thành công chịu đựng qua. Nhưng Diệp Thần nhưng không buông lỏng chút nào, bởi vì hắn biết, chân chính chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chốc lát sau, đạo thứ hai lôi kiếp hạ xuống,
giống như hoa tuyết như vậy, tầng tầng chất chứa, bao trùm ra, lần này lôi kiếp càng cường đại hơn uy mãnh, ào ào, thật là muốn đột phá chân trời, đem hết thảy cháy hết. Diệp Thần đem nguyện vọng thiên tinh cùng thiên tiên cá chép sao lực lượng thúc đẩy đến mức tận cùng, ngôi sao trên vòng bảo vệ, có từng cái cá chép, đang đem hết toàn lực duy trì trận hình. Trong một cái chớp mắt này sấm sét giống như mất đi hắc ám lặng lẽ hạ xuống, im hơi lặng tiếng, nhưng là ở tiếp xúc tới nguyện vọng thiên tinh một khắc kia, nhưng tóe ra cực kỳ uy áp kinh khủng. Liền cái này khác biệt thần thông bảo vật, đều ở đây sấm sét cuồng oanh lạm tạc dưới, lộ vẻ được vô cùng vùng vẫy. Diệp Thần vậy được lực lượng chấn động, nhưng là hắn cũng không có lựa chọn lùi bước, mà là nghênh khó khăn lên, cùng với hắn mạnh mẽ tốc độ, đả thông một cái hư không lối đi. Mà thiên địa huyền hoàng tháp, chính là từ cái này hư không lối đi trong đó, cùng nhau vung ra, chấn nhiếp thương khung, từ ngọn nguồn phá hư đạo thứ hai thiên kiếp. Diệp Thần là thiên địa huyền hoàng tháp người cầm được, thần tháp thừa nhận chiếm đoạt lực lượng, nhiều hơn thiếu thiếu vậy sẽ phản xạ đến hắn trên mình. Vì vậy chỉ chốc lát sau, Diệp Thần đổi được thở hồng hộc, trên trán toát mồ hôi lạnh, lấy hắn thể xác năng lực chịu đựng, những thứ này cắn chả coi như không được cái gì. Hắn con người đột nhiên đông lại một cái, bỗng nhiên thúc dục luân hồi huyết mạch, đem dung nhập vào trước mặt đạo đạo thần thông bảo khí bên trong, bởi vì đạo thứ hai lôi kiếp sau khi biến mất, cũng không lâu lắm, đạo thứ ba liền ầm ầm hạ xuống. Diệp Thần con người cũng có biến hóa không nhỏ, mãnh liệt thêm dữ tợn, giống như là một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm rách thương khung, thẳng tới thiên vũ. Hắn trên mình mở ra đạo đạo ma văn, đó là Thái Thượng Thiên Ma Thể ký hiệu. Hôm nay Thái Thượng Thiên Ma Thể đã không cách nào đuổi theo Diệp Thần chiến đấu cường độ, nhưng là lúc mấu chốt có thể dành cho trợ giúp. Diệp Thần ra bề ngoài, hiện ra tầng tầng mài văn, khí thế của cả người đổi được mạnh mẽ thêm uy mãnh. Ở nơi này chút hắc ám ma văn phía dưới, lại là có huyết dịch màu đỏ sậm lưu đi, cho thân xác cung cấp không cách nào tưởng tượng nổ tung năng lượng. Bành! Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bóng tối chói lọi dần dần ở trên người lan tràn, ma thể hóa ngọc, chói lọi rực rỡ. Diệp Thần đem luân hồi huyết mạch, nén đến mức tận cùng, đổi thành thành ma đạo lực lượng. Giờ khắc này, chân chính thực hiện cái gì gọi là cao nhất thần thông. Thái Thượng Thiên Ma Thể ở luân hồi huyết mạch ra chỉ dưới, đổi được vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí siêu thoát phàm tục. Đạo thứ ba lôi kiếp ở Diệp Thần chủ động vây công dưới, tan thành mây khói, không còn tồn tại, mà bầu trời vậy tạm thời khôi phục yên lặng. Hỗn độn lôi đế linh hồn khu, đứng ở xa xa mắt xem một màn này, con người bên trong, hiện ra nồng nặc vẻ rung động. Hắn vô luận như thế nào vậy không nghĩ tới, trước ba đạo lôi kiếp lại bị Diệp Thần hóa giải, mà hắn không chút tổn hao nào. Trừ cái này ra, Diệp Thần lại vẫn hấp thu những cái kia hắc ám sấm sét, đem hóa cho mình dùng, thay đổi là cuồn cuộn linh lực, dung nhập vào người. Trong chốc lát, Diệp Thần linh lực tới vô cùng là trình độ kinh khủng, cuồn cuộn không ngừng, lửa đốt hắn hoa, cơ hồ phải đem mảnh thiên địa này chìm ngập. Hỗn độn lôi đế làm chắc lưỡi hít hà, hắn từ vạn cổ tỉnh lại tới nay, vậy gặp qua rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu, nhưng chưa bao giờ có người có thể xem Diệp Thần như vậy ung dung liền chặn lại thiên kiếp. Hắn lại chuyển qua ánh mắt, gặp được đứng ở trên đỉnh núi cao Nhâm Phi Phàm, đang lặng lẽ là Diệp Thần hộ đạo. Hơn nữa xem Nhâm Phi Phàm bình thản nhược thủy, vẻ mặt không có phân nửa lo âu, tựa như không thèm để ý chút nào, Diệp Thần sẽ bị lôi kiếp đập sập. Thật là một đôi kỳ quái tổ hợp, hỗn độn lôi đế nghĩ thầm. Bất quá hắn nghĩ tới Nhâm Phi Phàm thực lực chân thật, trong lòng lại không nhiều như vậy lo âu. Hắn dù sao cũng không nhìn thấu Nhâm Phi Phàm, nhưng hắn có thể xác định, bây giờ Nhâm Phi Phàm, so với thời kỳ tột cùng hắn còn muốn cường đại hơn. Cho nên hắn cũng không dám chọc Nhâm Phi Phàm, chỉ có thể đứng xa xa. Lúc này chiến trường trong đó, yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất có gió lốc gì đang nổi lên. Diệp Thần tâm thần cao độ thống nhất, tới nhân thần hợp nhất bước. Mà nhưng vào lúc này, đạo thứ tư lôi kiếp lặng lẽ hạ xuống. Vậy một đạo thiên kiếp so với trước khi mấy đạo tới, có chút không cùng, lộ vẻ được quỷ dị, sợ hãi, từ từ thong thả, không giống như là phủ xuống thiên kiếp. Càng giống như là một bó rơi xuống lôi quang. Hỗn độn lôi đế nhíu mày, ở hắn ấn tượng trong đó, đạo thứ tư thiên kiếp không phải là như vậy mới đúng. Diệp Thần cũng có chút ngây ngẩn, cái này đạo lôi kiếp nhìn qua cũng chưa ra hình dáng gì. Chỉ có Nhâm Phi Phàm mặt lộ vẻ suy tư. Chú ý,
đó là ngụy trang loại hình sấm sét. Nhâm Phi Phàm vận dụng thần niệm, hướng Diệp Thần truyền âm nói. Mà liền vào giờ khắc này, vậy đạo chậm rãi sấm sét lộ ra chân chính răng nanh, vô cùng lực lượng bộc phá từ vậy sấm sét trong đó chút xuống ra. Không đúng, không chỉ một đạo lôi đình. Nhâm Phi Phàm lập tức đoán được đạo này sấm sét chỗ bất đồng, cùng lôi đình tầm thường rất nhiều không cùng. Một đạo, hai đạo, ba nói. Lần này căn bản cũng không chỉ một đạo sấm sét, mà là có ước chừng ba nói. Cho đến hạ xuống giữa không trung, ba đạo lôi đình tài hiển hiện ra chân chính răng nanh. Vô cùng thiên kiếp lực, ngang nhiên vọt ra, liền cụm núi vậy xuất hiện từng đạo rộng rãi kẽ hở. Cực kỳ đáng sợ dọa người. Nhưng là lúc này thiên kiếp chỉ nhằm vào Diệp Thần, hơn nữa thả tới giữa hình thành một cái chặt chẽ chàng vực, cho dù là Nhâm Phi Phàm, cũng không cách nào nhúng tay vào. Hỗn độn lôi đế thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn cũng không từng ngờ tới, lại có ba đạo lôi kiếp, đồng thời hạ xuống. Cái này thiên đạo lôi kiếp, thật sự là không nói võ đức, làm sao có thể làm ra như vậy hành vi. Nhưng hiện tại đã không có biện pháp nào khác, cái này ba đạo lôi đình đồng thời hạ xuống, khủng bố thêm kinh người, đủ để làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt rực rỡ. Mà Diệp Thần lúc này, tránh xử ở vô tận sấm sét gió bão trong đó. Ba đạo thiên kiếp lôi quang, một đạo so một đạo mạnh mẽ, căn bản làm người không thể chống đỡ được, vòng ngoài thiên tiên cá chép sao cùng nguyện vọng thiên tinh, ngăn cản chốc lát sau, ầm ầm bể tan tành. Tiếp theo chính là hai tòa thần tháp, trực tiếp đối mặt tan biến sấm sét. Thiên địa huyền hoàng tháp phòng ngự thuộc tính cực cao, nhưng may là như vậy, ở sấm sét xâm nhập dưới, cũng thay đổi được lảo đảo muốn rơi xuống. Thiên đạo lực lượng khủng bố như vậy, sao có thể tùy tiện ngăn trở? Diệp Thần cũng biết nguy nan tới, giờ phút này hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Hắn cắn răng, trực tiếp vận dụng lục đạo luân hồi pháp, ba cây thiên kiếm hoảng sợ đánh ra, phân biệt sắp hàng tại thương khung dưới, mà hắn sau lưng, chính là xuất hiện luân hồi chi bàn hư ảnh. Hào hùng sáu đạo hơi thở, giống như sóng biển mãnh liệt, dâng trào ra, hội tụ ở ba cây thiên kiếm bên trên, nhất thời, luân hồi lực lượng lộ vẻ hiện ra, khủng bố tuyệt luân. Giống như là do hỗn độn bên trong ra đời tới, tản mát ra diệu nhân hào quang. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, đã đạt tới đột phá những ràng buộc, cần dẫn nhập lôi bia lực lượng, liền có thể đem hoàn toàn luyện hóa, hoàn thành lột xác. Đáng ghét, mặt sau này sáu đạo lôi đình lực lượng, sợ rằng đều đã tụ tập ở chỗ này. Diệp Thần luân hồi thiên nhãn bung ra trình độ cao nhất ánh sáng, một cái kim quang phong đạo hoảng sợ thành hình, đem vậy ba đạo minh mông sấm sét chiếu sáng. Mà một khắc sau, vậy ba đạo lôi đình lại sinh ra kịch liệt biến hóa, lại chia làm hai. Nhất thời thì có sáu cái cường tráng sấm sét hợp thành to lớn hình cái vòng tràng vực, đem Diệp Thần che phủ ở trong đó. Diệt thế gió bão, sắp oanh đạp cả thế giới. Cho dù là luân hồi chi bàn, cũng không cách nào chế trụ cái này cổ cuồng bạo hết sức lực lượng. Ba cây thiên kiếm ở như vậy điên cuồng dưới khí thế, lảo đảo muốn rơi xuống, cứ việc hết sức ngăn cản. Cũng chỉ coi như là nỏ hết đà. Nhưng Diệp Thần tim, ngược lại ở trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hắn biết, lúc này cũng không ai có thể cứu mình. Hoặc là nói ai cũng không cách nào cứu mình. Cái này đạo lôi kiếp cùng hắn tới giữa, là có chàng vực liên lạc, mũi dùi nhắm ngay hắn, nếu như những người khác cưỡng ép tham dự, thì sẽ đưa tới tương đối cần phải càng nhiều hơn lôi kiếp. Diệp Thần vốn là muốn bằng vào cái này đạo lôi kiếp, rèn luyện thân xác, tăng cường thần hồn lực lượng. Nếu phía sau sáu đạo lôi đình thiên kiếp đồng thời hạ xuống, đó không phải là có thể tạo được tốt nhất rèn luyện hiệu quả sao? Chỉ cần mình có thể vác qua một kiếp này, vậy thì có thể chui luyện ra vô cùng là hoàn mỹ thân xác. Có lẽ sau này, còn có cơ hội thay đổi là lôi thần thân thể. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần đem ý thức nặng vào bên trong cơ thể, đan điền cùng khí hải huyết mạch điên cuồng bung ra, giống như một tòa lay động núi lửa. Vô số nham thạch nóng chảy lan tràn ra, chân hỏa liệu nguyên, tản ra dị thường diêm rúa sáng bóng. Đạo đạo minh văn giống như thần phù, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, tản ra nguyên thủy đạo nghĩa thật rõ ràng. Trong sâu thẳm, Diệp Thần tựa hồ cảm ứng được cái gì? Hắn mở hai mắt ra, con người bên trong, buộc vòng quanh từng đạo thần vòng, tách thả ra cực kỳ thần bí huyền diệu quy luật. Đạo này quy luật lặng yên không một tiếng động. Phảng phất là từ Diệp Thần nội tâm chỗ sâu nhất, lặng lẽ bò ra ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ triệu chứng nào. Liền Nhâm Phi Phàm vậy không nghĩ tới,
Diệp Thần trên mình lại xuất hiện một món chưa bao giờ có thần bí khí cơ. Hắn vốn là dự định thủ ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như cái này sáu đạo thiên kiếp sấm sét thật không cách nào hoàn toàn tránh, vậy hắn liền sẽ cưỡng ép ra tay, cho dù là hư hại tự thân đạo hạnh, vậy tuyệt sẽ không để cho Diệp Thần diệt tại thiên kiếp tay. Hỗn độn lôi đế trong lòng có chút áy náy, dẫu sao là hắn phán đoán sai lầm, tài đưa tới như vậy biến thái thiên kiếp sấm sét. Vì vậy hắn dự định vận dụng thần hồn tới vĩ lôi lực, cho dù không cách nào ngăn lại cái này sáu đạo cường thịnh thiên kiếp sấm sét, cũng có thể trì hoãn chốc lát, để cho Diệp Thần gia tăng chạy trốn cơ hội. Hai tòa thần tháp cùng ba đại thiên kiếm, vậy rốt cục thì không nhịn được, hóa thành lưu quang bay trở về Diệp Thần trong cơ thể. Những thứ này 33 thiên thái thượng thần vật, sớm ở đúc lúc đó, cũng đã bị sáp nhập vào một phần linh hoạt linh niệm, nếu như gặp được không cách nào chặn đánh lực lượng, liền sẽ tạm thời lựa chọn lui bước. Dĩ nhiên, đây chẳng qua là đang không người ra chỉ dưới tình huống mới biết như vậy, Hồng Quân lão tổ cũng là vì kéo dài những thần vật này sử dụng tuổi thọ, tránh tổn thương không cần thiết. Năm đạo lưu quang, toàn bộ chạy hồi, mà Diệp Thần vậy vào giờ khắc này ngược dòng lên, xông về sáu đạo thiên kiếp sấm sét. Giờ phút này chỉ có chiến, không thể lui. Mà đang ở ngắn ngủn ngay tức thì, Diệp Thần chỉ thấy được sấm sét lan tràn địa phương, một bụi tiểu thảo bất ngờ xuất hiện. Diệp Thần nhất thời liền ngây ngẩn. Hắn vốn còn muốn cháy thần hồn, lấy luân hồi chi bàn làm chủ, cưỡng ép xông phá sáu đạo lôi đình tạo thành tràng vực. Nhưng tiểu thảo xuất hiện sau đó, trước mặt hắn tựa như liền hình thành một cổ lực cản, làm không cách nào tiến về trước. Mà vậy sáu đạo lôi đình hạ xuống tốc độ, cũng thay đổi được chậm rất nhiều, giống như động tác chậm hồi thả. Tiểu thảo. Diệp Thần không nhịn được kêu một tiếng. Mà tiểu thảo vòng vo chuyển, hoảng hốt tới giữa tựa hồ là quay đầu nhìn Diệp Thần một mắt. Tiếp theo liền như không sợ chết súng sĩ vọt vào sáu đạo lôi đình trong đó. Đó là sấm sét thiên kiếp, chí cao vô thượng, không thể ngăn cản, tại sao có thể dễ dàng tha thứ vật thể không rõ xâm phạm. Sáu đạo lôi đình nhất thời bùng nổ, oanh oanh liệt liệt, giống như là ngày tận thế tai nạn như vậy. Tiểu thảo nhất thời liền bị chìm ngập ở đó sấm sét gió bão trong đó, vạn đạo sấm sét, nhất thời tụ tập đến một nơi. Vô cùng sấm sét lực lượng, phát ra kích động tiếng nổ âm, cơ hồ rung động toàn bộ thương khung. Nơi này sấm sét, sâu thẳm đen nhánh, huyền quang tung tóe, tản ra như thao thiên hỏa diễm như vậy nhiệt độ nóng bỏng. Mà lôi đình này hơi thở đạt đến đỉnh điểm, giống như tiến vào hàn xương thế giới, cứ việc lôi quang quấn quanh, nhưng nhiệt độ nhưng bỗng nhiên hạ cánh khẩn cấp. Lăn lộn sấm sét, vậy mang theo tí ti hàn xương, phải đem cái này vạn dặm không mây cụm núi đông thành băng nguyên. Diệp Thần ngưng nhịp bước tiến tới, bởi vì tất cả điểm công kích cũng hội tụ đến tiểu thảo trên mình. Mà hắn nhà khu vực chính là đổi được bình yên vô sự, căn bản không cần lo lắng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Nhâm Phi Phàm cùng Hỗn Độn Lôi Đế vậy giật mình. Nhâm Phi Phàm đã từng gặp qua bụi cây này tiểu thảo uy lực, nhưng lại cũng không phân biệt ra lai lịch của nó. Diệp Thần trong lòng cũng nóng nảy không dứt, từ nơi này bụi cây tiểu thảo nương nhờ trên người hắn không đi bắt đầu, đã có 2-3 lần cứu hắn tại nước lửa tới giữa. Tiểu thảo tuyệt đối không phải phiếm phiếm vật, nó có ý thức của chính mình, hơn nữa thân phận cực kỳ thần bí. Lần này, nó lại chủ động thay mình cản lại thiên kiếp sấm sét. Mảng lớn thương khung lôi quang tràn ngập, thần thánh uy nghiêm, đồng thời càng có địa ngục xâm la dùng mình. Người nào cũng không biết, bên trong tình huống chiến đấu rốt cuộc như thế nào. Diệp Thần vận dụng luân hồi thiên nhãn, cưỡng ép đột phá vòng ngoài tầng kia tràn ngập thiên lôi, miễn cưỡng có thể thấy được một ít bên trong tình trạng. Mà đây vừa thấy, lúc này để cho hắn thần sắc biến đổi. Bởi vì vậy sấm sét bên trong tiểu thảo, thân thể lại tăng vọt mấy trăm ngàn lần, tựa như một tôn màu xanh biếc chiến thần, quơ lá cỏ, giống như là cuồng roi như vậy khắp nơi vung đánh. Vậy sáu đạo lôi đình cũng ở đây hắn như vậy cuồng rút ra dưới, lần lượt tháo chạy, căn bản không nhịn được bàng bạc mênh mông lá cỏ thần lực. Diệp Thần thần sắc nhất thời trở nên có chút quái dị, buồn cười lại không thể cười. Nhâm Phi Phàm thấy vậy, liền biết lần này nguy cơ đã giải trừ hơn nửa, vậy thu hồi vậy một đạo ngưng tụ ở lòng bàn tay thần kiếm phá nói. Diệp Thần chính là yên tĩnh đứng ở phía dưới, ngẩng đầu lên nhìn tiểu thảo biểu diễn, theo một chụp lại một chụp, tiểu thảo trực tiếp nuốt hết trong đó hai đạo sấm sét. Kế tiếp hết thảy thì trở nên được vô cùng đơn giản, vậy sáu đạo lôi đình ở tiểu thảo cuồng oanh lạm tạc dưới không cách nào ngăn cản,
phảng phất như gặp phải trời xanh khắc tinh. Liền hỗn độn lôi đế vậy không nghĩ tới, cái này 10 phần nguy cấp khốn cục, lại bị một bụi tiểu thảo ung dung phá giải. Có lẽ bây giờ có thể nói là một bụi lớn cỏ. Tiểu thảo bản thể bạo tăng tới vạn trượng có thừa, giống như là một đầu cuồng bạo quái vật, cả người tản ra yêu kiều sáng bóng. Mà những cái kia lá cỏ, chính là xem mày lá liễu như nhau đều đều tách thả ra, như ngọc vậy quang thải chiếu trời chói chang, lóe lên không ngừng, thần thánh cực kỳ. Liền Nhâm Phi Phàm cũng bị kinh động, nhất thời bay lên không tới, ngắm nhìn bạo tăng đi qua tiểu thảo. Bất quá tiểu thảo cũng không quan tâm ánh mắt của những người khác, mà là hưng phấn hướng Diệp Thần giao động lá cỏ. Chú ý! Diệp Thần thấy tiểu thảo sau lưng, hơn thức thượng tồn sấm sét phát động đoạt mệnh nhất kích, thần sắc biến đổi, vì vậy nhanh chóng nhắc nhở. Bất quá tiểu thảo đã sớm có phòng bị, hắn vung vẫy lá cỏ, đột nhiên vung lên, chỉ nghe gặp nổ tung một thanh âm vang lên, vậy đạo lôi đình hoàn toàn đánh nát. Tiểu thảo chính là thản nhiên thu hồi lá cỏ. Ở mấy người nhìn chăm chú dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt thu nhỏ lại. Làm tiểu thảo đổi hồi hình dáng ban đầu lúc đó, nó vậy mấy phiến lá cỏ trong đó, hiện ra một món nhỏ vụn ánh sáng. Những cái kia ánh sáng thời gian đảo mắt tụ lại chung một chỗ, trở thành một viên ước chừng lớn chừng bằng bàn tay hạt châu. Đây là... Diệp Thần kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn từ hạt châu này bên trong, cảm nhận được liền vô hình rung động hơi thở. Đây là sấm sét thần châu. Hỗn độn lôi đế mở miệng nói, trên mặt hắn, như cũ lưu lại rung động thần sắc. Sấm sét thần châu, Diệp Thần quay đầu lại, có chút nghi ngờ. Hỗn độn lôi đế giải thích, cái gọi là sấm sét chỗ sâu, chính là do bổn nguyên nhất sấm sét lực lượng sở ngưng kết mà thành hạt châu. Vạn vật khởi nguyên từ thiên đạo đại biểu bổn nguyên nhất lực lượng, hắn nơi cho gọi ra lôi kiếp, người chịu đựng hoặc là vác bất quá. Hoặc là hoàn toàn chịu đựng qua, có thể đem thiên đạo lôi kiếp tiêu diệt hơn nữa hấp thu tình huống ít chi lại càng ít. Vừa nói, hỗn độn lôi đế còn nhìn tiểu thảo một mắt, bất quá tiểu thảo cũng không có quản, nó đem sấm sét thần châu giao ra sau đó, liền nghênh ngang nhảy hồi suối vàng bầu trời trong bản vẽ đi. Hỗn độn lôi đế hoàn toàn không che giấu trong mắt kinh ngạc, từ hắn từ thiên địa ra đời, hồng mông mới bắt đầu tới nay, trải qua quá nhiều thời đại. Cho dù như hắn, cũng không cách nào cùng thiên đạo chống lại. Mà thiên đạo nơi hạ xuống lôi kiếp lại là vô cùng thần bí, khủng bố đại biểu chí cao vô thượng lực lượng, lại có mấy người có thể thành công phản kháng. Nhưng là hiện tại, tiểu thảo xuất hiện, lật đổ hắn dĩ vãng nhận biết. Chẳng lẽ nói, cái này thế gian thật tồn tại một loại nhưng đối với chi tiền thiên đạo trình độ cao nhất lực lượng sao? Hỗn độn lôi đế không dám đi suy nghĩ sâu xa. Bất quá Diệp Thần đối với lần này nhưng không có gì khái niệm, hắn vốn là không tin phục uy tín, nếu như thiên đạo là không công bằng, vậy hắn vậy sẽ phấn khởi phản kháng. Căn cứ hỗn độn lôi đế mà nói, sấm sét thần châu cần số lượng nhất định thiên kiếp lôi lực, mới có thể ngưng tụ thành hình, từ hồng mông mới bắt đầu, khai thiên tích địa tới nay, cái này chư thiên vạn giới vậy không xuất hiện qua mấy viên sấm sét thần châu. Cho nên trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt hạt châu này. Là đặc biệt thần bí lại chân quý, ẩn chứa trong đó lôi đình lực, đủ để căng bể một tên cường đại lôi tu. Nhưng là kế tiếp vấn đề khó khăn lại đến, vốn là phải do Diệp Thần chịu đựng qua những thứ này sấm sét, rồi sau đó liếc về gặp thiên lôi thần phong vị trí, có thể hiện tại 6 đạo lôi đình tề phát, đều bị tiểu thảo thu phục, vậy hắn muốn như thế nào mới có thể liếc về gặp tương lai một góc? Diệp Thần hỏi hỗn độn lôi đế vẫn là hay không có những phương pháp khác có thể tìm được thiên lôi thần phong? Đối với lần này hỗn độn lôi đế lắc đầu một cái. Hắn có thể giúp Diệp Thần dẫn tới một lần chín lôi thiên kiếp, nhưng không cách nào lại thực hành lần thứ hai. Nếu như muốn phải chờ tới lần sau, thiên lôi thần kiếp hạ xuống, còn cần trăm năm thời gian. Hỗn độn lôi đế nói. Hắn có thể hay không lấy thần hồn trạng thái duy trì đến trăm năm sau đó, còn là một vấn đề khó khăn. Càng không cần phải nói, cái này ở giữa còn sẽ xuất hiện đủ loại biến cố. Đang mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp Thần cảm nhận được liền trong óc chấn động, là tiểu thảo vật nhỏ này lại sống nhảy cẫng chạy ra ngoài, trôi lơ lửng ở Diệp Thần trước mặt từ từ đi lên. Mà Diệp Thần chính là lặng lẽ nhìn nó, muốn biết cái này đứa nhỏ rốt cuộc muốn làm gì. Tiểu thảo từ từ huy động lá cỏ, điểm ở Diệp Thần ấn đường, nhất thời, Diệp Thần toàn thân giống như là có một đạo dòng điện kịch liệt vượt qua, đem hắn ý thức kéo vào một phiến hư ảo không gian trong đó. Diệp Thần nhanh chóng thu liễm tâm thần,
đi tới Tiểu Thảo mang lĩnh hắn tiến vào cảnh giới này. Mà ở chỗ này, có mênh mông vô tận hư không, thương mái vòm trên sấm sét vần quanh, tạo thành một phiến cực kỳ thế giới. Diệp Thần tâm niệm vừa động, hắn thật giống như biết cái gì, tăng nhanh tiến về phía trước tốc độ, đi theo trong bầu trời vậy điểm đỏ ánh sáng không ngừng tiến về trước, cuối cùng tiến vào một phiến trong mây mù, hắn nhả bốn phía, như cũ có sấm sét không ngừng đánh ra, cùng vân tiêu nhập làm một thể, sương mù phun trào, hết sức thần bí mông lung. Rốt cuộc, Diệp Thần ý thức vậy xuyên qua cái này một đám mây biển, đi tới sấm sét trung tâm, nơi đó có một tòa phù không hòn đảo, trôi lơ lửng ở trong hư không, cực kỳ mênh mông khổng lồ. Diệp Thần kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy qua trong hư không lại có lớn mạnh như vậy hòn đảo, bên trong là một tòa lại một tòa thật to đỉnh núi, dính chung một chỗ, hình thành vô cùng mênh mông dãy núi. Nhất là nguy nga chính là vậy chung quanh đảo nơi vây quanh sấm sét, tựa như vô cùng vô tận, tràn đầy vô biên tế. Mà lúc này, dẫn hắn tới chỗ này điểm đỏ ánh sáng đổi được mơ hồ, ngay sau đó tiêu tán, hắn ý thức vậy đi theo bước lui ra cái này mảnh không gian. Làm Diệp Thần tỉnh lại lần nữa lúc đó, Tiểu Thảo đã không gặp, trở lại bầu trời hoàng tuyền đồ trong đó, Diệp Thần thấy Tiểu Thảo co rúm ở trúc xanh ao xó xỉnh, động một cái cũng không động, tựa như đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Liền liền hắn nhìn cũng có chút đau lòng. Tuy nói Tiểu Thảo đối với vậy sấm sét thiên kiếp, tựa hồ có trời xanh khắc chế năng lực, nhưng cũng không phải như vậy ung dung liền có thể bắt lại. Hơn nữa Tiểu Thảo xuất chiến sau đó, không có hấp thu quá nhiều tinh hoa, mà là đem những cái kia sấm sét hóa là thần châu giao cho Diệp Thần, sau đó lại thúc giục khác một loại lực lượng, đem tòa kia hòn đảo tin tức truyền đạt cho Diệp Thần. Như vậy mấy phen dưới thao tác tới, nhập không đủ chi, nhất định hội thần lao ra tổn. Mà Diệp Thần thì là dựa theo Tiểu Thảo chỉ dẫn, thành công tìm được trong truyền thuyết Thiên Lôi Thần Phong. Cái gọi là Thiên Lôi Thần Phong, cũng không phải là một ngọn núi, mà là trôi lơ lửng ở trong hư không hòn đảo. Nơi đó, cụm núi vần quanh, ở trên cái đảo này, không có những thứ khác địa khu thành phố, liền chỉ có vô số sấm sét cổ mộc. Diệp Thần có thể nhận định đây cũng là Thiên Lôi Thần Phong, tuyệt đối không sai được. Chỉ không qua bọn họ cũng hiểu sai trước kia Thiên Lôi Thần Phong. Thiên Lôi Thần Phong, là từng ngọn dãy núi kết hợp lại bầu trời đảo, ở vào rất xa trong hư không, tầm thường thế lực căn bản không có thể phát hiện. Hiện tại liền có thể lên đường đi nơi đó. Diệp Thần phong tỏa Thiên Lôi Thần Phong chỗ ở vị trí, ánh mắt nhìn chằm chằm vậy rất xa hư không. Nơi đó thì là có Tiểu Thảo để lại cho hắn tọa độ. Hỗn độn lôi đế gật đầu một cái, hắn ngủ say ngàn vạn năm, hiện tại rốt cuộc thấy được một chút rực rỡ. Chỉ cần có thể đem Thiên Lôi Thần Phong lôi dịch hấp thu được tay, vậy hắn liền có thể trọng tố một cái viễn cổ lôi thân thể, chứa đạo này thần hồn, từ luân hồi mộ địa trong đó giải thoát ra. Dĩ nhiên, lôi thân thể có thể hay không ngưng tụ thành công, còn được xem chút vận khí. Được, bản đế cùng theo ngươi cùng đi. Hỗn độn lôi đế chuẩn bị kỹ càng, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Diệp Thần cũng đem thần thông pháp bảo toàn bộ thu hồi, chỉ để lại một kiện hộ thân bảo vật. Chợt hắn liền ngưng tụ ra một đạo thần niệm, phân tản ra, đem cụ thể địa điểm vậy nói cho Nhâm Phi Phàm cùng Hỗn Độn Lôi Đế hai người. Nhưng là tại gần được thời điểm, Nhâm Phi Phàm bỗng nhiên lúc này cảm giác được cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy xuyên qua cái này phiến bầu trời, cùng hư không người bên ngoài tương đối xa. Có khách nhân tới, ta phải đi gọi một tí, các ngươi đi trước đi. Nhâm Phi Phàm ngưng xem nhìn lại, thân hình hóa thành một đạo lưu quang. Chậm rãi bay lên, hắn xé trước mặt hư không, nghênh ngang mà đi. Diệp Thần thần sắc cũng có chút rất nhiều ngưng trọng, nhất định là nào đó nhân vật lớn đến chỗ này tới muốn ngăn cản bọn họ. Mà vậy nhân vật lớn cần Nhâm Phi Phàm đích thân ra tay, mới có thể chặn lại. Được, vậy chúng ta đi trước, Nhâm tiền bối ngươi nhiều hơn chú ý. Diệp Thần vận dụng hư bia lực lượng, cấp tốc khuếch trương, trước mặt không gian rung động chậm rãi vang ra. Hình thành một đạo rộng rãi môn hộ. Hỗn độn lôi đế linh hồn chấp động, tiến vào luân hồi mộ địa, mà Diệp Thần chính là căn cứ ý niệm trong đó lấy được tin tức, nhanh chóng đi cái địa phương kia. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần sau lưng đột nhiên truyền tới nóng bỏng cảm giác. Một giây kế tiếp, óc tựa như bị một cổ cực hạn lực lượng tràn ngập, thân thể trực tiếp té xuống đất. Hỗn độn lôi đế ngẩn ra, vội vàng đem một chút sấm sét hội tụ đến Diệp Thần thức hải. Diệp Thần lúc này mới chật vật mở mắt ra. Mới vừa rồi là phát sinh cái gì?
Diệp Thần con ngươi tràn đầy bất ngờ. Ngay vừa mới rồi, hắn phát hiện mình thân thể tựa như bị lực lượng nào đó khống chế. Cái này không xem đoạt xác, nhưng lại xem đoạt xác. Điều này sao có thể? Hỗn độn lôi đế con ngươi ngưng trọng, nói, ngươi mới vừa rồi mất đi khống chế, thật giống như và ngươi sau lưng có liên quan. Diệp Thần lúc này mới chợt hiểu, sợ rằng và 10 cướp thần ma trong tháp sau lưng vậy đạo văn đường có liên quan. Mà đây đường vân, đại biểu khí thế tuyệt cảnh. Để lại cho mình thời gian không nhiều lắm, xem ra, dưới mắt, khí thế tuyệt cảnh so với kia luân hồi huyền bi quan trọng hơn một ít. Diệp Thần suy tính chốc lát, trong đầu hiện lên Chu Uyên bản đồ. Hắn có chút bất ngờ, đi Thiên Lôi Thần Phong vừa vặn phải đi qua khí thế tuyệt cảnh. Đây chẳng lẽ là trùng hợp? Vẫn là nói, đây là luân hồi đã định trước cướp. Liên Hồng Quân lão tổ đối cái này khí thế tuyệt cảnh cũng là biết được mấy phần, hơn nữa nhắc nhở qua mình, sợ rằng chỗ đó tuyệt không phải đơn giản như vậy. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hướng một phương hướng đi. Hồi lâu sau, hư không chập chờn. Diệp Thần theo Chu Uyên nơi chỉ hướng bản đồ, mượn hư bia biến dạng hư không, đi tới một vực cuối. Nơi này lại có thất lạc thời không hơi thở. Nhưng khoảng cách thất lạc thời không cực kỳ xa xôi. Thậm chí chẳng biết tại sao, Diệp Thần cảm thấy nơi này còn sảm tạp huyền hải hơi thở. Hỗn độn lôi đế đột nhiên mở miệng nói, chỗ này tựa hồ là một nơi không gian đứt đoạn tạo thành đưa đến. Chỉ là không biết cái này không gian đứt đoạn là tự nhiên tạo thành, vẫn là bởi vì. Nếu như là người là tạo thành, vậy đối phương thực lực có thể không thể khinh thường. Người vẫn là chú ý thì tốt hơn. Diệp Thần gật đầu một cái, con người đông lại một cái, thấy được chấn nhỏ biên giới, cuối cùng ánh mắt nhưng là dừng ở một cái hải vực bên trên, bốn mắt nhìn lại. Vào mắt đều là xanh thẳm. Thậm chí vậy dưới chân biển sâu, đều là chưa từng lật lên sóng lớn, hết thảy như vậy tường hòa, gió êm sóng lặng. Kỳ quái, chỗ này rõ ràng không có bất kỳ dị thường, thậm chí xa xa chấn nhỏ biên giới, đều là như vậy không dành thế sự, liền tu giả hơi thở đều không từng cảm giác được, chẳng lẽ là Chu Uyên cho bản đồ có sai lầm. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hôm đó Chu Uyên khắc xuống bản đồ, hắn đã sớm vững vàng khắc ở đầu óc bên trong. Một đường biến dạng truy tìm tới, vốn cho là rãnh trời đường cùng, không nghĩ tới nhưng là như vậy thế ngoại đào nguyên. Rốt cuộc có thể đi ra. Ngay tại Diệp Thần kinh ngạc để gặp, luân hồi mộ địa bên trong một hồi dị động, Diệp Thần nhưng là tròng mắt bên trong dâng lên vẻ mừng như điên. Cái này thanh âm quen thuộc, chính là hồi lâu không có động tĩnh Linh Nhi. Mặc dù Huyền Hải đánh một trận, mượn hư bia và Linh Nhi rất nhiều lực lượng, nhưng Linh Nhi vẫn không có ra mặt. Hiển nhiên vẫn còn thuộc về bế quan trạng thái. Linh Nhi, cảm nhận được quen thuộc chập chờn, Diệp Thần nhẹ giọng la lên. Ừ, Linh Nhi lắc mình một cái, bất ngờ xuất hiện ở Diệp Thần trước mắt, vẫn như cũ là tinh xảo như đồ sứ em bé vậy trên mặt mũi, tung lên một chút nghiền ngẫm. Ta còn lấy vì ngươi phải đi đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế. Linh Nhi vừa xuất hiện, liền là đối Diệp Thần trêu ghẹo nói. Linh Nhi. Ta đây là hy vọng có thể như vậy, nhưng dưới mắt ta thực lực, còn chưa đủ xem. Nhìn trước mắt Linh Nhi, Diệp Thần luôn cảm giác nàng nơi nào thay đổi, nhưng vừa tựa hồ cái gì đều không đổi. Đây chẳng lẽ là quá thần nơi đó lấy được đá tạo thành? Ồ! Bốn phía nhìn vòng quanh hồi lâu, ngửi một cái không khí bên trong tràn ngập mùi vị, Linh Nhi thu liễm nụ cười liền mấy phần, ngược lại thì nhìn Diệp Thần mở miệng hỏi nói. Ngươi làm sao sẽ tới này? Diệp Thần lúc này mới đem 10 cướp thần ma tháp, Tôn lão suy đoán, khí thế tuyệt cảnh, Chu Uyên cùng với Hồng Quân lão tổ sự việc lại là cho Linh Nhi lại chuyển thuật một lần. Linh Nhi nhưng là trước mắt bình tĩnh. Thì ra là như vậy. Bất quá, cái đó tiểu lão đầu, sớm như vậy liền đem ngươi đuổi đến chỗ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngược lại là Diệp Thần, đối với Linh Nhi như vậy thái độ có chút không rõ ràng, rất hiển nhiên, Linh Nhi biết được hắn khẳng định sẽ đến này. Nhưng không nghĩ tới lại là hiện tại. Không sao, nếu người tới, vậy thì tới nhìn một chút đi. Linh Nhi chỉ là hời hợt khoát tay chặn lại, tức khắc lúc đó, thiên địa biến sắc, hải lý một hồi phun trào. Con bé này, Diệp Thần một hồi kinh hãi, tổng cảm thấy Linh Nhi cùng lúc đầu so sánh nơi nào không giống nhau, cái này nhắm một cái quan, quá thần vậy lấy được luân hồi huyền bi đồng loại đá, lại là để cho Linh Nhi khí tức cường đại đến như vậy bước. Có ý tứ, xem ra là đoán được ta sẽ xuất thủ, cũng có thể ra tay.
Linh Nhi cùng lúc trước so sánh, mặc dù thể hình tư thái vẫn như cũ là Linh Nhi hình dáng, nhưng tâm tính nhưng là chín muồi không thiếu, đối với một ít Trần Phong trí nhớ cũ, cũng là lại vạch trần một góc. Linh Nhi ngẩng đầu nhìn trời, chỉ là giễu cợt cười một tiếng, chợt giữa trưởng càn khôn đổi ngược, chỉ là tay nhỏ bé lật đổ, màu xanh thẳm biển sâu chợt cùng bầu trời xanh biếc hòa hợp. Diệp Thần lần nữa ngước mắt nhìn lại, ba quang liễm diễm chân trời trào, bầu trời xanh mây trôi dưới chân di chuyển. Cái này, như vậy tiện tay đem thiên địa đổi ngược khủng bố thủ đoạn, nhưng chỉ là tay nhỏ bé một trường lật đổ tới giữa. Liên Diệp Thần cũng không từng cảm thấy phân nửa không gian ba động, cũng đã là làm được thâu thiên hoán nhật cử chỉ, đây chính là Linh Nhi đối với không gian thành tựu. Lại vẫn xếp đặt một tầng vách không gian, Linh Nhi hiển nhiên đã nhìn thấu trong đó đầu mối, không chờ Diệp Thần đặt câu hỏi, chính là đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía mặt đất một chút. Oanh! Vô hình chập trần theo Linh Nhi đầu ngón tay nhẹ một chút, Diệp Thần dưới chân bầu trời xanh vạn trượng vặn dậy, tường vân theo tiêu tán. Hiện, Linh Nhi nhìn dưới chân vặn dậy trùng điệp vạn dặm bầu trời xanh, tay nhỏ bé nhẹ nhàng cách không một chảo, tựa như đem vạn dặm càn khôn tất cả đều nặn tại trong lòng bàn tay. Một hồi liếc mắt nhìn xem thưởng thức sau này, Linh Nhi lắc đầu một cái, chỉ là cách không tiện tay nhẹ nhàng vén lên. Dưới chân vạn trượng bầu trời xanh ngay tức thì giống như giường nhỏ đệm như vậy, bị trước mắt Linh Nhi một cái vén lên, nhẹ nhàng nâng lên, tiêu tán cùng cửu tiêu bên trong. Diệp Thần kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, nguyên tới nơi đây tự có càn khôn. Cái này đảo qua đi, dưới chân bạch sa phân dương, trước mắt vẫn như cũ là vậy phiến quen thuộc tất bất quá cánh đồng hoang vu. Lúc trước cùng thần vũ điện lão nhân kia đặt chân mười cướp thần ma tháp truy tìm Chu Uyên giấu chân lúc đó, từng đi ngang qua địa giới. Độc nhất vô nhị. Người ở mười cướp thần ma tháp thủ phủ thấy đều là như vậy diễn hóa mà đến ảo ảnh, có lẽ nơi này, người còn nghĩ lần nữa trải qua cái gì. Tựa hồ xem thấu Diệp Thần ý tưởng, Linh Nhi nhẹ giọng dặn dò. Người có phải hay không kinh ngạc, ta làm sao biết người đang suy nghĩ gì? Linh Nhi mặt đẹp bên trên nâng lên lau một cái thần bí mỉm cười, nhưng là đối với lần này cũng không có giải thích, ý kia chính là, ta không nói, chính người đoán đi đi. Như thế nói, mới vừa rồi nhìn thấy chấn nhỏ biên giới các loại, đều là giả tưởng, cái này trùng điệp vạn dặm bạch xa cánh đồng hoang vu, mới là khí thế tuyệt cảnh. Diệp Thần hỏi, lúc trước người thấy thành nhỏ, là thật, nơi này, vậy là thật. Linh Nhi nhẹ giọng mở miệng giải thích. Chờ ngươi đột phá trăm gia cảnh, tự nhiên biết rõ trong đó chân ý. Hiển nhiên, Linh Nhi đối với không gian thành tựu đã đi sâu vào liền một cái trình độ kinh khủng. Bất quá, nơi này không gian cực kỳ quỷ dị, từ chúng ta đặt chân nơi này bắt đầu, liền phải cẩn thận, ở chỗ này, dù là thiên quân lão tổ đều không cách nào dễ như trở bàn tay biến dạng hư không. Linh Nhi hướng về phía Diệp Thần dặn dò. Liền thiên quân lão tổ đều không cách nào làm được tùy mình muốn biến dạng khí thế tuyệt cảnh không gian sao. Diệp Thần ngược lại là cảm thấy khí thế tuyệt cảnh càng ngày càng phức tạp. Cùng lúc đó, một chỗ khác, hai đạo thân ảnh hướng Diệp Thần cái phương hướng này tới. Cái này cùng hoang vô nguyên, trừ bạch xa bất luận cái gì vật còn sống cũng không có, vị kia cũng có phần có chút cảnh giác quá mức. Diệt Trần, có thể từ vậy to như vậy giới thoát khỏi, bản chính là ý trời. Vị kia ý chí, không phải chúng ta có thể suy đoán. Hô! Gào thét sắc bén đao gió từ trên cánh đồng hoang vu lướt qua, xen lẫn dậy từng cơn cát mang tàn phá vượt quá. Ừ! Thiên Ngọc tỷ, người vậy cảm thấy. Chỗ này, bao lâu chưa từng có sinh linh. Hai đạo thanh âm thay nhau vang lên, như có loại khó che giấu vẻ hưng phấn, đếm không hết đã qua bao lâu, hướng về phía cái này đầy trời bạch sa, một viên chính là một ngày. Phải chăng là vị kia tiên đoán người? Vui đùa một chút đi, dù sao cũng vô cùng buồn chán. Người nọ tựa hồ, nhắc tới khí thế tuyệt cảnh. Hình ảnh quay về. Diệp Thần con ngươi híp lại, có dũng khí dự cảm bất tường. Đúng rồi, nơi này còn không tính là chân tránh khí thế tuyệt cảnh, bất quá là bị vậy cấm địa cùng lưu đầy không gian thôi. Linh Nhi hướng về phía Diệp Thần mở miệng giải thích. Dựa theo lẽ thường mà nói. Chỗ này là tuyệt đối không thể nào có sinh cơ. Linh Nhi mới vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng là phát hiện không gian nhiều một chút chập chờn. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần trong mắt tách ra ra lau một cái tinh thần, hắn cảm thấy một cổ cảm giác bị áp bách. Ngay lập tức, trước người hai người bạch sa dâng lên, tàn phá bừa bãi đao gió cuốn lên cát mang,
đạo đạo cát mang ngưng tụ lên, Diệp Thần trước mặt, một viên to lớn cát cầu không ngừng phồng lớn. Người nào dám can đảm tới đây? Sát Diệt Trần cùng Sát Thiên Tỷ thanh âm truyền ra, nghiêm nghị khiển trách. Bất quá, khặc khặc, nếu đã tới, vậy thì chơi một chút đi. Bạo ngược hơi thở điên tăng, trước mắt cát cầu bên trong, kích động ra vẻ sát cơ, vô số hạt cát cơ hồ ùn ùn kéo đến tới. Vèo, mắt thường không thể nhận ra nho nhỏ hạt cát, từ vậy cát cầu bên trong tóe ra, Diệp Thần còn chưa dự định vận dụng trần bia bảo vệ, chỉ là một viên từ Diệp Thần trên cánh tay phải đập qua, lau một cái huyết tuyến phút chốc bão tố ra. Cái này hạt cát bên trong lại hàm chứa cực kỳ kinh khủng hủy diệt đạo vận. Diệp Thần, mau lui lại. Linh Nhi lớn tiếng gọi một tiếng, cái này đầy trời kích động bạch xa, lại không nói mục không thể đạt tới, như vậy mật độ hạt cát cho dù là cảm giác có thể bao trùm, vậy căn bản không tránh thoát. Hai người thân hình một trước một sau hướng phương xa chạy đi, sau lưng vậy nghiêng thiên bạch xa nhưng là như bóng với hình. Linh Nhi thấy vậy, trong lòng bàn tay càn khôn lộn, cường đại không gian chi lực đem nháy mắt tới Diệp Thần trước mắt cát bộc ngưng kết. Thời không ngừng, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đủ để cho Diệp Thần kéo ra mấy cái thân vị, Linh Nhi thu hồi lãnh vực lực, hướng Diệp Thần đuổi theo. Khặc khặc, thật là mạnh không gian lãnh vực. Diệt Trần, lại thêm sức lực mà. Sát Diệt Trần cùng Sát Thiên Tỷ nghiền ngẫm thanh âm vang vọng ở vạn trượng bạch xa trên cánh đồng hoang vu, theo một trận cười điên cuồng tiếng vang lên, Diệp Thần cùng Linh Nhi hai người dưới chân bạch xa bắt đầu chậm rãi ngưng kết, cường đại bám vào lực làm hai người thân hình hơi chậm lại. Bạch xa lãnh vực. Khặc khặc, để cho ngươi vậy xem, chúng ta lãnh vực lực. Dưới chân bạch xa hóa thành từng cái cánh tay, đem Diệp Thần cùng Linh Nhi hai chân gắt gao cuốn lấy, sau lưng kích động mà đến cát bộc thoáng qua đã tới trước mắt. Cảm thụ một tí tuyệt vọng đi. Sát Diệt Trần thanh âm vang lên lần nữa, chợt Diệp Thần trước mắt, mấy cái cùng lúc trước giống nhau như đúc cát cầu bay lên, lại không ngừng phồng lớn. Linh Nhi ánh mắt ngưng trọng, dưới mắt vạn trượng cánh đồng hoang vu. Một đường chạy trốn tuyệt đối là tự tìm đường chết, phải nghĩ biện pháp phá cuộc. Diệp Thần, cái này hai người chân thân sợ rằng chính là ẩn núp tại cánh đồng hoang vu này một góc, chúng ta không đem bọn họ tìm ra, cái này bạch xa là sẽ không dừng. Lớn như vậy cánh đồng hoang vu, hai người chân thân. Linh Nhi một lời thức tỉnh người trong mộng, Diệp Thần óc nhanh chóng vận chuyển, mênh mông như biển tinh thần lực ngay tức thì lộ ra. Vậy đủ rồi sánh bằng thiên quân cường giả uy áp vạch qua vạn trượng cánh đồng hoang vu, mỗi một viên bạch xa dưới, đều là bị Diệp Thần quét qua. Ngươi tinh thần lực lại đạt tới tình cảnh này, xem ra huyền hải xảy ra không ít chuyện, Linh Nhi kinh ngạc hơn, trong tay động tác chưa từng dừng lại, trong lòng bàn tay càn khôn lần nữa lộn. Ngưng, lãnh vực lực lại xuất hiện, vậy kích động tới Diệp Thần trước mắt cát bộc ngay tức thì im bặt. Mau, ta không chống đỡ được thời gian quá dài. Đối phương hai người thiên quân làm áp lực, phong tỏa chân thân mới có thể đánh một trận. Linh Nhi thanh âm vội vàng truyền tới, Diệp Thần vậy sánh bằng thiên quân khủng bố tinh thần lực, còn thật có thể tìm cho ra vậy ẩn núp hai người chân thân. Đáng ghét, lòng như lửa đốt Diệp Thần cảm giác nhanh chóng lướt qua tất cát, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì, trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ. Khặc khặc, tốt tinh thần lực, ta thiếu chút nữa cho là có thiên quân lão tổ hạ xuống. Lúc đầu chỉ là hồn lực và tinh thần lực mạnh mẽ thôi, tu vi bất quá là thái chân cảnh thôi. Bắt giữ hắn đi, nếu như cùng vị kia giao phó có liên quan, chính là người ta huynh đệ lập công tốt cơ hội. Sát Diệt Trần cùng Sát Thiên Tỷ thấy Diệp Thần bất quá thái chân cảnh tu vi, lại có như vậy hạo hàn tinh thần lực, chợt nhớ ra rồi sát thí đại đế tiên đoán, lúc này thu hồi đùa bỡn tâm tính, muốn bắt sống Diệp Thần. Hồng Mông đại tinh không, mở. Một đạo ngân hà hiện lên ở Diệp Thần bầu trời, tỉnh táo lại Diệp Thần chậm rãi đóng chặt hai tròng mắt, cẩn thận cảm thụ viên viên bạch xa truyền tới cảm giác ấm áp, không ngừng điều chỉnh mình hô hấp. Linh Nhi giữa trán, tích tích mồ hôi hột tuột xuống, quanh thân ngừng lĩnh vực bên trong không gian, kích động bạch xa trước mắt đều là, nhưng là không được tiến thêm. Cái này hai người bản thể, không ở nơi này mờ mịt biển cát bên trong. Trước mắt thoáng qua lau một cái lượng sắc. Diệp Thần đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên bạo mang, luân hồi thiên nhãn hội tụ, tựa như ngưng tụ vào trên hư không, luân hồi ánh sáng lưu chuyển, hồng mông hơi thở tràn ngập. Linh Nhi, giúp ta giúp một tay. Lấy trước mắt Diệp Thần tu vi, vận dụng Long Uyên Thiên Kiếm, thi triển chỉ nước một kiếm có lẽ có thể chém chết đối phương, nhưng đối phương hoàn toàn dung vào quy tắc bên trong,
như thế nào chém. Chỉ có mượn Linh Nhi và hư bia lực lượng, tài có cơ hội. Oanh! Linh Nhi thân hình nhẹ khẽ gật đầu, chậm rãi tiêu tán ở hư không, trong nháy mắt, không gian lãnh vực sau đó đi, giết mang đã tới. Chỉ nước! Thấu lượng kiếm mang trở thành cả tòa trên cánh đồng hoang vu duy nhất lượng sắc, phá vỡ thương khung, thẳng chém về phía trên đỉnh đầu màu tím dị mang. Vù vù! Kiếm mang đem vậy ngưng tụ hồng mông mây tía một đoàn quang ảnh đánh nát, sáng rực như ngân hà vậy điểm sáng vẩy chiếu tại trắng ngần bạch xa bên trên, cánh đồng hoang vu bên trong, ý định giết người chậm rãi liếm hết sức, liền vậy nóng bỏng bạch xa, đều là ảm đạm mấy phần sáng bóng. Quả nhiên, hồng mông mây tía có thể khắc chế những thứ này bạch xa. Rất hiển nhiên, cái này trên cánh đồng hoang vu vạn trượng bạch xa, đều là thông qua trận pháp, bị sát diệt trần và sát thiên tỷ hai người khống chế. Hồng mông khí có thể cắt ra hắn liên lạc. Bể. Diệp thần trong miệng một tiếng quát to, Long Uyên Thiên kiếm lần nữa lộn, đếm đạo kiếm mang uyển như du long vậy ngao du tại chân trời, tinh mang đâm xuyên qua vậy ngưng tụ mà thành hạt tròn to lớn cắt cầu. Âm, phịch, phịch. Rên tiếng, tiếp liền không ngừng vang lên, kiếm mang dưới, tinh xa văng lên vô số dương trần, che cản đi tầm mắt, nhưng cũng chậm rãi quy về yên lặng. Hô. Một hồi gào thét lẫm gió mạnh thổi phất mà qua, bạch xa hồi sinh. Tốt thủ đoạn, mới vừa nghe ngươi nhắc tới khí thế tuyệt cảnh, ngươi là người phương nào? Sát thiên tỷ thanh âm dẫn đầu vang lên, lẫm gió cuốn hơn nửa đạo hạt cát, xếp thành một bóng người, lấy bạch xa làm da thịt, ngưng hóa thành khải, gương mặt bên trên, mấy đạo liệt ngân ban vải, như là trước kia kiếm mang gây thương tích. Xem ra ta quả thật không đoán sai, lấy xa hóa thân, thần hồn khu. Cái này cánh đồng hoang vu mịt mờ bên trên, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng không gạt được các ngươi. Ở sát thiên tỳ nhìn thẳng trong ánh mắt, Long Uyên Thiên kiếm hơi thở tiêu tán, Linh Nhi thân hình chớp mắt, cùng Diệp thần tịnh lập. Người tuổi trẻ, tự cho mình là thông minh, nhưng mà không kết quả gì tốt. Đột nhiên, sau lưng bên tai bên một đạo âm lãnh tiếng quát chợt nổi lên, một đạo giết mang không cùng Diệp thần phản ứng, cũng đã cắt ra hắn phát sao, mấy tia tóc xanh bay xuống. Bên người Linh Nhi tròng mắt đông lại một cái, rủ xuống tóc xanh ngay tức thì hơi ngừng, ngừng đọng giữa không trung. Diệp thần lập tức liền triệu hoán ra xích trần thần mạch, bảo vệ ở mình bề mặt, hình thành một tầng hoàng kim khôi giáp, ba cây thiên kiếm nhao nhao muốn thử. Bên trong đan điền, âm ma thiên thạch tinh mang chớp mắt, chợt lắc mình cùng Linh Nhi người nhẹ nhàng trở lui. Hai người này thực lực không kém, nhưng bùng nổ thực lực không có Huyền Cơ Nguyệt như vậy khủng bố, nhưng trọng yếu hơn chính là hoàn toàn chấp chưởng quy tắc của nơi này, giống như nơi này thần. Bỏ rơi vùng chấn động được tê dại cánh tay phải, Diệp thần lúc này mới hướng mới vừa vậy tập kích hắn bóng người nhìn lại, cùng sát thiên tỷ độc nhất vô nhị cát thân thể, trên đó nhưng là từng cơn hắc mang mơ hồ thoáng hiện. Cái này phiến bị vứt bỏ thế giới, lại có sinh linh chấn thủ. Nhìn một trước một sau có góc thế đem hai người vây quanh sát thị huynh đệ, Linh Nhi cũng là đánh hơi được một cổ nguy cơ vô hình. Xem ra chân chính khí thế tuyệt cảnh, xảy ra vấn đề. Bót bót bót.